Thần đạo đan tôn tập 361 và 362 tuyết liên phong, nhị tổ vô địch, thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nửa tháng sau, Lăng Hàn rời khỏi bão cát. Wow, hắn không ngừng phun máu tươi, cả người hắn máu thịt bé bét. Trong thời gian cuối cùng, hắn đã hao hết lực lượng, chỉ có thể dùng nhục thân ngăn cản bão cát xung kích. Cho dù thể chất của hắn mạnh thế nào, hắn cũng không chịu nổi bão cát oanh tạc không ngừng nghỉ. Nếu lại tiếp tục thêm mấy ngày, chỉ sợ lang hàn sẽ bị bão cát oanh kích mà chết còn tốt trời không tuyệt đường của hắn lang hàn nằm trên mặt đất hắn gần như không còn sinh cơ sau khi nằm vài ngày hắn mới tỉnh lại vận chuyển thập tu thuật tiến hành khôi phục lần này chữa thương kéo dài 17 năm lang hàn chỉ khôi phục nam thành hắn rời đi bắt đầu đi trở về hắn lập qua lời thề muốn cầm hạch tâm thạch đầu nhân rời đi như vậy có thể mai táng trên tử nguyên tinh nhưng mà con đường trở về lại phi thường gian nan thỉnh thoảng gặp gỡ thiên địa phong bạo Lăng Hàn chỉ có thể không ngừng dừng lại hoặc lui lại. Sau khi đi 133 năm, rốt cục Lăng Hàn mới đi tới nơi thạch đầu nhân bị đánh nổ. Có điều cũng có chỗ tốt, thời gian trôi qua lâu như vậy. Thương thế của hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Đại đế đánh phế tinh hạch và bỏ đi. Bởi vậy, mặc dù trôi qua lâu như thế, tinh hạch thạch đầu nhân vẫn nằm tại đó, nhưng toàn thân phủ đầy vết rách cũng không có khí tức sinh mệnh ba động Lăng Hàn cầm lấy khối tinh hạch. Hắn thở dài, ngốc tử, hắn lặng lặng ngồi một lúc, thời điểm đang định đứng dậy rời đi đột nhiên nội tâm hắn rung động có thể phục sinh thạch đầu nhân hay không từ ý nào đó mà nói chuyện này giống như tinh cầu tử vong hắn tất nhiên có thể phục sinh tinh cầu vì cái gì không thể phục sinh thạch đầu nhân có thể thử một lần hắn cầm tảng đá nhớ lại lúc ấy thức tỉnh tinh cầu như thế nào sau đó hắn rót lực lượng vào trong tinh hạch không phản ứng chút nào nội bộ tinh hạch đã vỡ vụn lăng hàn cũng không trông cậy vào chút lực lượng này có thể làm thạch đầu nhân sống lại hắn chữa trị nội bộ tinh hạch trước lại giúp nó trở nên hoàn chỉnh. Chuyện này tốn thời gian 3 năm. Lăng Hàn cũng không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian bởi vì ý hắn phát hiện chính mình càng hiểu rõ sinh mệnh bản nguyên sâu hơn. Dựa theo tiến độ như thế, nói không chừng hắn có thể phục sinh người chết. Đến, sống lại cho ta. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, hắn không ngừng rót lực lượng vào trong tinh hạch ông, bên ngoài tinh thạch phát ra tia sáng và sau đó ảm đạm. Lại đến, Lăng Hàn lại rót lực lượng vào, lực lượng đầy sức sống, ông, tinh thạch lại biến hóa, nhưng nó vẫn ảm đạm lại đến lại đến lại đến lăng hàn không ngừng nếm thử tinh thạch phát sáng tiếp tục thời gian cũng càng ngày càng dài đến một lần về sau nó phát ra hào quang cuối cùng là không hề ảm diệt xuống dưới thành công lăng hàn đứng dậy rời đi hắn tìm kiếm được một khu rừng đá sau đó đặt tinh hạch trên tảng đá chỉ thấy tảng đá như sống lại các tảng đá chung quanh cũng bám vào một thạch đầu nhân xuất hiện trước mặt lăng hàn ngang thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động mờ mịt Ta như thế nào ở chuyện này, phát sinh cái gì rồi? A, à, Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn phát hiện thần trí của mình lại sinh ra liên hệ với Thạch Đầu Nhân. Đây là đơn hướng, hắn có thể ảnh hưởng, mệnh lệnh thậm chí cưỡng ép không chế đại gia hỏa này, thời điểm phục sinh Thạch Đầu Nhân, hắn không thể tránh khỏi lưu lại lạc ấn trong đó, mà đánh lạc ấn của mình lên tinh hạch, hắn có thể khống chế Thạch Đầu Nhân. Chuyện này không phải là ý của Lăng Hàn, nhưng lại không thể tránh khỏi. Chúc mừng ngươi, lại còn sống, hắn cười nói, ngược lại Hắn xem thạch đầu nhân trở thành bằng hữu, thạch đầu nhân dùng đầu cọ sát, nó ma sát nhẹ lên cánh tay Lăng Hàn, may mà đây là Lăng Hàn, bằng không cho dù người nào bị nó cọ nhẹ, cho dù là cấp bậc chuẩn đế hay thánh nhân cũng gãy xương nát thịt. Tốt, chúng ta đi, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, thạch đầu nhân cũng nghe lời đứng lên, hiện tại gia hỏa này đã có thể nghe lệnh. Hai người tiếp tục đi tới, tìm kiếm nơi bọn họ chưa từng đặt chân qua, hy vọng có thể vận khí bộc phát, tìm tới một gốc tiên dược thủy nguyên hoặc hắn tìm được vật chất thủy nguyên, chuyện này trôi qua 700 năm, Lăng Hàn không hề có thu hoạch, nhưng dường như thần thú đại đế cho rằng hắn đã chết nên không tiếp tục tìm hắn. "Ai, đại ngốc tử, không biết chúng ta cần đi bao lâu mới có thể tìm kiếm vật chất thủy nguyên." Lăng Hàn thở dài, tốc độ thời gian nơi này trôi qua nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể cảm ứng được quy tắc, cho nên Lăng Hàn muốn nhanh chóng mạnh lên, hắn chỉ có thể dựa vào vật chất thủy nguyên. "Ngang." Thạch Đầu Nhân bước đi nhanh cũng không biết rằng nó nghe hiểu lăng hàn cảm thán hay không lăng hàn ngồi trên vai thạch đầu nhân đi đường ở nơi này rất mệt mà thạch đầu nhân lại không có nhục thân đương nhiên sẽ không có cảm giác mệt nhọc cho nên nó làm ngựa cho lăng hàn cũng không tệ ngồi trên cao có thể nhìn ra xa hả lăng hàn sững sờ hắn nhìn thấy một đám người ở phía trước ở địa phương này còn có người lăng hàn suy nghĩ dung mạo của hắn phát sinh biến hóa hắn dùng thần niệm nói đi qua bên kia hắn chỉ cần phát ra thần niệm là có thể bảo thạch đầu nhân làm theo ngay nhưng nếu chỉ nói thạch đầu nhân sẽ biến thành đại ngốc tử bành 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 thạch đầu nhân bước nhanh tới vị trí lang hàn vừa chỉ tốc độ của nó rất nhanh với trọng lượng kinh người của nó chạy một mạch như vậy mặt đất sẽ sinh ra rung chuyển phía trước những người kia lập tức quay đầu nhìn lại bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy là thạch đầu nhân ngay sau đó là khiếp sợ nguyên linh hơn nữa hay vẫn là chuẩn đề cấp bậc trên người bọn họ đều là không có mặc chiến giáp lại có thể đi lại bên ngoài dã ngoại chỉ từ điểm ấy là có thể phán đoán bọn họ chí ít cũng là chuẩn đế trên thực tế bọn họ đều là chuẩn đế cũng là môn đồ đại đế ở khu vực thứ hai bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu nguyên linh nơi này không có linh trí chỉ biết chiến đấu cho nên khó tránh khỏi lâm vào khổ chiến sau đó bọn họ mới nhìn thấy lăng hàn ngồi trên vai thạch đầu nhân lạc vô dương bọn họ cùng ngạc nhiên thét lên bởi vì quen biết nên bọn họ mới giật mình có điều mấy vạn năm không gặp tại sao gia hỏa này trâu bò như thế nhận được một nguyên linh cấp chuẩn đế làm nô tài quả thực làm người ta đố kỵ muốn chết lạc huynh chỉ thấy một người tiến lên chào đón đây chính là ngươi thu phục nếu không thì ngươi sao lăng hàn mở miệng oán hận mẹ nó người kia cảm thấy tim đau tại sao ngươi nói như thế chúng ta có thù hay sao hắn gọi là tông vũ trạch là môn đồ của cùng kỳ đại đế ngươi cho rằng chỉ dựa vào nguyên linh cấp chuẩn đế là có thể miệt thị chúng ta hắn thở phì phò nói không sai Lăng Hàn gật đầu. Phải không? Ngươi đến đánh một trận, Tông Vũ Trạch không nhịn nổi, hắn thét lớn và lao về phía Lăng Hàn. Bành, thạch đầu nhân xuất thủ, một tay đánh Tông Vũ Trạch lún vào trong lòng đất. Ách! Lăng Hàn nhòe miệng cười. Còn có người nào có ý kiến, còn lại bảy người đều im lặng. Mẹ nó, rất hung tàn, mặt đất nơi này cực kỳ kiên cố, mọi người cũng không phải không biết. Nhưng thạch đầu nhân một trưởng đánh Tông Vũ Trạch nằm trong lòng đất, đây là lực lượng mạnh cỡ nào, không thể trêu vào thạch đầu nhân thu hồi bàn tay giống như chỉ đập chết con ruồi không có gì lạ trong lòng đất tông vũ trạch phí hết khí lực mới bỏ ra ngoài quần áo trên người hắn rách tung tóe trong tình huống vừa rồi hắn cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ chính mình không bị thương lại sao có thể quan tâm tới quần áo ha ha cùng là môn đồ đại đế mọi người không nên tổn thương hòa khí ninh học lâm môn hạ tất phương đại đế đi ra hòa giải lăng hàn cố ý biểu hiện cuồng ngạo như vậy cứ như vậy mọi người sẽ đứng xa mà nhìn hắn không đến mức lộ ra chân tướng hắn là kẻ giả mạo. chuẩn đế rất nhạy cảm về thực lực, nếu hắn ở chung sớm chiều với đám người này sẽ lộ ra sơ hở. những môn đồ đại đế này đột nhiên tụ tập tại đây khẳng định đang làm đại sự. a, à, chẳng lẽ có khu vực sống thủy nguyên trì lang hàn chờ mong? đương nhiên hắn không có khả năng hỏi thăm. bằng không hắn sẽ lộ chân ngựa. hắn cao ngạo nói nghỉ ngơi đủ chưa? cũng nên xuất phát. cũng không nói đi nơi nào. ngược lại hắn sẽ không dẫn đường. đám người tông vũ chạy tức chết gia hỏa này vừa xuất hiện đã diễu võ dương oai hiện tại còn lên giọng chỉ huy thật quá mức cũng không có biện pháp người ta thu phục nguyên linh là chuẩn đế cao dài chiến lược thật đáng sợ dương đức vũ môn hạ chư kiền đại đế nói lạc huynh nghe nói người mất tích mấy trăm năm thì ra là vì thu phục nguyên linh sao thần thú thành không có liên hệ với nhau chuyện liên quan với mọi người cũng chỉ có các đại đế liên lạc tin tức trước đó đều đi ra ngoài truy sát lang hàn nhưng mà đại đế còn cần báo cáo tình huống với đám môn đồ hay sao cho nên những người này chỉ cho rằng lạc vô dương đi nơi nào đó lịch luyện căn bản không có nghĩ tới người này đã bị giết hâm mộ sao lăng hàn nhìn về phía dương đức vũ ta sát dương đức vũ tức giận ra hỏa này uống lộn thuốc sao tại sao cứ chọc người ta oán hận được rồi lên đường đi những người khác vô cùng khó chịu nhưng tất cả mọi người là môn đồ đại đế cũng không thể vì chuyện nhỏ mà đánh nhau cho dù thật đánh nhau bọn họ chưa chắc là đối thủ của thạch đầu nhân mọi người xuất phát nhưng tám người tông vũ trạch rõ ràng kéo dài khoảng cách với lăng hàn hoàn toàn không để ý tới hắn đây là mục đích của lăng hàn hắn bày ra thái độ cao ngạo bảo thạch đầu nhân đi theo sau lưng tám người này kể từ đó hắn có thể không bại lộ thân phận cũng biết rõ mưu đồ của những người này chực chực lần đầu tiên hắn giả mạo thân phận ổn định như thế cũng không cần lo lắng bị sụp đổ thật sảng khoái đám người gấp rút lên đường bầu không khí đã bị lăng hàn phá hủy cũng không có ai nguyện ý mở miệng qua mấy tháng sau nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh phía trước xuất hiện một đỉnh núi hình hoa sen bao trùm tuyết động nhìn chẳng khác gì tuyết liên rốt cục đến tuyết liên phong tông vũ trạch nói sau đó lập tức nhìn sang lăng hàn một chút dọc theo con đường này lăng hàn chuyên chọc bọn họ làm vui từ đó hắn cũng sinh ra bóng ma tâm lý lần này lăng hàn cũng không để ý tới hắn đang quan sát ngọn núi này rất lạnh giá cho dù chưa lên núi nhưng vẫn làm huyết dịch của hắn có cảm giác bị đóng băng nếu thật đi lên Hắn có thể bị đóng thành băng điêu, những người này vội vàng đi tìm cái chết sao? Nhiệt độ đang tăng lên, chúng ta chưa bỏ qua thời gian, một nữ tử nói, trong chín người chỉ có hai nữ nhân, một là nàng, Đỗ Tử Doanh môn hạ giải chỉ đại đế, một người khác là An Đình Mỹ môn hạ ngột đại đế, những người khác cũng gật đầu, với thần trí mẫn cảm của bọn họ chi, tự nhiên có thể cảm ứng được nhiệt độ đang biến hóa rất nhỏ, nhiệt độ đang tăng cao, mọi người phải chờ, mưu đồ lấy bảo vật trên núi sao? Có đúng thủy nguyên trì hay không? lang Hàn hơi kích thích Lúc trước hắn uống một ngụm nước thủy nguyên trì, hắn tuyệt đối có thể xông lên 99 đạo quy tắc, như vậy lại lắng động vài năm. Dựa vào thời gian chảy nhanh chóng trong vực sâu nguyên thủy, hắn còn sợ không đột phá tới chuẩn đế hay sao? Bọn họ chờ đợi suốt 20 năm, thời gian quả thật rất dài, nhưng không có cách, nơi này có nhiều biến hóa khó lường, tùy tiện gặp được thiên địa phong bạo cũng có thể ngăn cản người ta 10 năm 8 năm, cho nên, đương nhiên thả rằng tới sớm, còn hơn mắc kẹt. Đi, mọi người tiếp tục đi tới lúc này nhiệt độ vẫn còn rất đáng sợ nhưng chuẩn đế đã có thể chống lại không lâu lắm bọn họ bắt đầu lên núi nơi này phi thường nguy hiểm tuyết đọng quanh năm không thay đổi trải qua vô số năm gió thổi tuyết nơi này vô cùng kiên cố hơn nữa cũng rất chân trượt hết lần này tới lần khác nơi này có trọng lực kinh người không có khả năng phi hành chỉ có thể dùng chân bước đi chuẩn đế cũng phải trượt chân ngã đông ngã tây mà phải biết nơi này khắp nơi là nham thạch biên giới nham thạch là các băng lăng hình trụ sắc nhọn Lăng Hàn thử qua, cho dù là thể phách như Thạch Đầu Nhân cũng bị băng lăng đâm thủng một lỗ, hơn nữa, băng trụ có độc, nếu không phải thân thể Thạch Đầu Nhân chỉ là hộ giáp, nó có thể bỏ qua tảng đá, nói không chừng toàn bộ thân thể của nó sẽ hỏng mất, cho nên, nếu không thể khống chế thân thể, nếu thân thể bị băng lăng hình trụ đâm trúng một cái, nói không chừng sẽ đi đời nhà ma, mọi người cẩn thận đi lên núi, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn có Thạch Đầu Nhân, Thạch Đầu Nhân lại không sợ bị thương, nó có thể vứt bỏ tảng đá là được trước đó thạch đầu nhân có thân thể to lớn tới cực hạn rất nhiều tảng đá bám vào cho nên hoàn toàn có thể tiêu hao sử dụng hết rồi về sau trở lại rừng đá bên trong hoang nguyên tùy tiện thu tảng đá là có thể trở thành hảo hán bởi vậy lăng hàn tiến lên không quá nhanh đám người tông vũ trạch hâm mộ nhưng đều nhẫn nhịn không có mở miệng nhờ lăng hàn đưa tiễn một đoạn đường tránh tự rước lấy nhục nhưng sau khi đi một đoạn lăng hàn bảo thạch đầu nhân ngừng lại thật lâu sau mọi người mới chạy tới các ngươi có cần ta đưa đi một đoạn hay không lăng hàn hỏi khốn kiếp rốt cục lương tâm của ngươi sống lại tất cả mọi người gật đầu đi lại ở nơi này phải cẩn thận thần kinh căng thẳng tới cực điểm một lúc sau bọn họ là chuẩn đế cũng có áp lực như núi mồ hôi lạnh chảy dòng cho nên nếu có thể đi nhờ thì quá tốt dùng vật chất thủy nguyên đến đổi lăng hàn cười nói trên mặt đầy sáng lạn tám người tông vũ trạch tức giận bọn họ đã đánh giá cao gia hỏa này t trước kia không có cảm thấy người tham như thế tại sao mới mấy vạn năm lại biến hóa lớn như vậy làng hàn dụ dỗ từng bước nơi này vô cùng nguy hiểm động một tí sẽ mất mạng vượt ngoài thân quý giá nhưng sánh bằng tính mạng hay sao tám người kia im lặng người rõ ràng nổi lòng tham vì cái gì còn muốn ngụy trang đạo mạo phi hừ là vô dương chúng ta đều là đồng tông tại sao ngươi không hiền hậu một chút cho dù chúng ta đáp ứng nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mang bảo vật như vậy trên người sao mọi người đều trách mắng cũng đúng lăng hàn vô cùng tiếc nuối vốn cho rằng có thể kiếm một ít kết quả lại không dã chàng mà thôi mấy vị cứ đi từ từ hắn cười ha ha một tiếng ra hiệu thạch đầu nhân tiếp tục lên núi tạm thời không có xuất thủ một là hắn còn không biết những người này tới đây làm gì nhưng giết người cũng không có thu hoạch một nguyên nhân khác cho dù hắn và thạch đầu nhân cường thế nhưng trung quy chỉ có hai người rất khó giết sạch tám chuẩn đế cho nên còn phải tìm một cơ hội thật tốt thạch đầu nhân tiến lên nó không nhìn uy hiếp ở nơi này nhưng cũng không thể quá mức lỗ mãng, nếu không, không chờ leo lên đỉnh núi thì nó đã bị mày mòn sạch sẽ. Dù là như thế, bọn họ cũng đi nhanh hơn 8 người tông Vũ Trạch. 3 ngày sau, bọn họ leo lên đỉnh núi. Dù sao Tuyết Liên Sơn cũng không tính cao đến quá đáng. Đỉnh núi rất bằng phẳng, nơi này có cái ao màu đen cổ quá chính là. Nơi này cực kỳ rét lạnh, cho dù là chuẩn đế cũng khó chống cự, cũng phải bị đóng băng thành khối, nhưng ao nước vẫn duy trì trạng thái chất lỏng, nước màu đen, chỉ nhìn sơ qua Lăng Hàn đã dùng mình một cái, dường như thân thể chết đi một bộ phận. Hắn có cảm giác nếu chạm vào thứ nước này thì hắn sẽ chết. Đây là tử vong thủy sao? A, à, đám người tông vũ trạch đến tìm kiếm đồ vật, chẳng lẽ không phải bảo vật thủy nguyên trì hay sao? Mà là thủy dịch đầy tử vong. Đại Thạch, ngươi dám đụng vào thứ này không? Lăng Hàn hỏi. Thạch Đầu Nhân vội vàng lắc đầu, nó phát ra suy nghĩ mơ hồ với Lăng Hàn. Hạch tâm của nó tiếp xúc với chất lòng kia sẽ lập tức mất đi sức sống, mà cánh tay của nó chạm vào thân thể cũng sẽ mất đi sinh mệnh lực cho nên thứ này khác với năng lượng hủy diệt năng lượng hủy diệt trực tiếp biến vật thể thành hư vô biến mất từ đầu đến đuôi nhưng chất lỏng này chỉ có tử vong tử vong tuyệt đối cho dù là chuẩn đế cũng gánh không được mấu chốt là đám người tông vũ trạch muốn chất lỏng này làm gì nếu như mục tiêu của bọn họ chính là thứ này với thực lực của bọn họ trong khu vực này cơ bản không có đối thủ chẳng lẽ muốn ra tay với đại đế sao không thể nào a à, lăng hàn suy nghĩ chẳng lẽ thu thập để đưa vào nơi sâu hơn chỗ đó đám người vô nhai đại đế đang đối kháng thế lực thần bí cũng lâm vào thế yếu nhưng ít ra còn có thể chịu đựng được vì lật bàn đám người vô nhai đại đế đưa tiên thiên kim linh sáng tạo chi kim ra ngoài thậm chí tiền thân nguyên thế giới cũng bị đám người vô nhai đại đế đưa ra tên là sinh mệnh thạch nhưng tất nhiên đám người vô nhai đại đế có thể bố trí vì cái gì thế lực thần bí kia lại không được bọn họ chỉ biết dùng thực lực đối kháng với đám người vô nhai đại đế hay sao cho nên phái người tới lấy tử vong thủy sau đó đi đối phó đám người vô nha đại đế từ đạo lý mà nói hoàn toàn nói thông lăng hàn tươi cười nếu quả thật như thế vậy hắn mèo mù đụng chết chuột thật sự đúng dịp tất nhiên đụng phải hắn hắn quả quyết sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy lăng hàn tới nơi này vừa vặn đụng đám người tông vũ trạch lên đường sau đó chờ bốn ngày mới thấy đám người tông vũ trạch bò lên đỉnh núi ngươi đi lên sớm như thế chẳng lẽ cứ ngồi ở nơi này sao nhìn thấy lăng hàn ngồi bên cạnh hồ nước Tám người kia cảm giác điên rồi, bọn họ còn trông cậy Lăng Hàn sớm đạt được đồ, như thế cũng có thể bớt đi công sức của bọn họ, nhưng Lăng Hàn chậm chạp chờ đợi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lên núi, nhưng Lăng Hàn lại lười biếng ngồi cạnh hồ nước, bọn họ giận muốn điên lên. Đúng vậy, Lăng Hàn gật đầu, hắn hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? À, vì cái gì ngươi còn nói hùng hồn như vậy? Đám người tông Vũ Trạch nhìn nhau, mặc dù giữa bọn họ hiếm khi gặp nhau một lần, nhưng Lạc Vô Dương cải biến quá to lớn đánh chết bọn họ không tin lạc vô dương đã đổi một người bởi vì chuyện này không hiện thực ở khu vực này chưa từng có ngoại địch xâm lấn được rồi không nên nói nhảm với hắn nhanh chóng thu tử vong hàn thủy chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi nơi này sắp khôi phục hàn khí mấy người kia nói ra sau đó cùng lấy ra dụng cụ đựng chất lòng trên thực tế đây chỉ là mấy khối đá bị đào rỗng ai lang hàn thở dài trước đó không xác định nên ôm một phần hy vọng hắn cho rằng đám gia hỏa này đang tìm kiếm vật chất thủy nguyên nhưng bây giờ hắn thất vọng tông vũ trạch tới lấy chất lòng có thể làm chuẩn đế dính vào sẽ vẫn lạc tử vong hàn thủy tốt lăng hàn vươn người đứng dậy sau đó búng tay một cái thạch đầu nhân hương phấn nó tỏa ra thần thức chấn động sau đó lại lao về phía đám người tông vũ trạch người có ý tứ gì đám người tông vũ trạch vừa sợ vừa giận bọn họ không nghĩ tới thạch đầu nhân lại xuất thủ vào lúc này lạc vô dương nhanh bảo nó dừng tay lăng hàn cười ha ha một tiếng hắn biến thành diện mạo thật xấu hổ ta không phải lạc vô dương cái gì tám người tông vũ trạch đều kinh hãi làm sao có thể chứ người này là giả mạo khó trách gia hỏa này trước đó luôn chọc giận người khác cũng chọc người ta tức thổ huyết thì ra hắn cũng không phải là lạc vô dương ngươi là ai tám chuẩn đế vừa đầu với thạch đầu nhân vừa quát hỏi lăng hàn bọn họ thật sự rất giật mình đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới lăng hàn lắc đầu nói ra các ngươi cũng không biết cũng được ta chính là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, Lăng Hàn. Mạnh nhất lịch sử, ha ha, khẩu khí của ngươi thật lớn, chờ chút. Ngươi là thánh nhân, tám người tông vũ trạch đều kịp phản ứng. Lăng Hàn thả ra thánh hỏa, cười nói, không thể giả được, trời, tám người tông vũ trạch rung động không nhẹ, kém chút bị thạch đầu nhân xông phá phòng tuyến, thật là thánh nhân, nhưng nơi này không phải trong thành, vì cái gì ra hỏa này, không mặc chiến giáp vẫn có thể hành tàu tự nhiên, chẳng lẽ, hắn nắm giữ chiến lược chuẩn đế thánh nhân mạnh nhất lịch sử đám người tông vũ Trạch khít khí lạnh nếu như lăng hàn thật có chiến lược chuẩn đế danh xưng thánh nhân mạnh nhất lịch sử cũng không cuồng vọng tốt rồi hiện tại tìm hiểu kết thúc ta cũng nên ra tay rồi lăng hàn cười nói tám người tông vũ trạch cười lạnh lăng hàn tu vi thánh nhân đã nắm giữ chiến lược chuẩn đế đây là việc quá kinh người nhưng người mạnh hơn nữa cũng chỉ chỉ là thánh nhân à thôi cho nên nếu gia hỏa này xuất thủ hắn đang tự tìm cái chết tám người nhìn nhau sau đó đạt thành nhận thức chung nếu lăng hàn làm thế bọn họ có thể liên thủ tuyệt sát lăng hàn kể từ đó thạch đầu nhân trở thành nguyên linh vô chủ mất chỉ huy chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu vậy thì dễ đối phó hơn nhiều tới đi người thật tự đại lăng hàn xông về phía tông vũ trạch tự tìm cái chết tông vũ trạch cười lạnh hắn xuất một trường đánh trả lăng hàn hắn muốn một kích đánh lui lăng hàn sau đó tự nhiên có đồng bạn lao tới giết lăng hàn chuẩn đế không dễ giết nhưng người nào cuồng như lăng hàn hay không chính mình muốn tìm chết trách được ai lăng hàn cười một tiếng thiết quyền ngưng tụ lại đánh phía tông vũ trạch lúc một quyền sắp đánh chúng lăng hàn mới đột nhiên vận chuyển năng lượng hủy diệt và lại đạo quang tông vũ trạch có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng lăng hàn là thánh nhân chiến lược sẽ không mạnh đến mức nào bởi vậy trong đầu hắn chỉ nghĩ sẽ đánh lăng hàn bay đi tan giã phòng ngự của đối phương sau đó do đồng bạn xông tới giải quyết lăng hàn cho nên lúc này hắn có phòng bị hay sao bành nắm đấm và bàn tay va chạm vào nhau sau đó nhìn thấy tông vũ trạch bị đánh bay ra ngoài hơn nữa cánh tay phải cũng biến mất đám người ninh học lâm kinh hãi đúng thế có người bị đánh bay vì cái gì không phải lăng hàn mà là tông vũ trạch hoa mắt không có khả năng bọn họ chính là chuẩn đế tại sao có thể hoa mắt oanh thạch đầu nhân cường thế tiến công lại phá vỡ suy nghĩ của bọn họ lăng hàn phát động vượng rực thiên tường hắn tiến lên và xông thẳng về phía tông vũ trạch hắn lại đánh ra một quyền quá nhanh phải biết trừ cảnh giới ra Lăng Hàn ở phương diện nào cũng có thể nghiền ép Tông Vũ Trạch, tất nhiên quyền chủ động vẫn nằm trong tay của hắn. Tông Vũ Trạch ngăn cản thế nào, bành, 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 Lăng Hàn xuất ra mấy quyền liên tục, từng quyền đều rất vừa vặn, có thể thấy rõ ràng thân thể Tông Vũ Trạch không ngừng biến mất, cuối cùng bị một quyền đánh nổ đầu, hình thần câu diệt, tê, quá kinh khủng, bảy người Ninh Học Lâm cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không ngừng run rẩy, thánh nhân khó giết, chuẩn đế càng khó giết hơn, thế nhưng, ở trong tay Lăng Hàn hắn đánh ra mấy quyền mà thôi tông vũ trạch đã bị đánh chết đây là tranh lệch lớn cỡ nào chạy bọn họ không trần chờ lăng hàn và thạch đầu nhân hình thành xu thế giáp công như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống cự sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng mà bảy người đồng thời trốn lăng hàn cùng thạch đầu nhân nhiều lắm chỉ đuổi theo một người vẫn có năm người có thể chạy thoát lăng hàn cười nói các người thật sự suy nghĩ nhiều hắn tung người nhảy lên vai thạch đầu nhân sau đó đuổi theo đám người ninh học lâm thạch đầu nhân cũng không am hiểu tốc độ tốc độ chỉ sánh bằng chuẩn đế bình thường cho nên theo đạo lý thạch đầu nhân không thể nào đuổi kịp đám người ninh học lâm nhưng vấn đề là nơi này là địa phương nào ngọn núi quá trơn mà một khi bị trượt chân sẽ đụng vào băng lang hình trụ xuyên thủng thân thể kịch độc xâm lấn trực tiếp mất đi tính mạnh cho nên bọn họ vẫn cẩn thận đi xuống từ từ nhưng thạch đầu nhân không cần nó mạnh mẽ đâm tới cũng nhanh chóng đuổi kịp một người lăng hàn cùng thạch đầu nhân liên thủ anh kích người kia có thể cản mấy chiêu qua chừng trăm chiêu người kia bị oanh sát thành cạn bã lăng hàn thở dài chuẩn đế thật khó giết hắn chiếm ưu thế về mặt chiến lược hơn nữa còn nắm giữ năng lượng hủy diệt đại đạo quang nhưng thế cần trăm chiêu mới giải quyết được thời điểm hắn ở tôn giả giết thánh nhân cấp thấp cũng không có khó khăn như thế nếu cảm thán như vậy bị người khác biết khẳng định mỗi người sẽ xem thường hắn nói hắn trang bức trên lý luận chỉ cần chuẩn đế muốn chạy cho dù đại đế cũng rất khó giết chết ngươi là một thánh nhân chỉ dùng chừng trăm chiêu liền đắc thủ còn muốn như thế nào đại thạch chúng ta tiếp tục đuổi lăng hàn lại nhảy lên thân thể thạch đầu nhân triển khai truy sát nhân chút thời gian này sáu người ninh học lâm đã chạy ra rất xa nhưng không thể thoát khỏi lăng hàn có thạch đầu nhân đuổi theo bành 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 thạch đầu nhân mới không quan tâm bằng lăng gì đó nó mạnh mẽ đâm tới và đuổi theo một người nhưng vì thế nó trả giá là thân thể nhỏ đi một ít không có việc gì chịu đựng được lăng hàn và thạch đầu nhân liên thủ khai chiến ở tuyệt địa như thế có chuẩn đến nào gánh vác được hai người một đường truy sát cũng lưu lại một đường thi thể nhưng sau khi giết bảy người thạch đầu nhân co lại hình thể bình thường dù sao cũng không thể bị thương bằng không hạch tâm của nó sẽ lộ ra ngoài như vậy thì quá nguy hiểm lăng hàn nhắm lấy thạch đầu nhân chính mình gấp rút lên đường kể từ đó tốc độ của hắn giảm mạnh nhưng không có quan hệ hắn vẫn chạy nhanh hơn dương đức vũ dương đức vũ vui mừng bởi vì bình nguyên phía trước đang ở ngay trước mắt hắn đã lao xuống núi hắn vội vàng thi triển hết thân pháp hắn phi nước đại vì tính mệnh của mình một lúc sau lăng hàn cũng xuống núi hắn bảo thạch đầu nhân chờ hắn ở chân núi hắn phát động phượng rực thiên tường tốc độ tăng lên cực nhanh ba ngày sau rốt cục hắn đã đuổi kịp dương đức vũ oanh không nói hai lời lăng hàn trực tiếp xuất ra một quyền một quyền này quá mức đáng sợ dương đức vũ không thể không xoay người lại chống đỡ nhưng sau khi ngăn cản một quyền hắn lại quay người bỏ chạy chiến lược của lăng hàn quá mạnh hắn không phải là đối thủ đối cứng hẳn phải chết nhưng mà ở trước mặt phượng dực thiên tường tốc độ của hắn quá chậm lăng hàn đã đuổi kịp hắn trong nháy mắt lại tiếp tục đánh lăng hàn chúng ta không thủ án gì với ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt dương đức vũ quát lăng hàn trầm ngâm một cái các ngươi xấu xí phi đây là lý do sao dương đức vũ bị phẫn đều đến lúc này ngươi còn muốn nhục nhã ta ta khó coi người đẹp mắt lăng hàn xuất thủ lần nữa sau đó thản nhiên nói chúng ta lập trường khác nhau trung quy phải có một trận huyết chiến hắn nói như vậy dương đức vũ cũng không phản bác được bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình đã từng nhận được mệnh lệnh chỉ cần có người ngoài tiến vào không cần bất cứ lý do gì nhất định phải chém giết đối phương cho nên không tồn tại ân oán gì đó chỉ là vấn đề lập trường oanh hai người kịch chiến dương đức vũ vẫn chưa đứt mất suy nghĩ bỏ chạy nhưng ở trước mặt lăng hàn hắn có thể thực hiện được sau vài trăm chiêu hắn cũng bị bánh sát không có hoàn cảnh hạn chế chuẩn đế quá khó giết nếu không phải lăng hàn nắm giữ thân pháp nhanh nhất thiên hạ như vậy khẳng định sẽ nhìn dương đức vũ bỏ chạy dù là như thế hắn vẫn tốn vài trăm chiêu lăng hàn trở lại không có cho thạch đầu nhân đuổi kịp nó một mình lên đỉnh núi sau đó lấy dụng cụ múc rất nhiều tử vong hàn thủy không có pháp khí không gian hắn cũng chỉ có thể mang theo còn tốt chính là dụng cụ có miệng đậy bằng không thì khó làm lăng hàn xuống núi tuyết xác định chính mình bình an sau đó hắn nghĩ ra biện pháp làm sao mới có thể mang theo chất lỏng này đồ chơi này mang tới tử vong vô cùng đáng sợ không cẩn thận cho dù là đại đế cũng có thể trúng chiêu cho nên hắn có thể dùng như vũ khí bí mật nhưng dụng cụ chỉ có thể mang theo tùy thân nếu gặp đại đế còn cẩn thận lấy ra lại mở nấp ách có đại đế sẽ trúng chiêu có thể thu vào bên trong hỗn độn cực lôi tháp không lang hàn hơi lo lắng đồ chơi này có thể làm tử vong tàn lụi không biết có thể ảnh hưởng đến mẫu kim hay không dù sao ở trong đó có một đạo thần thức của lăng hàn nếu bị loại bỏ lăng hàn cũng còn có chút tổn thương thử một lần hắn không chế mẫu kim hấp thụ một chút xíu tử vong hàn thủy tiến vào trong tháp giống như không có cái gì không ổn lăng hàn tươi cười hắn thu tất cả tử vong hàn thủy vào hỗn độn cực lôi tháp như vậy khi đối địch có thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp phát động tử vong hàn thủy vẩy ra lờ đãng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn đại thạch chúng ta đi lăng hàn mang theo thạch đầu nhân đi tới bình nguyên nơi này mặc dù không có tảng đá thành phiến nhưng thạch đầu nhân cũng không thèm để ý đông hút một khối tây phụ một khối mấy tháng qua đi nó khôi phục hình thể hai người lại bắt đầu lưu lạc tìm kiếm vật chất thủy nguyên khắp nơi rất nhiều năm sau lăng hàn ngừng lại vật chất thủy nguyên hắn cảm ứng được khí tức đặc thù hắn vội vàng lao đi quả nhiên phía trước có một gốc tiên dược đang đung đưa trong gió nhưng mà ánh mắt lăng hàn lại nhíu lại bởi vì bên cạnh tiên dược có một con hung thú hắn thấy qua cùng kỳ đại đế đây là cái bẫy dùng vật chất thủy nguyên dẫn dụ hắn hiện thân lúc này cùng kỳ đại đế mới chậm rãi đứng dậy Ngươi đã đến ngư khí bình thản không có một tia sát ý ở trong mắt đại đế lăng hàn chỉ là sâu kiến mà thôi giết một con sâu kiến cần động sát ý sao tùy ý một chân dẫm chết là tốt rồi đã đến nước này lăng hàn cũng thả lòng hắn dùng thần niệm cho thạch đầu nhân chạy trốn cùng kỳ đại đế không để ý hắn muốn giết chỉ có lăng hàn mà thôi lăng hàn tươi cười nói ta tới tiền dược có thể cho ta không cùng kỳ đại đế sững sờ dường như không ngờ lăng hàn bình tĩnh như vậy soát hắn vùng móng vuốt gốc tiên dược kia bay về phía lăng hàn cho ngươi thì như thế nào ngươi có thể ăn ta hay sao móa cho dù là đại đế cũng không tự chủ há to miệng bởi vì lăng hàn thật sự cầm được tiên dược và gặm hơn nữa tốc độ cực nhanh chỉ cắn hai ba cái đã nuốt sạch tiên dược cái này cùng kỳ đại đế cảm giác mình đánh giá cao nhân phẩm của người trẻ tuổi này đây là kẻ không biết xấu hổ nhưng cùng kỳ đại đế thu hồi cảm xúc chấn động cho ngươi ăn hết một gốc tiên dược thì như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể lập tức đột phá thành đại đế hay sao hắn trực tiếp xuất thủ tấn công lăng hàn oanh một bàn tay to lớn xuất hiện bí mật mang theo hắc khí cuồn cuộn, cuộn. lăng hàn không chút do dự hắn lập tức xoay người chạy đối kháng chính diện với đại đế ha ha hắn còn không có ngốc như vậy nhưng hắn vừa mới quay người chỉ thấy lại xuất hiện một đại đế tất phương hai tên đại đế tiền hậu giáp kích lăng hàn có thể chạy trốn tới đâu ông thành trúc kiếm thức tỉnh Lăng hàn chém về phía tất phương đại đế trước tiên bọ ngựa đấu xe tất phương đại đế cười lạnh đế binh muốn ngăn hắn ngây thơ bành một kích qua đi thành trúc kiếm bị đánh bay mà lăng hàn cũng lấy ra tầng phòng ngự thứ hai hỗn độn cực lôi tháp lực lượng kinh khủng chấn động hỗn độn cực lôi tháp không ngừng phát ra tiếng oanh minh giống như khó thừa nhận nổi lực phá hoại không cần sợ mẫu kim hoàn toàn có thể chống cự đại đế oanh kích hỗn độn cực lôi tháp lại được sáng tạo chi kim cường hóa nó mạnh hơn mẫu kim tầm thường quá nhiều hắn không cần lo lắng nhưng mà dựa vào một đế binh một chuẩn đế binh lăng hàn có thể tiếp nhận một kích của đại đế cũng bị chấn động thổ huyết một thời đại mới có thể xuất hiện một đại đế làm sao có thể không mạnh lăng hàn không kịp điều chỉnh cùng kỳ đại đế phía sau đã giết tới đi lăng hàn mở hỗn độn cực lôi tháp ra một màn nước bao phủ đại đế tử vong hàn thủy hai tên đại đế đồng thời hét lên kinh ngạc bọn họ không ngờ lăng hàn lại có đại sát khí này tử vong hàn thủy đã ập tới trước mặt bọn họ bọn họ vội vàng dùng móng vuốt phòng ngự lúc này tử vong hàn thủy thể hiện một mặt khủng bố của nó ra ngoài có bộ phận nhỏ xuyên thấu phòng ngự của bọn họ cũng dính vào móng vuốt hai đại đế đều rên rỉ khí tức sinh mệnh giảm mạnh nhưng mà việc này cũng thể hiện sự cường đại của đại đế cho dù chạm vào tử vong hàn thủy nhưng không chết ngay lập tức bọn họ chỉ trọng thương mà thôi nhưng vẫn có chiến lực đáng sợ hơn xa chuẩn đế lang hàn thở dài muốn chân chính giết đế là không thể nào hắn không dừng lại chút nào chúng đả kích như vậy cho dù là hai đại đế cũng cần nghỉ ngơi an dưỡng không tiếp tục truy kích lang hàn ông thần niệm đáng sợ bao phủ lang hàn dường như đang cảnh cáo hắn dù hắn rời khỏi cũng khó thoát vận mệnh chú định lang hàn không hề bị lay động hắn phi nước đại và nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực thần niệm đại đế ảnh hưởng hắn thầm kêu may mắn nếu không phải thần thú bên trong vực sâu nguyên thủy đều không có đế binh như vậy hai tên đại đế vừa rồi chỉ cần dùng đế binh thủ hộ chắc chắn sẽ không bị tử vong hàn thủy làm bị thương hắn dựa vào chuẩn đế binh cũng có thể thu nhận tử vong hàn thủy thật sự là các nhân thiên tướng đại đế lần này thiết lập bố cục hại hắn may mắn trước đó nhận được tử vong hàn thủy bằng không hắn dựa vào cái gì phá cục hiện tại chẳng những người chạy ra thậm chí còn ăn một gốc tiên dược thủy nguyên lang hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống Hắn bắt đầu luyện hóa dược lực, hắn tuyệt đối không thể lãng phí, sau gần nửa ngày, Lăng Hàn đã luyện hóa toàn bộ dược lực, tiến bộ của hắn không lớn, hắn chỉ đạt tới 87 đạo quy tắc, không có cách, cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó, lại nói, cùng kỳ đại đế dùng tiên dược cấp thấp dẫn dụ hắn, có thể làm cho hắn nhiều năm giữ một đạo quy tắc đã không tệ. Cùng kỳ cùng kỳ, khó trách, tên còn mang chữ nghèo, hắn không có khả năng hào phóng. Lăng Hàn thì thào, không lâu lắm, Thạch Đầu Nhân trở về, hai người tiếp tục đi tới bắt đầu hành trình dài dằng dặc hiện tại các thần thú đại đế khẳng định đều đang tìm lang hàn cho nên hắn tuyệt đối không thể đi lộ tuyến bình thường hắn chỉ có thể đi vòng đi vòng lại đi vòng nhưng mà toàn bộ đại đế trong khu vực thứ hai đều tìm kiếm lang hàn thậm chí đại đế khu vực tầng thứ nhất cũng xuất hiện chiến trận rất to lớn tất cả chỉ tìm giết một tên thánh nhân nói ra sẽ không ai tin lúc nào đại đế không đáng giá như vậy không ngờ xuất động tập thể đi giết một tên thánh nhân lang hàn lại biết rõ nếu như nguyên thế giới đối ứng thần thạch chính là một bộ phận của sinh mệnh thạch như vậy hắn và đinh thụ chính là hạt giống mà đám người vô nhai đại đế ném ra ngoài từ nhiều năm trước đây là một bước cải biến cách cục của vực sâu nguyên thủy cho nên 36 thần thú mới tận lực ngăn cản hắn trở về Lăng hàn vận chuyển quỷ ảnh bộ mà thạch đầu nhân đi cách xa hắn cũng sẽ không lộ hắn ra ngoài trong quá trình dài răng giặc lăng hàn phát hiện từng thần thú đại đế đang lướt qua bầu trời đang thả ra thần thức tìm hắn nhưng phương thức tìm kiếm như vậy không thể tìm ra hắn dù sao hắn cũng có chiến lược chuẩn đế nhưng rất nhiều năm sau đại đế lục soát cẩn thận hơn cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn dưới tình huống như vậy lăng hàn không dám mang theo thạch đầu nhân đồng hành như thế sẽ bại lộ hắn hắn bảo thạch đầu nhân tiến vào một tòa rừng đá cũng ở nơi này chờ hắn quay về ban đầu thạch đầu nhân không nghe theo chỉ lệnh nhưng sau khi được lăng hàn phục sinh lăng hàn có lực ảnh hưởng lên nó rất mạnh chỉ huy rất nhẹ nhõm lăng hàn lại đi một mình sau khi không còn gánh nặng hắn thả tâm linh ra bảy năm sau rốt cuộc hắn bị một đại đế phát hiện từ đó tiến hành truy sát hắn nhưng lăng hàn dùng hết toàn lực lại vận dụng tử vong hàn thủy cuối cùng hắn vẫn thành công thoát thân sau nhiều lần chạy trốn khỏi tay đại đế nếu có một cái ghi chép số lần như thế lăng hàn đoán rằng mình sẽ đứng ở vị trí đầu tiên trong quá trình chạy trốn lăng hàn ngoài ý muốn xông vào một sơn cốc hắn còn phát hiện một gốc tiên dược thủy nguyên việc này có nên gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc không lăng hàn cười nói hắn không khách khí hái tiên dược sau đó bắt đầu luyện hóa cốc tiên dược này ẩn chứa vật chất thủy nguyên tương đối nhiều cho nên số lượng quy tắc lăng hàn nắm giữ cũng tăng lên 90 đạo chiến lược của ta hiện tại mạnh bao nhiêu lăng hàn thì thào cho dù là chiến lược thông thường hắn cũng mạnh hơn đa gia phật có thể tiếu ngạo tất cả chuẩn đế nhưng ngang hàng đại đế vẫn còn kém một chút bởi vì không phải mới giao thủ với đại đế lăng hàn đã biết rõ đại đế cường đại bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube com phim viết liền không giấu nhé. Hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của Đại Đế, nhưng mà bởi vì hành tung bị phát hiện, những ngày này có càng nhiều Đại Đế chạy đến gần dùng thần thức dò xét Lang Hàn. Lang Hàn lại thoát ra khỏi vòng vây, hắn tung hoành trong vực sâu Nguyên Thủy. Trước đó hắn thoát khỏi Đại Đế sẽ trả giá bằng trọng thương, nhưng lần này bị thương đã nhẹ đi nhiều chuyện này cũng chứng minh thực lực của hắn đang tăng lên trong mấy ngàn năm sau lăng hàn vẫn vượt qua trong việc phá vây hắn không ngừng bị thương có đôi khi chỉ là vết thương nhẹ nhưng có đôi khi lại là trọng thương trong chiến đấu gian khổ như thế ý chí của hắn bị ma luyện vô cùng cứng cỏi chiến lược cũng tăng lên không ngừng trong mấy ngàn năm đó hắn cũng không phải không có thu hoạch ngẫu nhiên vẫn tìm được tiên dược cấp thủy nguyên tu vi của hắn không ngừng tăng lên 91 đạo, 92 đạo, 93 đạo hắn dung nạp quy tắc càng ngày càng tiếp cận cực hạn thân thể của hắn cũng chỉ tịch diệt bốn lần ý nghĩa một khi hắn tiến vào chuẩn đế từ cảnh giới thì hắn đã là chuẩn đế ngũ tinh mà nói đến chiến lực ha ha hắn tuyệt đối sánh ngang đề cấp 96, 97, 98, lăng hàn mở hai mắt ra trong mắt mang theo kích thích và thất vọng trước đó hắn lại hái được một gốc tiên dược thủy nguyên vốn cho rằng luyện hóa sẽ xông lên 99 đạo quy tắc sau khi luyện hóa xong thì hắn phát hiện vẫn kém một chút nếu hắn còn có thể tiến bộ hắn đạt tới cực hạn chân chính của tịch diệt cảnh chỉ thiếu chút nữa lăng hàn đứng lên ở cách hắn không xa có một tòa thành thị hình cá lớn ngoại hình là cá nhưng lại mọc đôi cánh chim giống như tùy thời có thể vỗ cánh hóa thành chim côn bằng không phải là lỏa ngư một trong 36 thần thú nhiều năm như vậy rốt cục lăng hàn đi tới khu vực tầng thứ ba hắn không cải trang ăn mặc hắn cứ thế mà tiến lên nhưng hắn quỷ ảnh bộ cho dù đứng ngay trước mặt thánh nhân cũng không ai nhận ra hắn, hắn cứ đường hoàng tiến vào thành Lỏa Ngư, nguyên bản hắn chỉ nghĩ mượn đường, sau khi tiến vào tòa thành, hắn lại phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt, hắn nghe mọi người nghị luận, thế mới biết thì ra từng lĩnh môn đồ đại đế vừa mới trở về, nghe nói, hắn hái được một gốc đại dược thủy nguyên, tin tức truyền ra, làm cho người cả thành Lỏa Ngư bị kích thích, đại dược thủy nguyên tự nhiên sẽ gây ra oanh động, Lăng Hàn suy nghĩ, nếu hắn đoạt gốc tiên dược này, chẳng phải có thể đạt tới thánh cấp đỉnh phong hay sao thật sự là người tốt hắn ẩn nấp trong bóng tối nghe mọi người thổi phồng và tìm vị trí của tường lĩnh sau đó hắn xuất động rất nhanh hắn xuất hiện trước phủ đệ vị môn đồ đại đế kia lăng hàn leo tường mà vào lặng lẽ không một tiếng động giống như các môn đồ khác diện tích phủ đệ rất lớn nhưng vô cùng đơn sơ bởi vì không thể kinh động đại đế thậm chí lăng hàn không có thả ra thần thức thăm dò hắn thu liệm khí tức như u linh dựa vào quỹ ảnh bộ tìm kiếm Bỏ ra chút thời gian Hắn mới định vị được vị trí của tường lĩnh Người này đang ngồi xếp bằng Trước mắt là một gốc tiên dược Hắn đang điều chỉnh trạng thái Sau khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới có thể ăn tiên dược Tối đa hóa dược lực Dù sao đây chính là tiên dược thủy nguyên Mấy vạn năm cũng khó hái một gốc Lăng hàn cười một tiếng Đúng là trời giúp hắn mà Hắn lặng lẽ tiến vào Nơi này bị phong cấm Sẽ không có động tĩnh gì chuyển ra ngoài Sau đó hắn hiện thân đẩy cửa vào Sau gần nửa ngày Lăng Hàn đã luyện hóa toàn bộ dược lực, tiến bộ của hắn không lớn, hắn chỉ đạt tới 87 đạo quy tắc, không có cách, cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó, lại nói, cùng kỳ đại đế dùng tiên dược cấp thấp dẫn dụ hắn, có thể làm cho hắn nhiều năm giữ một đạo quy tắc đã không tệ. Cùng kỳ cùng kỳ, khó trách, tên còn mang chữ nghèo, hắn không có khả năng hào phóng. Lăng Hàn thì thào, không lâu lắm, Thạch Đầu Nhân trở về, hai người tiếp tục đi tới, bắt đầu hành trình dài dằng dặc hiện tại các thần thú đại đế khẳng định đều đang tìm lăng hàn cho nên hắn tuyệt đối không thể đi lộ tuyến bình thường hắn chỉ có thể đi vòng đi vòng lại đi vòng nhưng mà toàn bộ đại đế trong khu vực thứ hai đều tìm kiếm lăng hàn thậm chí đại đế khu vực tầng thứ nhất cũng xuất hiện chiến trận rất to lớn tất cả chỉ tìm giết một tên thánh nhân nói ra sẽ không ai tin lúc nào đại đế không đáng giá như vậy không ngờ xuất động tập thể đi giết một tên thánh nhân lăng hàn lại biết rõ nếu như nguyên thế giới Đối ứng thần thạch chính là một bộ phận của sinh mệnh thạch, như vậy, hắn và đinh thụ chính là hạt giống mà đám người vô nhai đại đế ném ra ngoài từ nhiều năm trước. Đây là một bước cải biến cách cục của vực sâu nguyên thủy, cho nên 36 thần thú mới tận lực ngăn cản hắn trở về. Lăng Hàn vận chuyển quy ảnh bộ, mà thạch đầu nhân đi cách xa hắn, cũng sẽ không lộ hắn ra ngoài. Trong quá trình dài răng dặc, Lăng Hàn phát hiện từng thần thú đại đế đang lướt qua bầu trời, đang thả ra thần thức tìm hắn, nhưng phương thức tìm kiếm như vậy không thể tìm ra hắn dù sao hắn cũng có chiến lược chuẩn đế nhưng rất nhiều năm sau đại đế lục soát cẩn thận hơn cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn dưới tình huống như vậy lăng hàn không dám mang theo thạch đầu nhân đồng hành như thế sẽ bại lộ hắn hắn bảo thạch đầu nhân tiến vào một tòa rừng đá cũng ở nơi này chờ hắn quay về ban đầu thạch đầu nhân không nghe theo chỉ lệnh nhưng sau khi được lăng hàn phục sinh lăng hàn có lực ảnh hưởng lên nó rất mạnh chỉ huy rất nhẹ nhõm lăng hàn lại đi một mình sau khi không còn gánh nặng hắn thả tâm linh ra bảy năm sau rốt cuộc hắn bị một đại đế phát hiện từ đó tiến hành truy sát hắn nhưng lăng hàn dùng hết toàn lực lại vận dụng tử vong hàn thủy cuối cùng hắn vẫn thành công thoát thân sau nhiều lần chạy trốn khỏi tay đại đế nếu có một cái ghi chép số lần như thế lăng hàn đoán rằng mình sẽ đứng ở vị trí đầu tiên trong quá trình chạy trốn lăng hàn ngoài ý muốn xông vào một sơn cốc hắn còn phát hiện một gốc tiên dược thủy nguyên việc này có nên gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc không lăng hàn cười nói hắn không khách khí hái tiên dược sau đó bắt đầu luyện hóa cốc tiên dược này ẩn chứa vật chất thủy nguyên tương đối nhiều cho nên số lượng quy tắc lăng hàn nắm giữ cũng tăng lên 90 đạo chiến lược của ta hiện tại mạnh bao nhiêu lăng hàn thì thào cho dù là chiến lược thông thường hắn cũng mạnh hơn đa gia phật có thể tiếu ngạo tất cả chuẩn đế nhưng ngang hàng đại đế vẫn còn kém một chút bởi vì không phải mới giao thủ với đại đế lăng hàn đã biết rõ đại đế cường đại hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của đại đế nhưng mà bởi vì hành tung bị phát hiện những ngày này có càng nhiều đại đế chạy đến gần dùng thần thức dò xét lăng hàn lăng hàn lại thoát ra khỏi vòng vây hắn tung hoành trong vực sâu nguyên thủy trước đó hắn thoát khỏi đại đế sẽ trả giá bằng trọng thương nhưng lần này bị thương đã nhẹ đi nhiều chuyện này cũng chứng minh thực lực của hắn đang tăng lên trong mấy ngàn năm sau lăng hàn vẫn vượt qua trong việc phá vây hắn không ngừng bị thương có đôi khi chỉ là vết thương nhẹ, nhưng có đôi khi lại là trọng thương. Trong chiến đấu gian khổ như thế, ý chí của hắn bị ma luyện vô cùng cứng cỏi, chiến lược cũng tăng lên không ngừng. Trong mấy ngàn năm đó, hắn cũng không phải không có thu hoạch, ngẫu nhiên vẫn tìm được tiên dược cấp thủy nguyên, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. 91 đạo, 92 đạo, 93 đạo, hắn dung nạp quy tắc càng ngày càng tiếp cận cực hạn, thân thể của hắn cũng chỉ tịch diệt 4 lần. Ý nghĩa, một khi hắn tiến vào chuẩn đế, từ cảnh giới thì hắn đã là chuẩn đế ngũ tinh, mà nói đến chiến lực, ha ha, hắn tuyệt đối sánh ngang đề cấp, 96, 97, 98, Lăng Hàn mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kích thích và thất vọng, trước đó, hắn lại hái được một gốc tiên dược thủy nguyên, vốn cho rằng, luyện hóa sẽ xông lên 99 đạo quy tắc, sau khi luyện hóa xong, thì hắn phát hiện vẫn kém một chút, nếu hắn còn có thể tiến bộ, hắn đạt tới cực hạn chân chính của tịch diệt cảnh, chỉ thiếu chút nữa, Lăng Hàn đứng lên, ở cách hắn không xa có một tòa thành thị hình cá lớn ngoại hình là cá nhưng lại mọc đôi cánh chim giống như tùy thời có thể vỗ cánh hóa thành chim côn bằng không phải là lỏa ngư một trong 36 thần thú nhiều năm như vậy rốt cục lăng hàn đi tới khu vực tầng thứ ba hắn không cải trang ăn mặc hắn cứ thế mà tiến lên nhưng hắn quỷ ảnh bộ cho dù đứng ngay trước mặt thánh nhân cũng không ai nhận ra hắn hắn cứ đường hoàng tiến vào thành lỏa ngư nguyên bản hắn chỉ nghĩ mượn đường sau khi tiến vào tòa thành Hắn lại phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt, hắn nghe mọi người nghị luận, thế mới biết thì ra Từng Lĩnh môn đồ đại đế vừa mới trở về, nghe nói hắn hái được một gốc đại dược thủy nguyên, tin tức truyền ra, làm cho người cả thành Lỏa Ngư bị kích thích, đại dược thủy nguyên tự nhiên sẽ gây ra oanh động, Lăng Hàn suy nghĩ, nếu hắn đoạt gốc tiên dược này, chẳng phải có thể đạt tới thánh cấp đỉnh phong hay sao? Trước, thật sự là người tốt, hắn ẩn nấp trong bóng tối, nghe mọi người thổi phồng và tìm vị trí của tưởng Lĩnh, sau đó, hắn xuất động rất nhanh, hắn xuất hiện trước phủ đệ vị môn đồ đại đế kia, Lăng Hàn leo tường mà vào, lặng lẽ không một tiếng động, giống như các môn đồ khác, diện tích phủ đệ rất lớn nhưng vô cùng đơn sơ, bởi vì không thể kinh động đại đế, thậm chí Lăng Hàn không có thả ra thần thức thăm dò, hắn thu liễm khí tức như u linh, dựa vào quỹ ảnh bộ tìm kiếm, bỏ ra chút thời gian, hắn mới định vị được vị trí của Tường Lĩnh, người này đang ngồi xếp bằng, trước mắt là một gốc tiên dược, hắn đang điều chỉnh trạng thái sau khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới có thể ăn tiên dược tối đa hóa dược lực dù sao đây chính là tiên dược thủy nguyên mấy vạn năm cũng khó hái một gốc lăng hàn cười một tiếng đúng là trời giúp hắn mà hắn lặng lẽ tiến vào nơi này bị phong cấm sẽ không có động tĩnh gì chuyển ra ngoài sau đó hắn hiện thân đẩy cửa vào mẹ nó tại sao lại có biến thái như vậy đâm 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 bảy tên thánh nhân không ngừng cầm chiến màu đâm tới bởi vì bọn họ quá kinh hãi đầu óc trống rỗng cũng không thể sinh ra suy nghĩ gì ông đúng lúc này chỉ thấy trên thân lăng hàn bộc phát ra thần mang chín màu xinh đẹp sau đó một cỗ sinh cơ bừng bừng bộc phát giống như vạn vật thức tỉnh trong thời gian ngắn tất cả mọi người đông cứng lại tình huống như thế nào đây là dị tượng gì đúng lúc này bỗng nhiên lăng hàn mở hai mắt ra trong mắt còn có thần quang chín màu giống như có thể xuyên thủng thiên địa hắn có loại cảm giác mình đã cắt đứt liên hệ với thiên địa sắp tự thành một thể chuẩn đế không còn kém một chút còn chưa hoàn toàn cần hắn đẩy mạnh hơn nhưng nhiều lắm chỉ mất nửa ngày mà thôi bành một chiến mâu đâm thẳng vào thân lăng hàn lăng hàn quay đầu nhìn sang đó là một thánh nhân nhưng hai tay đối phương đang run rẩy còn chưa đâm thỏa nguyện hắn hỏi gương mặt thánh nhân tái nhợt hắn yếu ớt nói ta trượt tay đúng thì đúng hắn quá khẩn trương sơ ý đâm chiến mâu về phía trước việc này làm tưởng lĩnh tức chết người giải thích cùng hắn làm gì chúng ta đang đối địch nếu đã đối địch công kích hắn thì sao cần lý do sao rất mất mặt lăng hàn cười một tiếng còn muốn đâm không 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 dám tên thánh nhân kia vội vàng lắc đầu được lui sang một bên lăng hàn nói tên thánh nhân ngoan ngoãn lui sang một bên các ngươi thì sao lăng hàn nhìn sang sáu tên thánh nhân sắc mặt bình tĩnh không có một chút xíu tức giận nào ngay cả như vậy sáu tên thánh nhân vẫn run sợ chỉ cảm thấy khí thế lăng hàn giống như đại đế bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng không tự chủ được bọn họ đều lui, hơn nữa không dám lui quá nhanh, giống như sợ bất kính với Lăng Hàn. Các ngươi, tường lĩnh cắn răng nói, hắn chưa nói hết thì giật mình, hắn nói được, hắn lại khoát tay, chẳng những hắn giơ tay, còn mang theo lực lượng vô tận, hắn khôi phục tu vi chuẩn đế. Ngao, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hắn truyền tin tức cho doanh ngư đại đế, lại này, hắn lạnh lùng nhìn sang Lăng Hàn. Không thể không nói, người thật to gan lớn mật, hắn nói sau khi đoạt tiên dược của ta còn luyện hóa ở đây thậm chí đột phá đến thánh nhân lục tinh nhưng mà đại đế đã nhận được tin tức lập tức sẽ xuất quan giết ngươi cho dù ngươi nghịch thiên có thể dùng thân thánh nhân chống lại đại đế hay không vừa rồi trên thân lăng hàn bộc phát thần quang chín màu hiển nhiên hắn đã đột phá như vậy trước đó là ngũ tinh vừa đột phá không phải thánh nhân lục tinh sao đần độn cũng có thể nghĩ ra được cái gì những người khác nghe thấy tưởng lĩnh nói thế bọn họ quá sợ hãi gia hỏa biến thái này là thánh nhân lục tinh chuyện này nói ra có ai tin tưởng nhưng môn đồ đại đế sẽ nhàm chán như vậy sao ông đúng lúc này một đạo khí tức cường đại đột nhiên giáng lâm mỗi người đều không tự chủ quỳ bái chỉ có hai người ngoại lệ lăng hàn và tưởng lĩnh tưởng lĩnh là chuẩn đế hắn mang theo chữ đế nên có thể đối kháng đế uy một con cá lớn mọc cánh xuất hiện trên không trung nó tỏa ra đế uy kinh người một trong 36 thần thú doanh ngư đại đế người đột phá chuẩn đế doanh ngư đại đế mở miệng giọng nói ầm ầm như sấm sét cái gì mọi người chấn kinh lần nữa tại sao gia hỏa này lại là chuẩn đế tưởng lĩnh không phải nói gia hỏa này là thánh nhân lục tinh sao nhưng mà chuẩn đế cùng đại đế bọn họ tin tưởng ai khẳng định là đại đế tưởng lĩnh giật mình xấu hổ khó hiểu hắn trăm phần trăm khẳng định lăng hàn trước đó là thánh nhân ngũ tinh sau khi đột phá không phải lục tinh hay sao tại sao lại thành chuẩn đế rồi có người từ thánh nhân ngũ tinh một bước nhảy lên chuẩn đế sao không thể nào thân thể không thông qua 9 lần tịch diệt, làm sao tử cực mà sinh, bước vào chuẩn đế, thế nhưng mà, chẳng lẽ đại đế sẽ nói dối, cho nên Lăng Hàn chắc chắn là chuẩn đế, hắn vừa mới nói nhảm, nói Lăng Hàn chỉ là thánh nhân lục tinh, căn bản không có khả năng ngang hàng đại đế, chỉ trong nháy mắt đã có đại đế tự mình chứng minh, Lăng Hàn chính là chuẩn đế, hắn mất mặt cỡ nào, bất quá, chuẩn đế lại như thế nào, mang lên một cái chuẩn chữ, lại thế nào có thể là chân chính đại đế đối thủ. Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu. Khoảng cách chuẩn đế còn kém một tia, nếu không, ngươi về trước, chờ lúc nữa ta sẽ trở thành chuẩn đế hoàn toàn. Hắn đã thức tỉnh một bộ phận thân thể, nhưng còn không có đạt tới hoàn toàn, cho nên, trạng thái của hắn bây giờ rất vi diệu, xen giữa thanh nhân và chuẩn đế, nhưng nhiều lắm chỉ gần nửa ngày, hắn sẽ trở thành chuẩn đế chân chính. Ngươi cho rằng, bản đế sẽ cho ngươi cơ hội như vậy? Doanh Ngư đại đế cười lạnh, Lăng Hàn cười một tiếng. Tại sao lại không chứ? Ngươi là đại đế còn e ngại cái gì sao? Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, doanh ngư đại đế không hề nói nhảm, hắn dương cánh ra, vô số ánh sáng chém về phía lang hàn. Đó là lân phiến, mỗi lân phiến đều mang theo quy tắc cửu tinh, đó là quy tắc trí cao nghiền ép vạn vật. Lang hàn thét dài một tiếng, hắn xuất quyền đánh vào bầu trời, một quyền này, 99 đạo quy tắc quấn quanh, còn có lực lượng khó nói thành lời. Bành, lực quyền sôi sục, cảnh tượng làm người ta líu lưỡi xuất hiện, chỉ thấy lân phiến vỡ vụn và bay đầy trời. Doanh ngư đại đế đánh một kích phá hư gian phòng Nhưng mà Khu vực lăng hàn đứng lại không hề bị ảnh hưởng Hắn đấm ra một quyền hóa giải công kích khu vực hắn đứng phải thừa nhận T Tất cả mọi người hít khí lạnh Vẻ mặt không dám tin đại đế xuất thủ lại không công mà lui Trời ơi Tưởng lĩnh sợ hãi Hắn không ngờ lăng hàn mạnh như thế Gia hỏa này Thật sự từ thánh nhân ngũ tinh trực tiếp nhảy lên thành chuẩn đế Trời 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 Hừ, Doanh ngư đại đế xuất thủ lần nữa Hư, hư, hư càng nhiều vảy cá từ trên trời giáng xuống hơn nữa uy lực càng bá đạo hơn trước lần này doanh ngư đại đế mới thật sự quyết tâm lăng hàn hét lớn một tiếng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang đồng thời vận chuyển đối kháng công kích bành 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 công kích đầy trời đều biến mất nhưng lăng hàn cảm giác áp lực lớn như núi hắn vẫn không bằng doanh ngư đại đế nếu nói rõ về thực lực hắn không yếu hơn đế binh hắn không bằng tuyệt địa chi chủ chưa thức chưa thức tỉnh sau đó là 36 thần thú mạnh nhất là tuyệt địa chi chủ đã thức tỉnh lăng hàn bây giờ đang ở đoạn yếu nhất hắn chỉ sánh ngang đế binh mà thôi yếu sao từ chiến lược mà nói lăng hàn còn hơi yếu dù sao hắn không thể đối kháng đại đế chân chính nhưng mà từ góc độ khác mà nói lăng hàn đã mạnh tới mức không có thiên lý vừa tiến vào chuẩn đế đã có thể miễn cưỡng ngang hàng đại đế việc này còn thiên lý hay không nhưng lăng hàn cũng không có thất vọng bởi vì hắn còn chưa kết thúc thức tỉnh thực lực của hắn đang tăng lên hơn nữa còn có một việc trọng yếu hơn mặc dù lăng hàn đã mò tới cánh cửa đế cảnh nhưng bởi vì thân ở bên trong vực sâu nguyên thủy hắn không thể tu thành quy tắc cửu tinh tại sao đế cường đại không phải bởi vì nắm giữ quy tắc cửu tinh sao đây là thực lực nghiền ép tất cả đại đế một lời như pháp chỉ thiên địa đây chính là lực lượng quy tắc cửu tinh hiện tại lăng hàn còn chưa tiếp xúc với quy tắc cửu tinh tự nhiên cũng không cách nào nắm giữ từ đó thực lực chuẩn đế của hắn hơi yếu không sao chỉ cần hắn ổn định cảnh giới lại nắm giữ quy tắc cửu tinh khi đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó, hắn có lẽ có thể lên cấp thứ ba, ngang hàng tuyệt địa chi chủ chưa thức tỉnh, hơn nữa, cho dù Lăng Hàn thật sự bước vào chuẩn đế, hắn cũng là ngụ tinh, còn có không gian tăng lên thật lớn, muốn nói hắn chỉ là chuẩn đế trung giai có thể đè đánh đại đế, ha ha, khi đó đại đế cũng không đáng tiền, một thời đại mới chỉ có thể xuất hiện một bá chủ, nhưng dù Lăng Hàn không địch lại đại đế, hắn vẫn có thể hoàn thủ, cũng không chết, đây là việc làm mọi người khiếp sợ khó nói thành lời, trời ạ, à đây là tên quái và gì thế doanh ngư đại đế liên tục oanh kích uy áp đại đế bộc phát hoàn toàn nhưng mà chiến lược của lăng hàn không tầm thường thể phách cường hoành hắn có thể chống đỡ rất lâu đến lúc này rốt cục lăng hàn cũng nắm giữ thực lực đối kháng chính diện với đại đế mặc dù hắn vẫn lâm vào hạ phong oanh 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 hai chiến lược đế cấp bộc phát đại chiến cho dù thành thị kiên cố cũng lung lai sắp đổ có thể chống cự chiến đấu cấp chuẩn đế thậm chí trực tiếp oanh kích vào cũng chỉ gãy một hai khúc trưởng thành nhưng mà đối mặt chiến lực đế cấp chân chính cho nên kiến trúc cũng mất đi tác dụng đế mạnh nhất thiên hạ sóng xung kích vô tình nghiền ép từng phòng ốc ngã đổ theo lý mà nói thực lực doanh ngư đại đế hơn xa lăng hàn khi đó chân long đại đế xuất thủ gần như có thể đè đánh tuyệt địa chi chủ hiện tại thực lực lăng hàn không yếu hơn tuyệt địa chi chủ cấp thứ nhất hắn lại không phải đối thủ của doanh ngư đại đế trên lý luận thì đúng thế nhưng lăng hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang hắn vẫn có uy hiếp rất lớn với đại đế lại thêm doanh ngư đại đế cũng biết trong tay lăng hàn còn có tử vong hàn thủy hắn sẽ kéo dài khoảng cách không dám bức bách quá mức từ đó cũng lưu cho lăng hàn không gian sung túc hơn nữa theo thời gian trôi qua hắn cách trở thành chuẩn đế chân chính càng ngày càng gần thực lực của hắn cũng tăng lên đây là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử chuẩn đế ngang hàng đại đế đối kháng chính diện không chết trời ạ à, mọi người ngơ ngác nhìn mỗi một đều cảm thấy chết lặng đầu óc trống rỗng oanh 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 cả tòa thành thị sụp đổ lăng hàn cảm thấy sảng khoái đến một bước này rốt cuộc hắn không cần e ngại bất cứ người nào cho dù chiến lược của hắn không bằng đối phương nhưng đã không cần thấy vừa nhìn thấy đã bỏ chạy chật vật hai ngày sau liền có một đạo khí tức cường đại ập tới lại là một tên đại đế đến thần thú cự giác thuộc về khu vực thứ ba oanh vị đại đế vừa mới xuất hiện hắn không nói hai lời đã xuất thủ tấn công lăng hàn Hai tên đại đế, Lăng Hàn yêu nghiệt hơn nữa, cũng chưa vừa bước vào chuẩn đế mà thôi, cảnh giới còn chưa vững chắc, hắn làm sao có thể đối kháng hai tên đại đế, bởi vậy, hắn không do dự nữa, trực tiếp xoay người chạy, đợi hắn vững chắc cảnh giới, tu ra quy tắc cửu tinh, đến lúc đó hắn mới có tư cách canh đua chân chính với đại đế. Rút lui, hai đại đế đồng thời triển khai truy kích, nhưng mà, sau khi Lăng Hàn bước vào chuẩn đế, Phượng Dực Thiên Tường gia tăng tốc độ của hắn lên một bậc, thậm chí hắn còn nhanh hơn hai đại đế một đường bởi vậy lăng hàn vừa phá vây mặc dù hai tên đại đế đuổi theo không bỏ thế nhưng lăng hàn vẫn kéo dài khoảng cách trừ phi xuất hiện thiên địa phong bạo nếu không bọn họ tuyệt đối không theo kịp lăng hàn đáng tiếc chuyện như vậy cũng không có phát sinh không bao lâu bọn họ đã mất dấu lăng hàn lăng hàn ngừng lại tìm một chỗ và tiếp tục bế quan hắn cần vững chắc cảnh giới hoàn toàn chỉ mất gần nửa ngày lăng hàn đã hoàn toàn thức tỉnh một bộ phận thân thể chuẩn đế ngũ tinh hắn vừa đột phá đã là chuẩn đế ngũ tinh từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình lang hàn mà thôi hắn không có vội vã đứng lên mà là tiếp tục ngồi xếp bằng bởi vì hắn phát hiện có một vấn đề lớn ếch có lẽ không thể gọi là vấn đề thánh nhân đến chuẩn đế thân thể tịch diệt được thức tỉnh tất cả sẽ đối ứng với nhau thánh hỏa cũng bị dập tắt đây không phải lui bước mà là thánh hỏa đã hoàn toàn xung hợp với thân thể tăng thêm một phần chiến lực phải biết thánh nhân từng bước một tới chuẩn đế thân thể tịch diệt cũng được ôn dưỡng lớn mạnh thánh hỏa cho nên sau khi thánh hỏa dung hợp với thân thể thực lực bản thân tăng lên cực lớn thế nhưng mà thánh hỏa của lang hàn vẫn còn ở đó a à, không đúng không phải nói là thánh hỏa vẫn còn hắn có thể khẳng định mình quả thật rút lấy năng lượng thánh hỏa kết hợp lại với bản thân nhưng mà lại có một bộ phận không thể dung hợp đó là bởi vì hạt giống thánh hỏa sao lang hàn giơ tay lên oanh thánh hỏa bốc cháy trong tay của hắn nhưng lần này hắn không còn cảm giác thánh hỏa có xu thế giảm bớt nói cách khác, hắn dùng mãi không hết, có thể vận chuyển liên tục. Bởi vì là một thể, uy năng cũng tăng lên hay sao? Lăng Hàn vừa nghĩ như thế, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hiện tại hắn không kiêng kỵ thi triển lá bài tẩy, uy lực có thể tăng lên kinh khủng cỡ nào? A, à, thời điểm dùng đến năng lượng hủy diệt, chuyện quỷ dị phát sinh, nó lại dung hợp với thánh hỏa, trong nháy mắt, nguyên bản thánh hỏa màu xanh lá lập tức biến thành màu đen. Không không không, đây không phải màu đen, bản thân càng giống hắc ám đại biểu cho hủy diệt vô tận lăng hàn có thể cảm ứng rõ rệt sau khi dung hợp năng lượng hủy diệt càng đáng sợ hơn dường như là càng tinh thuần lăng hàn suy nghĩ một chút hắn cho rằng hạt sống thánh hỏa có chung nguồn gốc với năng lượng hủy diệt cho nên bọn chúng mới có thể dung hợp sau khi dung hợp bọn chúng càng tiếp cận bản nguyên quy lực mới có thể mạnh lên bản nguyên này chính là hủy diệt bỗng nhiên lăng hàn nghĩ đến thiên địa đại đạo do bốn cơ sở tọa thành sáng tạo hủy diệt sinh mệnh tử vong hiện tại hắn nắm giữ chẳng lẽ chính là yếu tố hủy diệt trong cơ sở của thiên địa hay sao trên tay lăng hàn xuất hiện loại năng lượng này hắn chạm nhẹ vào mặt đất những nơi đi qua mặt đất xuất hiện vết lõm ở trong quá trình này kỳ thật bản thân lăng hàn cũng không có sử dụng lực lượng gì hắn chỉ tùy tiện ấn một cái mà thôi lực ăn mòn thật đáng sợ không đây không thể ăn mòn bởi vì ăn mòn sẽ biến vật thể thành chất lỏng hoặc khí thể nhưng đây chỉ là vật chất biến hóa hình thái đây mới là bản chất của năng lượng hủy diệt trực tiếp làm vật thể hóa thành hư vô biến mất triệt đề sáng tạo đối ứng là hủy diệt đây là lực lượng gì ân việc này vượt qua phạm chủ quy tắc là một trong những cơ sở của thiên địa yếu tố lăng hàn hơi kích động đây là năng lực đại đế cũng không cách nào nắm giữ hiện tại hắn còn chưa thành đế đã có thể vận dụng hắn có cảm giác đây không phải yếu tố hủy diệt mạnh nhất nó chỉ là cơ sở mở đầu mà thôi năng lượng hủy diệt hạt sống thánh hỏa đều là mở đầu của một chi nhánh Lăng Hàn nghĩ đến, sinh mệnh thạch, năng lượng hủy diệt hẳn là đám người vô nhai đại đế lấy ra, mà hạt giống thánh hỏa đến từ thành trúc nữ đế, điểm tương đồng chính là chúng đến từ vực sâu nguyên thủy, cũng là thứ giúp tiêu trừ đại nguy cơ của thời đại này. Nói cách khác, đại đế bình thường đã không thể chấn áp hắc ám, nhất định phải mạnh hơn. Lăng Hàn gật đầu, mặc dù hắn chưa từng xem chính mình là anh hùng, nhưng ở thời khắc như vậy, hắn nhất định phải đứng ra, việc nhân đức không nhường ai. Hiện tại, tiếp tục đi tới, hắn đứng lên dõi mắt nhìn phương xa hắn phải xuyên qua khu vực tầng này tiến vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy tìm kiếm đám người vô nhai đại đế hắn muốn biết địch nhân của vô nhai đại đế là ai lại nói nơi này không có thiên địa quy tắc lăng hàn cũng muốn tìm kiếm vật chất thủy nguyên từ đó tìm hiểu ra quy tắc cửu tinh khi đó chiến lược của mình sẽ tăng thêm một bước cho dù không thể ngộ ra quy tắc cửu tinh hắn có thể thức tỉnh thân thể bước vào chuẩn đế lục tinh lăng hàn tin tưởng nếu hắn trở thành chuẩn đế cửu tinh chỉ ít không thể yếu hơn thần thú đại đế chiến lược có thể tăng thêm hai cấp lần này hắn không hề đi vòng cho dù gặp được đại đế hắn cũng có thể đối kháng chính diện thong dong rút lui đã là đế cấp hắn còn sợ ai nhưng mà ở trong vực sâu nguyên thủy đại đế tuyệt đối không phải uy hiếp lớn nhất thiên địa phong bạo mới là mạnh nhất không tới mấy ngày một trận bão tố không có dấu hiệu báo trước giáng lâm cho dù lăng hàn đã có chiến lược đại đế đối mặt với phong bạo như thế hắn cũng phải đi tìm nơi trốn thật là đáng sợ mỗi một giọt nước mưa đều nặng không gì sánh bằng cũng làm lăng hàn kêu đau hắn đành phải vận dụng hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ chính mình trước mắt hắn không có thể phách sánh bằng mẫu kim hắn vừa tránh né mưa gió lăng hàn cũng tiến hành rèn luyện hỗn độn cực lôi tháp hắn đã nắm giữ chiến lược đại đế hắn có thể thăng cấp hỗn độn cực lôi tháp thành đế binh không nhưng mà hỗn độn cực lôi tháp không có năng lượng hủy diệt cũng không có khả năng nắm giữ đại đạo quang khi mất đi hai bộ phận này hỗn độn cực lôi tháp miễn cưỡng nắm giữ chiến lược đế cấp nhưng nó lại là hạng chót trong hàng ngũ đế binh cho dù ta nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh nhưng bởi vì chỉ có một tia cũng không cách nào trợ giúp mẫu kim tăng cấp cho nên không mạnh hơn bao nhiêu thứ này đủ chấn áp chuẩn đế nhưng mà muốn đối kháng đại đế ta vẫn còn kém một chút trừ phi có đầy đủ sáng tạo chi kim thời điểm ta thành tựu đại đế hỗn độn cực lôi tháp sẽ thăng cấp thành siêu đế binh như vậy hỗn độn cực lôi tháp sẽ dung hợp với ta tăng thêm sức mạnh có thể nói là phụ trợ rất tốt cơ duyên như vậy chỉ có thể đi vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy tìm kiếm sau khi tránh thoát thiên địa phong bạo lăng hàn tiếp tục đi tới tốc độ của hắn nhanh cỡ nào phát động phượng dực thiên tường tốc độ của hắn nhanh ít nhất gấp 10 lần ba ngày sau một tòa thành lớn xuất hiện trước mặt chỉ từ vẻ ngoài của thành trì lăng hàn không biết do đại đến nào tọa chấn bởi vì có rất nhiều thần thú có bốn chân sừng dài lưng có gái mà thành thị không thể xây quá giống nhau. Đây chính là vực sâu nguyên thủy, lấy ở đâu ra nhiều kiến trúc sư như vậy. Lăng Hàn chắp tay sau lưng và tiến vào thành, không thể nghi ngờ, đây là thời điểm hắn trang bức. Đáng tiếc, đám đại cầu cầu không có mặt ở đây. Ai, cảm giác tiếc nuối không khác gì mặc áo gấm về làng lúc đêm khuya. Mấy bước mà thôi, Lăng Hàn đã đi tới cửa thành. Người là người phương nào, lập tức có người quát mắng, đây là một tên thủ vệ thánh cấp. Lăng Hàn cười nói, đập phá quán, cái, cái gì? thủ vệ kia sững sờ hắn ngạc nhiên không nói thành lời đây chính là đại đế chấn giữ địa phương người chạy tới đập phá quán thật không biết nên nói người dũng cảm hay là ngu xuẩn người đến cùng là ai thủ vệ kia lớn tiếng nhắc lại lăng hàn chỉ vào chính mình lẽ ra ta hiện tại rất nổi danh tại sao cần giới thiệu môn đồ đại đế thủ vệ kia nói với lăng hàn dù sao trên người lăng hàn không có mặc hộ giáp lại có thể đi từ ngoài vào thành hiển nhiên hắn có tu vi chuẩn đế lăng hàn lắc đầu sai hắn lười nhác nói nhảm hắn điểm ra một chỉ đánh bay toàn bộ cửa thành oanh âm thanh chấn động vang lên liên tục tường thành cũng ngã đổ rất nhiều nơi hiển lộ hết uy lực của đế cấp lớn lớn mật thủ vệ kia gào to nhưng giọng nói của hắn lại run rẩy trời ạ à, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào hư 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 từng bóng người bay ra khỏi thành à không có đại đế lăng hàn cảm thấy kỳ quái dường như không có đại đế xuất hiện như dự kiến trừ phi hắn dùng thần thức xâm lấn kinh động đến đại đế thần thú đại đế bình thường đang làm gì ngủ ngon sao ngươi là người phương nào một tên thanh niên đi ra hắn không độ khí thế nhưng lại tỏa ra báo khí đáng sợ chuẩn đế hắn chính là môn đồ đại đế nơi đây trang học thạch ta lăng hàn cười một tiếng lăng hàn ngươi chính là lăng hàn trang học thạch đầu tiên là giật mình sau đó là vui mừng lẫn sợ hãi ha 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 các vị đại đế đang tìm ngươi khắp nơi không nghĩ tới ngươi còn tự chui đầu vào lưới tin tức của người có lạc hậu quá hay không lăng hàn cảm thấy buồn bực hắn rõ ràng đã có chiến lược đế cấp vì cái gì còn bị người ta xem nhẹ những thần thú đại đế này đúng là lại không phổ cập tư liệu của hắn chẳng phải đối phương có chủ tâm không cho hắn trang bức hay không nhưng luôn trang bức cũng nhàm chán trong nháy mắt lăng hàn đã suy nghĩ rất phong phú đã tới thì không cần đi trang học thạch từ tố nói hắn cũng không chỉ nói mà thôi hắn vươn tay bắt lấy lăng hàn lăng hàn mỉm cười bất kính với bản đế người biết có hậu quả gì không? Hừ, mọi người cùng là chuẩn đế, ta còn gì phải sợ? Trang học thạch kinh thường nói, trong tư liệu hắn biết, Lăng Hàn có chiến lược chuẩn đế, đối với hắn mà nói, chiến lược chuẩn đế không phải tu vi chuẩn đế hay sao? Chẳng lẽ thánh nhân còn có thể nắm giữ chiến lược chuẩn đế? Ha ha, thật sự là trò cười. Oanh, quy tắc hóa thành bàn tay lớn đã bắt lấy Lăng Hàn, năm ngón tay đều là do quy tắc bắt tinh tạo thành, nhưng trong đó có một tia quy tắc cửu tinh, không nên coi thường sợi quy tắc cửu tinh nhỏ, như sợi tóc cũng bởi vì nó tồn tại, cho nên mới giúp chuẩn đế vượt qua thánh nhân, cũng từ đó liên quan tới chữ đế. Ha ha, không gì hơn cái này, Trang Học Thạch đã bắt lấy Lăng Hàn, hắn cất tiếng cười to, kẻ ngu xuẩn như vậy mà đại đế xuất thủ nhiều lần không thể bắt hay sao? Ách, thật không biết những đại đế kia xảy ra chuyện gì. Không hổ là Trang đại nhân. Trang đại nhân uy vũ. Ha ha, ở trước mặt Trang đại nhân của chúng ta, thiên tài nghịch thiên cũng phải cúi đầu xưng thần, người xung quanh đều nịnh nọt. Nhưng mà, một chuẩn đế chiến lược ngập trời, bọn họ khen như thế cũng không quá mức. Lăng Hàn cũng phất tay vỗ tay, ba ba ba, âm thanh rất thanh thúy. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy người này có bệnh tâm thần, người là tù nhân, tham gia náo nhiệt làm gì. a à, ta tẻ ngắt sao? Lăng Hàn cười nói. Hừ, còn dám ba hoa, Trang Học Thạch cười lạnh nói, năm ngón tay siết chặt, hắn muốn hành hạ Lăng Hàn, bành, nhưng mà, hắn vừa siết chặt thì đồ mồ hôi lạnh, bởi vì năm ngón tay của hắn vỡ nát cái gì có rất nhiều người nhìn thấy việc này từng người lộ ra thần sắc không dám tin tưởng tại sao lại như thế lang hàn không phải đã bị chế trụ sao nhưng vì cái gì lại là trang học thạch bị đánh nát ngón tay mặc dù chỉ là quy tắc huyễn hóa lang hàn mỉm cười có phải rất giật mình không ngươi trang học thạch nhíu mày đây là việc hắn không cách gì tưởng tượng nổi hắn là chuẩn đế tại sao đối phương mạnh hơn hắn nhiều như thế ai lang hàn thở dài hắn lấy hỗn độn cực lôi tháp ra tiện tay đập lên thân trang học thạch a à, trang học thạch kêu la thảm thiết hắn nằm sấp trên mặt đất lúc hắn muốn bỏ dậy hỗn độn cực lôi tháp kỳ vô cùng nặng nề đè xuống hắn không chịu nổi phải biết hỗn độn cực lôi tháp hiện tại đã là đế binh vì đế binh đè lên gần như thế chuẩn đế còn có thể xoay người sao nói dỡn tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại còn mờ mịt khó hiểu trên lưng trang học thạch chỉ bị tòa tháp đè ép tại sao hắn không bỏ dậy nổi tê gia hỏa này là ai trang học thạch càng phẫn nộ hắn cũng giật mình nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi đối thủ này quá nghịch thiên hắn phát ra thần niệm không biết đang cầu cứu đại đế nào ông lập tức một đạo khí thế đáng sợ bao trùm mọi người cảm thấy kính nề từ nội tâm rốt cuộc thần thú đại đế hiện thân lăng hàn nhìn thoáng qua hắn mới biết được nơi này còn có thần thú chấn giữ liệt thiên hủy không nghĩ tới người còn dám chạy tới nơi này liệt thiên hủy đại đế từ tốn nói hai cánh mở ra và chém về phía lăng hàn quy tắc cửu tinh quấn quanh một kích này khủng bố khó có thể hình dung dù sao cũng là cấp thứ hai lăng hàn xuất quyền nghênh đón hắn vận dụng uy năng của năng lượng hủy diệt bành hai chiến lược đại đế va chạm lăng hàn bị đánh bay ra ngoài nhưng cái cánh của liệt thiên hủy đại đế bị thiếu một đoạn cái này mọi người cảm giác đầu óc như nổ tung đây chính là đại đế thế mà bị thương mặc dù bị thương không nặng thậm chí không tính là tổn thương nhưng cũng làm mọi người sợ hãi ai từng thấy đại đế bị thương lại nói đả thương đại đế lại là một tên chuẩn đế lúc nào chuẩn đế có thể tranh phong với đại đế hay sao trang học thạch sợ ngây người hắn thế mới biết vì cái gì chính mình không ngăn nổi một chiêu của lăng hàn hắn có chiến lược ngăn cản một chiêu của đế cấp mới là lạ liệt thiên hủy đại đế nhướng mày đáng chết ngươi lại nắm giữ một bộ phận yếu tố hủy diệt những lão gia hỏa đáng chết luôn luôn thêm phiền hắn hét lớn một tiếng tiếp tục xuất thủ với lăng hàn nhưng mà Lần này hắn đã kéo dài khoảng cách, không tiếp tục vật lộn cận thân với Lăng Hàn, không có việc gì, đại đế cường đại cỡ nào, cho dù kéo dài khoảng cách, nhưng uy lực cũng lớn tới mức ngập trời, tùy tiện cũng có thể chấn áp chuẩn đế. Đáng tiếc là, mặc dù cảnh giới Lăng Hàn là chuẩn đế, nhưng chiến lực của hắn lại là cấp đại đế. Oanh, 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 Lăng Hàn không ngừng hóa giải công kích của liệt thiên hủy đại đế, mặc dù có phần lâm vào hạ phong, nhưng tình huống cũng không quá kém. Dù sao, liệt thiên hủy đại đế cũng kiêng kỵ lực lượng hủy diệt thậm chí còn có tử vong hàn thủy lăng hàn cao mày hắn xuất ra hư chiêu đến ông hỗn độn cực lôi tháp bay ra và hóa thành lôi đình màu trắng tấn công liệt thiên hủy đại đế hiện tại tương đương với hai tên đại đế hợp kích cho dù hai tên đại đế thực lực đều quá yếu đều có chiến lược cấp thứ tư cấp thứ ba cả hai hợp lực vẫn có thể áp chế liệt thiên hủy đại đế lăng hàn lắc đầu không được thực lực không tăng lên trên diện rộng hắn vẫn không thể đối kháng với thần thú đại đế dù sao cũng là cấp thứ hai lăng hàn thét dài một tiếng bắt đầu phá vây người chạy không được liệt thiên hủy đại đế quát lớn và đuổi theo ha ha không phục cứ đuổi theo lăng hàn cười nói hắn phát động phượng rực thiên tường tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người liệt thiên hủy đại đế đuổi theo nhưng vẫn bị lăng hàn bỏ xa cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại hắn đứng yên không động nhưng mí mắt đang run rẩy hắn phát ra chấn động vô hình liên hệ với phương xa lăng hàn không ngừng tìm kiếm vật chất thủy nguyên chỉ cần lại đạt được một ít vật chất thủy nguyên tái hiện đại đạo hắn có thể rút ra quy tắc cửu tinh như vậy chiến lược của hắn có thể tăng vọt nói không chừng hắn có thể bước vào chuẩn đế lục tinh đáng tiếc vật chất thủy nguyên ít đến thương cảm mà hắn lại một lòng tiến lên phía trước cho nên làm sao mà tìm xuyên qua từng tầng khu vực trải qua các loại thiên địa phong bạo lăng hàn đột phá khu vực tầng thứ ba hắn đi tới trước một tòa thành chân hoàng lăng hàn kinh ngạc nhìn về phía trước đó là tòa thành như phượng hoàng đứng dương cánh ách hắn gặp chân hoàng ở nơi nào hắn nghĩ tới nếu gặp được chân hoàng đại đế vậy song phương thi triển phượng dực thiên tường hắn là đối thủ sao dù sao phượng dực thiên tường là do chân hoàng sáng tạo nếu như bị chân hoàng đại đế ép sau đó bị các thần thú đại đế khác giáp công vậy thì hắn không dễ chịu a à, đang lúc lăng hàn đang suy nghĩ hắn đang suy nghĩ nên dùng phương thức nào vượt qua thành chân hoàng đột nhiên có hai tên mặc chiến giáp thanh đồng bước ra một lúc sau hai người này đã tới gần hắn lăng hàn ho khan một tiếng hắn nhảy xuống khối đá lớn ngươi hai người kia giật mình sau đó lập tức biến thành cung kính cùng nhau ôm quyền nói bái kiến đại nhân có thể không mặc chiến giáp ở bên ngoài tất nhiên chính là chuẩn đế môn đồ đại đế lăng hàn cười một tiếng cởi chiến giáp ra a à, hai người kia ngây người đây là tình huống như thế nào ngươi là môn đồ đại đế cần chiến giáp làm gì còn tốt hai người này không có suy nghĩ lăng hàn là biến thái bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé đại nhân không có chiến giáp chúng ta không thể thừa nhận siêu trọng lực sẽ chết một tên thánh nhân yếu ớt nói lăng hàn mỉm cười ta là lăng hàn kẻ bên ngoài cần chiến giáp của các ngươi trà trộn vào trong thành hai tên thánh nhân nhìn nhau bọn họ đều khiếp sợ đoạn thời gian gần đây cái tên lăng hàn không ngừng vang lên bên tai đây là người đáng sợ mà các đại đế đều muốn tiêu diệt hiện tại người này đang sống sờ sờ trước mặt của mình bọn họ có thể không kinh hãi hay sao chạy hai người vội vàng chạy về hướng thành chân hoàng loại tồn tại mà đại đế cũng giết không chết bọn họ không có tư cách đối kháng chỉ có thể chạy lăng hàn vận dụng ý niệm bành bành chỉ thấy hai tên thánh nhân ngã xuống mặt đất khí tức đoạn tuyệt sau khi trở thành chuẩn đế sát khí xung kích càng đáng sợ đừng nói thánh nhân cho dù là chuẩn đế cũng có thể dùng ý niệm chém giết lăng hàn đi qua hắn cởi chiến giáp của hai người sau đó mặc lên người mình sau khi trở thành chuẩn đế chiến giáp không có hiệu quả tăng phúc chiến lực không việc gì hắn chỉ dùng che giấu thân phận mà thôi thời điểm đang đi hình dáng tướng mạo của lăng hàn cũng phát sinh biến hóa hắn biến thành một tên thánh nhân vừa nãy a à, triệu đông tại sao ngươi trở lại cửa thành lập tức có người hỏi Lăng Hàn cười một tiếng, lấy một ít đồ, muốn trở về gỡ xuống. Tốt tốt tốt, thủ vệ gật đầu, hắn không chút nghi ngờ. Lăng Hàn vào thành, tự nhiên đi thẳng tới cửa thành bên kia, tùy tiện tìm lý do đi ra khỏi thành. Có thể nói, hiện tại trong 36 thần thú, duy nhất có thể uy hiếp hắn cũng chỉ có chân hoàng đại đế. Dù sao, đối mặt với đại đế khác, đánh không lại có thể chạy, nhưng gặp gỡ chân hoàng đại đế, hắn chạy được hay không còn là vấn đề cần bàn lại. Dù là đại đế nơi này đều có vấn đề, nhưng vẫn có đặc sắc có lẽ chân hoàng vẫn bảo lưu tốc độ siêu nhanh sau khi ra khỏi thành lăng hàn cũng không dừng lại hắn phát động phượng dực thiên tường bay đi tốc độ nhanh tới mức kinh người hắn tràn đầy chờ mong mình đã đột phá ba tầng phong tòa như vậy phía trước hẳn là khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy lúc đó có thể nhìn thấy vô nhai lại đế đấu chiến thánh hoàng thiên bồng yêu vương tất cả bí mật sẽ được giải đáp nhưng mà sau khi lăng hàn đi năm ngày hắn mới phát hiện dù đã thông qua được phong tỏa ba tầng nhưng vực sâu nguyên thủy vẫn to không hợp thói thường chí ít năm ngày qua hắn vẫn đi trên hoang nguyên tốc độ của đại đế nhanh cỡ nào mà tốc độ lăng hàn của tuyệt đối là số một trong đại đế hoang nguyên tử khí bừng bừng đừng nói sinh mệnh hắn không nhìn thấy một khối đá bỏ ra gần hai tháng lăng hàn cũng thông qua khu vực này sau đó phía trước lại xuất hiện sa mạc hắn không chút do dự tiến lên người mang chiến lược đại đế hắn tự nhiên không cần phải sợ một chuyến này lại mất mấy tháng hả đột nhiên lăng hàn nhìn thấy phía trước có vật thể to lớn vắt ngang hắn lại đi thêm một đoạn hắn lại kinh ngạc phát hiện đó là cái lưng nằm ngang quá lớn cho dù nằm trên mặt đất nhưng độ cao vẫn vượt qua 10 vạn trượng mà độ rộng lại càng kinh khủng khí tức đế cấp lăng hàn lập tức cảm ứng được thi thể tỏa ra khí tức đại đi yếu ớt không phải chuẩn đế mà là đại đế chân chính hắn tăng thêm tốc độ tới gần thi thể đây là một tên nam tử thi thể không có mục nát hơn nữa vẫn duy trì trạng thái còn sống có thể nhìn ra được người này đã rất già mày trắng dâu bạc trắng thậm chí còn mọc đầy vết đồi mồi không có một tia khí tức tiên phong đạo cốt của đại đế lăng hàn hiểu ra đây là đại đế lúc tuổi già chạy tới vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh kết quả còn chưa có thu hoạch thì thọ nguyên khô cạn chết tại nơi này hắn cảm khái đại đế từng vô địch thiên địa thì thế nào trước mặt đại nạn đều là bình đẳng a à, lăng hàn phát hiện trong người đại đế còn có một tia tàn hồn phải biết đại đế một khi hóa đạo linh hồn sẽ kết hợp với thiên địa không có khả năng tiến vào âm phủ có thể lưu lại một tia linh hồn cần phải trả cái giá thật lớn theo lý mà nói tên đại đế này rõ ràng đã khô cạn thọ nguyên mà chết như vậy lúc cuối sinh mệnh hắn làm sao có năng lượng mà lưu lại tàn hồn không đúng lăng hàn phát hiện đạo tàn hồn này không phải đại đế muốn lưu lại tin tức gì cho đời sau mà là tàn hồn chân chính nó tỏa ra khí tức hỗn loạn nhưng vào lúc này đại đế đã nhúc nhích một chút khốn kiếp xác chết vùng dậy lăng hàn biết rõ sợi tàn hồn cảm ứng được hắn nên kích phát bản năng của đại đế oanh một bàn tay đánh tới như bao phủ trời và đất lăng hàn xuất quyền ngăn cản bành bàn tay đại đế bị phản chấn trở về mà lăng hàn lại không nhúc nhích dù sao cũng là đế thi bên trong có tàn hồn nhưng ít đến thương cảm cho nên làm sao có thể phát huy một phần chiến lược của đại đế một phần ngàn một phần vạn chấn áp chuẩn đế dư xài nhưng đối đầu với lăng hàn ha ha nhưng mà đại đế thi chỉ chiến đấu dựa vào bản năng một kích thất bại cũng sẽ không lui bước mà là bắt đầu anh tạc nếu như lăng hàn toàn lực xuất thủ đại đế thi chỉ còn lại có bản năng tiêu chuẩn hắn hoàn toàn có thể dùng năng lượng hủy diệt tiêu diệt nhưng mà người có thể thành đại đế không dễ đây là bá chủ một thời đại lăng hàn cũng không muốn khinh nhờn thi thể tồn tại như thế cho nên hắn chỉ chống đỡ cũng không có phản kích nhưng một tia tàn hồn trong đại đế thi lại có thể đối kháng cường độ cao như thế qua nửa ngày đạo tàn hồn này cũng hao hết hồn lực hóa đạo quay về thiên địa Oanh, đế thì khổng lồ ngã xuống lăng hàn thở dài đưa hắn đưa tay phủi bay các hạt bụi bay tới gần cũng bao phủ lên thân đại đế đại đế một đời vô địch sau khi chết không thể thê thảm như vậy chỉ phơi thây nơi hoang dã đáng tiếc vị đại đế này lúc hóa đạo đã già đến không tưởng tượng nổi hơn nữa lại không có mang theo đế binh cho nên lăng hàn không thể nhìn ra đạo hào của đại đế này nghỉ ngơi đi lăng hàn mai táng vị đại đế này hắn ngừng chân tưởng niệm một chút sau đó tiếp tục lên đường hắn hơi xúc động đã từng là đại đế vô địch một thời đại hiện tại mai táng ở nơi này thời điểm bỏ mình bên người không ai tiễn đưa chưa đi bao xa đột nhiên phía trước xuất hiện bão cát màu đen mẹ nó lăng hàn cảm thấy mặt mũi tối tăm bởi vì mỗi hạt cát trong bão cát mang theo năng lượng hủy diệt quá kinh khủng phải biết hạt cát nơi này có thể so với tinh thể chỉ bão cát thông thường cũng rất đáng sợ hiện tại lại thêm năng lượng hủy diệt ai chống đỡ được đại đế cũng phải kêu khổ rút lui rút lui rút lui lăng hàn vội vàng lui lại dù hắn cũng nắm giữ năng lượng hủy diệt cũng không dám ngạnh kháng còn tốt tốc độ của hắn rất nhanh thân hình lui lại cực nhanh tốc độ còn nhanh hơn bão cát nhiều một đường rút lui thẳng đến khi đạt tới cực hạn cuối cùng bão cát cũng không tiến thêm được nữa nó chỉ tàn phá bừa bãi tại chỗ sau đó uy lực dần dần biến mất cuối cùng đã kết thúc hoàn toàn lăng hàn tiếp tục đi tới trong lòng vẫn mang theo kinh ngạc năng lượng hủy diệt không yếu tố hủy diệt nơi này sắp tiếp cận hạch tâm của vực sâu cho nên yếu tố cơ sở cũng xuất hiện hắn đi ra khỏi khu vực này phía trước xuất hiện một phiến bình nguyên nơi này tỏa ra sinh cơ giạt rào động vật thực vật nơi này cái gì cần có đều có mà lăng hàn nhìn ra xa một chút hắn phát hiện những động vật này đều có cấp bậc chuẩn đế sau đó thời điểm hắn nhìn ra xa hắn thấy những động vật này ngã xuống mà thực vật khô héo tàn lụi tử vong toàn bộ một ý niệm mà thôi thiên địa và địa ngục sinh mệnh cùng tử vong Lăng Hàn không dám tùy tiện đi vào khu vực kia, mặc dù hắn có tu vi đại đế, nhưng chuẩn đế đều chết quỷ dị như vậy. Hắn lại không muốn đi mạo hiểm, nhưng chỉ trong nháy mắt, những động vật trước đó ngã xuống đều bò dậy, lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mà những thực vật kia lại tỏa ra sinh cơ vô hạn. Lăng Hàn đã khiếp sợ thật sự, cũng không phải thời gian trôi qua quá nhanh, đang diễn hóa sinh mệnh tiến hóa, có sinh có tử, mà là sinh và tử lại diễn biến rất cực đoan sinh mệnh, tử vong, hai loại yếu tố thiên địa cơ sở hội tụ tại nơi này khi thì mang đến sinh cơ vô tận khi thì mang tới khô héo tử vong lang hàn nghĩ tới mình thì sao trong nháy mắt hắn ngã xuống nhưng tiếp theo hắn đứng lên cứ lặp lại như thế thế nhưng mà một sống một chết hắn còn có thể bảo tồn ký ức hay không hắn không muốn biến thành cái xác không hồn vĩnh viễn bị vây ở nơi này giam cầm đại đế nghe hoang đường nhưng nơi này chính là vực sâu nguyên thủy hoàn toàn có thể xảy ra chuyện như vậy lang hàn đi vòng hắn cảm thấy trừ phi mình có thể nắm giữ yếu tố hủy diệt trạng thái hoàn toàn. Nếu không, hắn không thể ngăn cản sinh và tử. Hắn lách qua và đi tới. Sau khi đi được vài bước, hắn lại đột nhiên phát ra báo động mãnh liệt. Bỗng nhiên hắn lui về phía sau, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn. Dù hắn là chuẩn đế, nhưng thân thể lại tan ra, đủ thấy hắn bạo phát tốc độ lui lại nhanh cỡ nào, cũng tạo thành phụ tải với thân thể lớn cỡ nào. Phía trước, thình lình xuất hiện ngọn núi không biết cao bao nhiêu, nó đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu báo trước nếu như lăng hàn không có kịp thời lui lại hắn khẳng định sẽ ở trong lòng núi với kết cấu thiên địa kiên cố tại nơi này nếu như bị kẹp trong lòng núi hắn sẽ thừa nhận đè ép khủng bố bao nhiêu phải biết bão cát thông thường đánh tới chuẩn đế lấy ra đế binh để đối kháng như vậy một ngọn núi đè ép sẽ là khái niệm gì chuẩn đế khẳng định chết ngay đại đế sẽ chịu trọng thương vực sâu nguyên thủy khủng bố như vậy nhưng vì cái gì một ngọn núi như quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện mạnh như lăng hàn lại không cảm giác được chút nào Lăng Hàn nhìn về phía núi lớn, đây không phải ảo giác, tuyệt đối là tồn tại chân thật, việc này càng quỷ dị hơn. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, hắn tĩnh tâm quan sát, ba ngày sau, lại không có dấu hiệu nào, ngọn núi này biến mất một cách vô căn cứ. Không chỉ như thế, ngay cả Bình Nguyên cũng biến mất và hóa thành cái hồ lớn, cái này. Lăng Hàn nhe răng, biến mất, tới đột ngột, biến mất cũng đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, đây là yếu tố sáng tạo cùng yếu tố hủy diệt sao, xem ra, hắn tiếp cận hạch tâm vũ trụ bằng không thì bốn yếu tố không có khả năng hội tụ tại nơi này hắn lại đợi mấy ngày chỉ thấy cái hồ lớn biến mất nơi này xuất hiện một bình nguyên xem ra tiếp theo sẽ có núi lớn xuất hiện sẽ không ngừng lặp lại quả nhiên bốn ngày sau núi lớn lại tiếp tục xuất hiện lăng hàn đi lên núi mặc dù trọng lực trên núi vô cùng lớn mà núi đá lại sắc nhọn vô cùng giống như treo đầy vũ khí nhưng đối với lăng hàn hiện tại mà nói đây chỉ là chút lòng thành hắn đấm ra một quyền năng lượng hủy diệt cuốn qua núi đá vỡ vụn thì làm sao tạo thành tổn thương cho hắn ngọn núi này quá lớn với tốc độ của lăng hàn ba ngày cũng không đi tới cuối sau đó ngọn núi này lại đột nhiên biến mất lăng hàn cất bước đứng trên hư không hắn chỉ tiêu hao một ít lực lượng mà thôi lăng hàn bước ra mấy bước hắn đáp xuống đất và tiếp tục tiến lên hắn cũng không có chạy bên trong cái hồ hiển nhiên nơi này vài ngày nữa sẽ biến thành bình nguyên hắn không mạo hiểm mới tốt quả nhiên năm ngày sau đó bình nguyên lại xuất hiện nơi này không có quy luật lăng hàn nói thầm trong lòng có đôi khi ba ngày biến hóa một lần có đôi khi là bốn ngày biến hóa một lần có đôi khi là năm ngày cũng không có quy luật cố định nào cả còn tốt hắn đã ra khỏi khu vực này phía trước có một cột sáng thông thiên triệt địa nó tỏa ra khí tức chấn động đáng sợ cường hoành đến mức không thể nói nổi nhưng lăng hàn đang đứng đối diện với một biển cả to lớn hắn không có lỗ mãng vượt biển mà là nhìn nước biển có lực phá hoại gì hay không hắn đi đến bờ biển muốn bắt lấy một chút nước biển tiến hành quan sát, nhưng lúc nhìn cái bóng của mình, hắn giật mình, đó cũng không phải là hắn, mà là một bộ xương khô, chẳng lẽ đáy biển có cái gì? Lăng Hàn lại nhìn, hắn thấy xương khô đang nhìn mình, hắn phất phất tay, xương khô cũng phất tay giống nhau như đúc, đây là trò quỷ gì? Xương khô là mình trong tương lai, Lăng Hàn không tin, hắn lọc qua tạp niệm, lấy quy tắc làm trường, muốn nhặt lên một chút nước biển, nhưng sau khi chạm vào nước biển thì lập tức tử vong, thậm chí một đạo lực lượng không cách nào hình dung bám theo thần niệm muốn đi vào trong cơ thể của hắn lang hàn vội vàng lùi một bước sau đó chặt đứt thần niệm của mình lúc này đạo lực lượng kia đã mất đi phương hướng Quanh, nó lui vào trong biển rộng lang hàn hít khí lạnh nếu như bị lực lượng kia tiến vào cơ thể thân thể của mình sẽ tịch diệt trong nháy mắt hóa thành một cỗ thi thể dù hắn có tu vi đế cấp đây là tử vong chi hải trong này đều là tử vong hàn thủy sao không đúng cả hai rất giống đều là chém chết sinh cơ nhưng lại có khác biệt cực lớn Lăng Hàn không nói rõ ràng Cả hai có điểm nào khác biệt với nhau Lăng Hàn lại thử vài lần Hắn đã có kết luận Trong biển cả ấn dấu lực lượng nào Đó làm cho những nước biển này Cũng nắm giữ lực lượng tử vong Bởi vì hắn ném vật chất vào trong nước biển Hắn phát hiện nước biển thật ra là bình thường Cũng không có nguy hại gì Cho nên lực lượng tử vong đang nằm ở dưới nước Lăng Hàn cũng không muốn làm rõ Bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách Hắn phải vượt qua trước lăng hàn phóng lên hắn dẫm lên trời mặc dù trọng lực to lớn nhưng hiện tại trói buộc hắn rất nhỏ dù sao cũng là đế oanh nơi xa một cột nước bỗng nhiên phóng lên trời tốc độ cực nhanh giống như suối phun lăng hàn run sợ nếu bị cột nước này đánh trúng hắn sẽ mất đi rất nhiều sinh cơ khi đó hắn sẽ rơi vào biển cả một khi rơi vào biển cả hắn sẽ xong đời hắn tăng cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí oanh 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 càng xâm nhập biển cả cột nước càng dâng trào tập trung lăng hàn nỗ lực đi lên bầu trời cao hơn nhưng hắn lập tức phát hiện bầu trời như ẩn chứa trọng lượng của cả vũ trụ nặng nề đến mức hắn không thể chống cự cho nên không thể bay cao cho nên hắn đành cẩn thận tránh né những cột nước phóng lên trời tốc độ của đại đế nhanh cỡ nào nhưng nhìn cột sáng phương xa cách không quá xa trên thực tế lại là xa xôi đến khó tới gần lăng hàn bay gần nửa tháng hắn không cảm thấy mình rút ngắn khoảng cách với cột sáng hắn sẽ không từ bỏ hắn tiếp tục ra sức tiến lên một tháng hai tháng thời gian trôi qua rốt cục lăng hàn phát hiện cô sáng kia đã gần một chút trời đây là xa bao nhiêu lúc này lăng hàn cảm thấy tâm thần mệt mỏi mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị cột nước phóng lên thời gian lâu dài dù là đại đế cũng phải mệt phải biết cột nước này tương đương với đại đế xuất thủ hơn nữa chỉ có thể là hắn xuất thủ chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự một khi bị đánh trúng sẽ tử vong áp lực như thế có lớn hay không còn tốt tinh thần lăng hàn đã sớm rèn luyện cứng cỏi vô cùng mặc dù mệt hắn vẫn có thể trèo trống một năm hai năm ba năm thời gian như bay lăng hàn đã phi hành trong biển chín năm hắn thật mệt mỏi nhưng cột sáng kia đã gần chân chính hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo to lớn mà cột sáng phát ra từ trung tâm của hòn đảo xèo lăng hàn đáp xuống đất sau khi đáp xuống đất hắn lại điều dưỡng ngay lập tức quá mệt mỏi giống như cả đời này chưa từng mệt như thế cho dù là lăng hàn hiện tại cũng chỉ muốn ngủ say. Sau gần nửa ngày, bỗng nhiên Lăng Hàn giật mình tỉnh lại, hắn cảm ứng được có khí tức mạnh mẽ ập tới, quá mạnh, mạnh đến mức hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức bắn người lên và nhìn sang bên kia, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện, đây là một con hầu tử, độ cao cùng người thường tương đương, người mặc màu vàng kim lũ giáp, nhưng đã rách tung tóe. Cẩn thận xem, cái kia hẳn là là bị anh hỏng, cái này hầu tử đứng thẳng, đầu vai còn vác cây gậy màu tím hắn đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào lăng hàn đôi mắt tỏa ra sát ý cùng lệ khí rất mạnh oanh hầu tử động một côn đập tới mẹ nó đấu chiến thánh hoàng lăng hàn nói thầm hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa mới đi vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy lại gặp được đấu chiến thánh hoàng hơn nữa còn bị đối phương không phân nguyên nhân hành hung oanh một côn quét ngang đáng sợ một cách không hiểu dù lăng hàn đã nắm giữ chiến lược đế cấp nhưng hắn vẫn không dám đón đỡ một kích này hắn vội vàng bứt ra đấu chiến tiền bối hắn kêu lên muốn nói rõ ràng muốn lừa hầu gia ra ra ngươi nhà đấu chiến thánh hoàng quát lớn hắn lại vung côn lên ầm ầm thiên địa biến ảo phong vân thất sắc đây chính là đại đế chân chính không giống thần thú đại đế có các loại vấn đề càng không giống từ địa chi chủ chỉ có thể bó tay trói chân hắn bộc phát đế uy một cách đáng sợ cấp thứ nhất đại đế trạng thái hoàn toàn thực lực lăng hàn bây giờ mới cấp thứ tư cho dù vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang hắn nhiều lắm chỉ đạt tới chiến lược cấp thứ tư đỉnh phong chỉ có thể uy hiếp đại đế một ít mà thôi đại đế cấp thứ nhất phát uy hơn nữa còn có đế binh nơi tay hắn ngăn cản như thế nào hắn vội vàng lấy ra thanh trúc kiếm cùng hỗn độn cực lôi tháp hai kiện đế binh đồng thời vận chuyển ngạnh kháng với cây gậy màu tím nhưng mà đế binh tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt hắn đồng thời thao túng hai kiện đế binh lập tức cảm nhận được lực bất tòng tâm hắn cũng chỉ có thể cán răng thôi phát uy lực tới cực hạn oanh ba kiện đế binh đấu nhau lăng hàn và hai kiện đế binh đều là bị đánh bay ra ngoài thực lực mạnh yếu đã rõ ràng nhưng mà lăng hàn lại phát hiện cây gậy màu tím có dấu hiệu nứt ra a à, đế binh không phải kiên cố nhất thiên hạ hay sao còn chưa nghĩ xong đấu chiến thánh hoàng đã vung gậy đánh tới chiến ý sung thiên sáng dấp chưa đã ghiền lăng hàn im lặng đúng là một nhà với hầu ca đấu chiến nhất mạch gặp được địch nhân chỉ có một chữ đánh mặc kệ có thắng hay không đánh trước lại nói hắn không tiếp tục đón đỡ mà là phát động phượng dực thiên tường, không ngừng tránh né. Tiền bối, ta gọi Lăng Hàn, là thu được vô nhai tiền bối nhắn lại, cố ý tới đây, hắn vừa tránh vừa tiến hành giải thích. Hắn miễn cưỡng có thể so chiêu với thần thú đại đế một chút, nhưng mà, hắn có thể đối kháng chính diện với thần thú đại đế là vì người ta cố kỵ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn có thể dùng năng lượng hủy diệt và đại đạo quang với đấu chiến thánh hoàng hay sao? Nguyên bản hắn có chiến lược cấp thứ tư, hiện tại lại tự trói tay chân, hắn làm sao có thể là đối thủ của đại đế cấp thứ nhất anh, đấu chiến thánh hoàng cường thế tiến công thiên địa ứng hợp cho dù thiên địa nơi này có kết cấu cường đại thì thế nào một cồn quét qua vẫn có thể đánh nát không gian thật mạnh lang hàn nói thầm trong lòng nếu không phải phượng dực thiên tường chính là thân pháp nhanh đứng đầu thiên hạ có lẽ hắn trong mười chiêu đã bị đấu chiến thánh hoàng đánh thành cặn bã nhưng luôn luôn có thời điểm không tránh được lăng hàn nghe rằng vì cái gì hắn đụng phải đại đế đầu tiên lại là đấu chiến thánh hoàng vì sao vị này tính cách táo bạo và thích đánh nhau tại sao không phải vô nhai đại đế lăng thiên tổ vương cũng được tiền bối tha thứ vãn bối vô lễ lăng hàn hét lớn một tiếng oanh hắn đã vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang hiện tại năng lượng hủy diệt đã mạnh hơn rất nhiều có thể hóa giải tất cả thành hư vô đấu chiến thánh hoàng không quan tâm hắn vung gậy tấn công ách quả nhiên là huyết mạch với hầu ca bành bành bành, bành. gậy sắt đánh thẳng nhưng chỉ cần bị năng lượng hủy diệt quét chúng cây gậy sẽ bị chôn vùi phốc 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 lăng hàn thổ huyết liên tục đấu chiến thánh hoàng công kích thật đáng sợ đại đế cấp thứ nhất đây là tồn tại mạnh nhất thiên hạ chân chính một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị bá chủ tuyệt thế mẹ nó ta tới cứu vớt thiên địa không phải tới ăn đòn lăng hàn quyết định rút lui trước đấu chiến thánh hoàng là mãng phu căn bản nói đạo lý không thông nhưng mà hắn còn chưa chạy chỉ cảm thấy có khí tức đáng sợ xuất hiện sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy còn có một đấu chiến thánh hoàng xuất hiện gương mặt đầy lệ khí đồng thời cầm gậy sắt trong tay cái này cạc 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 hai đấu chiến thánh hoàng đồng thời cười hạ hả lại ngừng công kích tình huống như thế nào lăng hàn tối mặt hắn giống như bị chơi xỏ tiểu tử theo ta tới đây một tên đấu chiến thánh hoàng nói hắn xoay người rời đi một tên đấu chiến thánh hoàng khác cũng quay người giống như không thèm để ý lăng hàn có đuổi kịp hay không ách đi thôi lăng hàn thật sự hiếu kỳ hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trước đó đấu chiến Thánh Hoàng sử dụng chiêu chiêu bá đạo, nhưng vẫn lưu trừng mực, không có lấy mạng của hắn. Nếu không, hắn cũng không đỡ nhiều chiêu như thế. Nói cách khác, đấu chiến Thánh Hoàng ngay từ đầu đã biết hắn là ai, nhưng vẫn đánh một trận. Đây là cố ý đùa giỡn hắn, hay là ngứa tay. Lăng Hàn cảm thấy cái sau khả năng cao hơn, đấu chiến nhất mạch đều có tính cách này. Người ước hiếp ta như thế, coi chừng ta về sẽ hành hạ cháu trai của người. Sau khi đi một lúc lâu, bọn họ đã tiến vào một nham động khí tức sinh mệnh thật nồng đậm lang hàn kinh hô trước đó hắn bị đấu chiến thánh hoàng đánh trúng có mấy chỗ bị thương nhưng mà chỉ cần đi vào hang động một hồi sẽ khôi phục hoàn toàn thậm chí hắn phát hiện bản nguyên của chính mình đang lớn mạnh phải biết lúc trước hắn vì xung kích cực hạn đã suýt hao hết sinh mệnh bản nguyên về sau tu vi của hắn tăng lên cũng khôi phục một ít bản nguyên nhưng đến nay vẫn còn tổn thất rất lớn đây là sinh mệnh động một tên đấu chiến thánh hoàng nói sinh mệnh cơ sở trong bốn yếu tố cấu thành thiên địa nó có thể chữa trị tất cả thương thế của ngươi cũng khôi phục thân thể của ngươi tới mức hoàn mỹ lăng hàn vừa định nói chuyện đột nhiên hắn cảm nhận có tiếng nổ vang thậm chí hang núi cũng rung động mấy cái cái gì hắn kinh hãi nơi này kiên cố cỡ nào chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng cho nên xảy ra chuyện gì lại làm hang núi rung chuyển tiền bối đấu chiến thánh hoàng lại khoát tay áo cắt lời lăng hàn ta biết ngươi có thật nhiều nghi vấn ta sẽ nói từng việc cho ngươi biết vị này có tính cách nóng vội hiển nhiên không kiên nhẫn chờ lang hàn hỏi một câu hắn đã đáp với hình thức khác rất phiền quá chậm rất nhàm chán cho nên hắn trực tiếp nói từ đâu năm đó ta tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm con đường trường sinh trải qua cửu tử nhất sinh mới đi tới được hòn đảo này nhưng khi ta tới đây nơi này đã có chiến đấu ta hiểu một chút một phe là yêu hoàng thành đạo trước ta đối diện còn có một gia hỏa đó chính là thần thú thời kỳ viễn cổ đầu thần thú này đã nắm giữ sáng tạo sinh mệnh hủy diệt ba đại yếu tố chỉ cần nó nhận được yếu tố tử vong hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất thiên địa dù tất cả đại đế xưa nay liên thủ cũng không làm gì được hắn thế là ta đã gia nhập đối kháng thần thú chiến đấu ách thế là xong lăng hàn nhìn đấu chiến thánh hoàng vị lão thánh hoàng này lộ ra vẻ không kiên nhẫn dáng vẻ không kiên nhẫn thật khủng bố chờ chút ngươi nói đánh một trận là xong đấu chiến tiền bối vì cái gì ngươi là hai người Hắn hỏi ra nghi ngờ lúc trước chẳng lẽ, khi đó đấu chiến Thánh Hoàng có hai huynh đệ đồng thời đắc đạo. À, đây là hai cái đạo thân của ta, một tên đấu chiến Thánh Hoàng nói. Bành, hắn còn chỉ vào đấu chiến Thánh Hoàng khác, chỉ thấy tên đấu chiến Thánh Hoàng kia biến mất và hóa thành sợi lông. Thiên phú thần thông của ta tăng thêm yếu tố sinh mệnh sẽ biến ra đạo thân, lang hàn khiếp sợ, quá trâu bò, chỉ phân thân cũng nắm giữ chiến lược cấp thứ nhất, người bảo những tuyệt địa chi chủ kia làm sao chịu nổi chỉ cần mời đấu chiến thánh hoàng đi ra ngoài, tùy tiện rút vài cọng lông, chẳng phải có thể quét ngang tuyệt địa chi chủ. Tiền bối, tình huống bên ngoài vô cùng khẩn cấp, lang Hàn tranh thủ nói ra mưu đồ của tuyệt địa chi chủ. Ân, đấu chiến thánh hoàng hơi cao mày. Không đúng, không đúng, gương mặt hắn đầy lệ khí, dường như hắn rất sốt ruột. Âm dương ổn định, chính là thiên địa đại đạo, nếu âm dương mất cân bằng, chính lúc đại đạo xung đột, ta hiểu rồi, đấu chiến thánh hoàng vỗ tay một cái khẳng định là lão thần thú kia giờ trò quỷ âm dương hai giới mất cân bằng đả kích mạnh nhất sẽ mang tới hủy diệt cùng tử vong kể từ đó hắn có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất nắm giữ yếu tố tử vong thành tựu mạnh nhất lang hàn khiếp sợ nói tiền bối người nói lão thần thú là ai ta cũng không biết đấu chiến thánh hoàng lắc đầu trong các thần thú cũng có sự tồn tại của hắn nhưng hắn sống vào thời kỳ thiên địa sơ khai cùng thời đại với các thần thú vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm vào hắn lăng hàn hỏi từ cách nói của đấu chiến thánh hoàng người ta chỉ muốn mạnh lên thôi mạnh lên có lỗi sao đấu chiến thánh hoàng sửng sốt một chút hắn mạnh nhất ta sẽ đánh với hắn đây cũng là lý do nhưng mà việc này mới đúng với tính cách của đấu chiến thánh hoàng nhưng thần thú này vô cùng tà khí nếu như hắn nắm giữ yếu tố tử vong như vậy hắn tất nhiên sẽ hủy diệt thiên địa đấu chiến thánh hoàng lại bổ sung một câu lăng hàn gật đầu mặc dù đấu chiến thánh hoàng hiếu chiến nhưng người thành đế có ai đần độn chứ người ta thông minh tuyệt đỉnh đấy tiền bối tiền bối ngươi có thể nói kỹ càng hay không hiện tại lăng hàn đã hiểu đại khái tại sao ngươi luôn ồn ào đấu chiến thánh hoàng không nhịn được nói nhưng phiền thì phiền lão thánh hoàng vẫn trả lời lăng hàn nói một cách đơn giản hòn đảo này chính là hạch tâm của toàn bộ vực sâu cũng là nơi khởi đầu của vũ trụ ở chỗ này ẩn chứa bốn yếu tố hình thành thiên địa sáng tạo hủy diệt sinh mệnh tử vong lúc trước lão thần thú cũng vì trường sinh mà đến đây sau khi lên hòn đảo này hắn đánh vỡ ngăn cản trùng điệp trước sau nắm giữ sáng tạo sinh mệnh hủy diệt ba loại yếu tố nhưng vào lúc này thời gian trôi qua cực lâu bởi vậy lại có đại đế cầu trường sinh tới đây bởi vì sắp treo cho nên đầu tiên sẽ nắm giữ yếu tố sinh mệnh trong quá trình này vị đại đế kia phát hiện lão thần thú ẩn dấu tả ác thế là vị đại đế này không chút do dự khai chiến với lão thần thú ách tiền bối có thể dùng tên thay thế hay không lang hàn hỏi trong lòng cảm thấy khó hiểu đấu chiến thánh hoàng cắn răng nói đại đế đầu tiên tới đây hẳn là trảm thiên yêu hoàng nguyên hình là một con thỏ nhìn dáng vẻ của hắn dường như không có gì trảm thiên yêu hoàng được rồi hầu tử và con thỏ có lẽ có thủ chuyển kiếp lăng hàn nói tiền bối lão thần thú kia có hình dạng gì đấu chiến thánh hoàng miêu tả một chút lăng hàn hít khí lạnh bởi vì trong trí nhớ của thanh loan đại đế giống nhau như đúc thần thú mà hắn nhìn thấy đây là thần thú không lưu tên trong lịch sử, cực kỳ cổ quái. Sau khi các thần thú hóa đạo, đối phương đã tiến vào nơi hóa đạo của các thần thú, trộm thi thể của các thần thú. Tại sao trộm? Là vì sáng tạo 36 thần thú đại đế hiện tại sao. Nhưng 36 thần thú đại đế chỉ mới được sáng tạo ở cận đại. Trong dòng sông lịch sử dài rằng rạc, thần thú vẫn khai chiến với đám người đấu chiến thanh hoàng. Lại vì cái gì không sống phục sinh 36 thần thú đại đế? Hiển nhiên, đối mặt với đám người đấu chiến thánh hoàng 36 thần thú đại đế căn bản không đáng chú ý, cho nên bọn họ bị sáng tạo ra cũng không phải nhắm vào đám người đấu chiến thánh hoàng, mà là vì ngăn cản chính mình tiến vào. Chính mình là thủ đoạn của đám người vô nhai đại đế bố trí, có thể là lăng hàn hoặc là đám người đinh thụ. Thậm chí, nếu như lăng hàn lúc ấy không thể trở thành bá chủ nguyên thế giới, lúc đó cũng có thể là cuồng loạn. Lăng hàn nói ra tình huống của mình, đấu chiến thánh hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Thì ra còn có việc như vậy, thậm chí Bọn họ cũng không biết ở khu vực bên ngoài có tới 36 thần thú đại đế vây quanh. Lão thần thú kia nắm giữ yếu tố sáng tạo cùng sinh mệnh, lại thêm 36 thi thể thần thú, hắn thật sự có thể làm thần thú xuất hiện, đấu chiến thánh hoàng nói. Nhưng mà, sáng tạo vật đạt tới cấp bậc đại đế, đây là việc không hợp lý. Nắm giữ yếu tố sáng tạo có thể căn cứ vật sáng tạo, mà nắm giữ yếu tố sinh mệnh lại có thể giao phó sinh mệnh, cho nên trên lý luận có thể tái hiện 36 thần thú, nhưng đại đế đại đế cũng có thể sáng tạo ra, như vậy thật sự quá kinh khủng. Ở trong đó, rốt cuộc có bí mật gì bọn họ không biết. Được rồi, Lăng Hàn tiếp tục hỏi lại, Trảm Thiên Yêu Hoàng và lão thần thú đại chiến, lão thần thú trưởng khống sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt, chiến lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Trảm Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ, còn tốt, nơi này có sinh mệnh động, cho dù Trảm Thiên Yêu Hoàng bị thương nặng cỡ nào, hắn vẫn có thể khôi phục rất nhanh, hắn cần làm rất đơn giản, chính là không cho lão thần thú có đầy đủ thời gian đi phá vỡ tử vong động thong dòng lĩnh hội mà thôi kỳ thật hắn cũng xem như may mắn bởi vì sinh mệnh động ngay từ đầu không thể tiến vào trực tiếp nhờ phúc của lão thần thú không biết dùng bao nhiêu năm mới đả thông nếu không có lẽ chưa chờ tràm thiên yêu hoàng mở ra sinh mệnh động hắn cũng chết già từ trước rồi việc này cũng không hiếm lạ ở chỗ này đã từng xảy ra về sau có càng nhiều đại đế tiến vào quả quyết đứng bên phía tràm thiên yêu hoàng đối kháng lão thần thú lăng hàn cắt ngang nói. Nói cách khác, sau khi đi tới nơi này, kỳ thật thực lực đại đế còn có thể tăng lên. Không sai, đấu chiến thánh hoàng gật đầu. Ở bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể tu đến quy tắc cửu tinh viên mãn, trên cơ bản mỗi đại đế đều có thể làm được. Nhưng mà, sau khi tới đây sẽ nắm giữ bốn yếu tố mỗi khi nắm giữ một đạo, chiến lược sẽ tăng lên. T. Nói như vậy, chiến lược đế cấp có tới 8 cấp độ, chiến lược cấp thứ nhất hiện tại chống không, cấp thứ hai chính là lão thần thú, nắm giữ sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt ba loại yếu tố cấp thứ ba là nắm giữ hai loại yếu tố cấp thứ tư là nắm giữ một đại yếu tố cấp thứ năm là đại đế bình thường thứ sáu là thần thú đại đế thứ bảy là tuyệt địa chi chủ thứ tám là đế binh như vậy mới là cấp độ chiến lược của đế cấp trở lại việc của đấu chiến thánh hoàng hắn tiếp tục giải đáp mặc dù đại đế tới càng ngày càng nhiều mỗi người đều muốn ngăn cản lão thần thú nhưng mà lão thần thú quá mạnh bọn họ chỉ có thể làm đối phương chậm lại mà không thể ngăn cản qua nhiều năm như thế lão thần thú đã sắp đả thông tử vong động mà một khi hắn thành công vậy hắn có thể bóp chết toàn bộ đại đế trong nháy mắt cho dù nắm giữ yếu tố sinh mệnh cũng vô dụng bởi vì yếu tố phải xem ai mạnh hơn còn tốt ở bên trong vực sâu nguyên thủy thời gian là thứ không đáng tiền nhất cái gọi là rất nhanh ở trong này đặt ở bên ngoài cũng dùng tỷ năm để tính cho dù đại đế đi tới nơi này bởi vì trên đảo tràn đầy yếu tố sinh mệnh cho dù không nắm giữ vẫn có được thọ nguyên vô hạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là lưu ở nơi này nếu không bọn họ sẽ hao cạn thọ nguyên đi ra ngoài sẽ lập tức hóa đạo bởi vì chỉ có thể làm chậm chứ không thể ngăn cản lão thần thú cho nên các đại đế bắt đầu bố trí đưa ra sinh mệnh thạch cái gọi là sinh mệnh thạch chính là một khối đá nằm sâu trong sinh mệnh động bởi vì nó vẫn được yếu tố sinh mệnh ôn dưỡng tự nhiên có được sức mạnh to lớn hơn nữa nó còn nằm trong sáng tạo động cùng hủy diệt động thật lâu lại có một tia lực lượng sáng tạo và hủy diệt tảng đá kia bị huyền thái vũ chiếm được nhưng hắn vừa mới tu ra năng lượng hủy diệt liền bị tai họa, bị 12 tuyệt địa chi chủ vây công, cuối cùng vẫn là phần lớn sự việc đều có biến số, vấn đề là 12 tuyệt địa chi chủ sớm vai nhân vật gì trong đó. Theo ta suy đoán, sau khi những thằng nhóc kia tiến vào vực sâu nguyên thủy đã lão thần thú mê hoặc, cho nên mới biến mình thành kẻ người không ra người, quỷ không quỷ, đấu chiến thánh hoàng phán đoán. Thế nhưng mà, lão thần thú không phải kịch chiến với các ngươi sao? Lăng Hàn hỏi, Lão thần thú tất nhiên có thể làm chúng ta không biết và sáng tạo ra 36 thần thú. Như vậy, thần du vật ngoại, đi mê hoặc những thằng nhóc kia không phải không được. Đấu chiến thánh hoàng phỏng đoán, đại đế nơi này đang bố trí, mà lão thần thú còn không có nhàn rỗi. Hơn nữa, hắn xuất thủ càng thêm đáng sợ. Một khi dương gian phát triển đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ, như vậy âm phủ sẽ khoách trương, khi đó sẽ sinh ra xung kích ảnh hưởng thiên địa đại đạo, thậm chí dao động đến nơi đây. Đấu chiến thánh hoàng hít khí lạnh lão gia hỏa kia hắn muốn dùng phương pháp này mở ra tử vong động muốn nhìn thấy huyền bí của yếu tố tử vong nhìn thấy yếu tố tử vong cũng không đại biểu có thể nắm giữ nhưng đối với lão thần thú mà nói chỉ cần cho hắn nhòm ngó dạng huyền bí này hắn cách nắm giữ còn xa hay không mấy thằng nhóc kia khẳng định bị lừa rồi đừng nói sau khi trường sinh tiến thêm một bước thời điểm âm dương hai giới nổ tung sẽ chết không chỗ chôn đấu chiến thánh hoàng khinh thường nói đây là thiên địa va chạm cho dù là đại đế cũng không có khả năng thừa nhận Tiểu tử, ngươi nhanh đi về đi, nhất định phải ngăn cản những thằng nhóc kia." Đấu Chiến Thánh Hoàng nghiêm túc nói, "Nếu không, những cố gắng của chúng ta nhiều năm qua như nước đổ đầu vịt." "A, à, ta quay trở về, ta vừa thấy bí mật trung cực của vực sâu nguyên thủy, hơn nữa, ta còn muốn nhìn lão thần thú một chút, nếu trở về như vậy chẳng phải sẽ có tiếc nuối hay sao?" Thế nhưng mà, tình thế phía ngoài thật sự tràn ngập nguy hiểm, mà các vị đại đế tiến vào vực sâu nguyên thủy lại không thể rời đi, rời đi sẽ hóa đạo, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào lăng hàn ai trách nhiệm rất lớn tiền bối có vị đại đế nào nắm giữ yếu tố sinh mệnh hoặc là sáng tạo không lăng hàn hỏi người cho rằng nắm giữ yếu tố sinh mệnh là có thể trường sinh bất tử sao đấu chiến thánh hoàng cười nói không phải sao lăng hàn kinh ngạc dĩ nhiên không phải đấu chiến thánh hoàng lắc đầu nắm giữ yếu tố sinh mệnh liền nắm giữ năng lực giao phó sinh mệnh nhưng mà chuyện này không thể ngăn cản sinh mệnh già yếu nhưng các ngươi không đã trường sinh sao lăng hàn kỳ quái trên lý luận đúng là như thế đấu chiến thánh hoàng gật đầu nhưng mà chỉ giới hạn ở nơi đây bởi vì dù chúng ta tử vong cũng sẽ phục sinh nếu đi ra lại khác ai đến phục sinh bọn ta nơi này có sinh mệnh động thậm chí có đại đế nắm giữ yếu tố sinh mệnh cho nên cho dù có đại đế chết trận cũng có thể bị các đại đế khác phục sinh chỉ cần thi thể tương đối hoàn chỉnh là được rồi chỉ khi nào ra ngoài toàn bộ chết đi mới không có ai phục sinh cho người khác cho nên khu vực hoạt động của đại đế cũng chỉ có thể giới hạn ở vực sâu nguyên thủy thậm chí chỉ giới hạn trên hòn đảo này nhưng mà tiến hành chiến đấu tại nơi này vô cùng quan trọng quyết định tương lai của toàn bộ vũ trụ tốt ta nghỉ ngơi một chút sau đó lập tức rời đi lang hàn gật đầu chỉ có đi ra ngoài thì hắn mới có thể tiếp xúc đến quy tắc cửu tinh chân chính đạp lên ngưỡng cửa chuẩn đế này đúng rồi ngươi cũng chỉ là chuẩn đế đấu chiến thánh hoàng vừa mới phát hiện việc này ách hầu ra ra phản xạ của ngươi cũng quá chậm lăng hàn nuốt nước bọt hắn gật đầu ta thật sự chỉ là chuẩn đế ngụ tinh vậy ngươi trước khi đột phá đại đế nhất định phải tới nơi này đấu chiến thánh hoàng nghiêm túc nói đột phá ở nơi này cực kỳ có khả năng giúp ngươi nắm giữ một yếu tố t châu bò như vậy lăng hàn nghĩ nghĩ nói thế nhưng mà hiện tại thời đại này thiên địa đã cho phép thành đế ta sợ có người đột phá trước ta dù sao đám người đinh thụ có ngộ tính không thua gì hắn mà tuyệt địa bên kia đế tử sa đọa đã sớm trở thành chuẩn đế tiểu diệp tử càng yêu nghiệt là địch nhân thành đế lớn nhất không sao đấu chiến thánh hoàng cười nói người không thấy nơi này có bao nhiêu đại đế hay sao lăng hàn sững sờ ở chỗ này thành đế không có hạn chế bằng không mỗi vị đại đế tồn tại đều sẽ can thiệp thiên địa hình thành va chạm đáng sợ lúc đó mới có cách nói đế không thấy đế năm đó 12 tuyệt địa chi chủ và huyền thái vũ đánh một trận kết quả toàn bộ khí vận bắc thiên vực đều rơi xuống đây là hậu quả nhiễu loạn thiên địa nhưng mà vào thời kỳ viễn cổ có các thần thú cùng tồn tại cho nên nói chỉ cần thiên địa cho phép đại đế có thể cùng tồn tại chỉ là thiên địa diễn biến thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa một thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế nhưng tại nơi này quy tắc thiên địa không với tới không có quy tắc làm sao có hạn chế lang hàn vui mừng nếu đám người hầu ca đinh thụ liễu hoàng đều có thể trở thành chuẩn đế như vậy sẽ có cơ hội thành tựu đế vị. Việc này khó khăn rất lớn, không nói, có 36 thần thú đại đế cản đường, ngay cả hành trình sau đó, chuẩn đế cũng dễ dàng bị thiên địa phong bạo chém chết, cho nên rời đi rồi nói sau ân. Nhưng đây là tin tức tốt duy nhất, đấu chiến thánh hoàng lại giới thiệu tình huống tại nơi này, sau đó hắn vội vàng đi đánh nhau, lang hàn lưu tại trong sơn động an dưỡng, nơi này sinh cơ giạt rào, chính là vạn vật trinh nguyên, hắn có thể khôi phục hoàn mỹ, nửa tháng sau. Lăng Hàn cảm giác không sai biệt lắm, bởi vì hắn không có cảm giác tăng lên. Hắn quyết định rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn cần phải đi ra ngoài trước, cấp bậc đại đế chiến đấu, như vậy sẽ kinh thiên động địa cỡ nào. Chẳng qua khi hắn vừa ra khỏi hang núi, đã thấy đấu chiến Thánh Hoàng đã đón đường. Lần này, vị Thánh Hoàng này bị thương khắp người, nặng đến mức sắp chết. À, ngươi còn chưa rời đi, đấu chiến Thánh Hoàng nói câu đầu tiên là như thế. Lăng Hàn im lặng, ngươi muốn đuổi ta đi như vậy sao? Tiền bối, đây là chân thân của ngươi hắn giật mình mặc dù thương thế của đấu chiến thánh hoàng cực kỳ nặng nhưng khí tức lại bàng bạc như biển hoàn toàn mạnh hơn hắn trước đó cho nên lúc ấy chỉ là phân thân đây chính là chân thân không sai đấu chiến thánh hoàng gật đầu sau đó hắn đi vào trong động ta muốn chữa thương ngươi đi nhanh đi ách vì cái gì nhiều ngày như vậy chỉ thấy một mình đấu chiến thánh hoàng trở về chữa thương chỉ sợ vị này quá hung hãn hắn xông lên đầu tiên nên mới bị thương nặng nhất không hổ là đấu chiến nhất mạch Nhân khẩu ít ỏi không phải là không có đạo lý. May mắn nơi này có yếu tố sinh mệnh, nếu không, lão thánh hoàng này đã sớm xong đời. Lăng Hàn lắc đầu, hắn ngừng nhổ nước bọt, tất nhiên đấu chiến thánh hoàng cường điệu như vậy, hắn nhìn cổ sáng xa xa và quay đầu rời đi. Lần này không nhìn thấy náo nhiệt, nhưng lần sau, hắn lại đến đây, đó là thời khắc hắn đột phá đại đế, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành quân chủ lực đấu với lão thần thú một trận. Lăng Hàn đi trở về, hắn cẩn thận tránh xa biển tử vong, qua nhiều năm sau, rốt cuộc hắn cũng tới đất bằng một đường đi ít xuất hiện hắn không dẫn phát bất cứ động tĩnh gì lần này vận khí không tệ mấy tháng sau hắn đã tìm được thạch đầu nhân thời điểm nhìn thấy lăng hàn thạch đầu nhân rất kích thích nó không ngừng đưa đầu ủi tới cực kỳ giống con chó nhỏ ha ha chúng ta đi lăng hàn ngồi trên vai thạch đầu nhân gia hỏa này cũng là chuẩn đế tốc độ sẽ không chậm một đường rời đi lăng hàn cũng ít xuất hiện lúc này hắn muốn trở về bên ngoài để nắm giữ quy tắc cửu tinh từ đó chiến lược nâng cao một bước như vậy hắn đi ngăn cản kế hoạch của 12 tuyệt địa chi chủ mới có khả năng thành công muốn thuyết phục những người này nói dỡn đối phương có tin hay không cho dù có hoài nghi đã bố trí ước vạn năm bọn họ cũng sẽ liều mạng để thử cho nên muốn bọn họ quay đầu ha ha chỉ có thể lấy lực phục người bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé lăng hàn mang theo thạch đầu nhân một đường trở về hắn phát hiện các thần thú đại đế còn đang tìm hắn thỉnh thoảng sẽ gặp một lần nhưng bởi vì lăng hàn ít xuất hiện đi đến cũng không nhanh một đường cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu thân tích bởi vậy hắn cũng không có bị những thần thú đại đế phát hiện bây giờ không phải lúc phát sinh xung đột với bọn chúng bởi vì bọn chúng chỉ là tiểu lâu la những đại đế này có chết hay không cũng không ảnh hưởng tới đại cục Đương nhiên, nếu như thực lực lang hàn đầy đủ, như vậy hắn không ngại tiêu diệt những thần thú này, khẳng định cũng có thể suy yếu một chút thực lực của lão thần thú. Nắm giữ yếu tố sinh mệnh, thật sự có thể tùy hứng sáng tạo sáng tạo sinh mệnh sao? Lang hàn động tâm, hắn cũng muốn phục sinh người khác, ví dụ như các thiên thu lão gia tử. Bây giờ nghĩ những này chuyện này khẳng định quá nhiều, hắn nhất định phải đột phá đại đế, sau đó nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Ân, có lẽ yếu tố sáng tạo cũng phải nắm giữ nói không chừng hắn sẽ phục sinh người chết sống lại. Đây chỉ là một ý nghĩ, có được hay không phải chờ hắn đột phá đại đế lại nói. Lăng Hàn cố ý ẩn giấu tung tích, như vậy, chỉ cần những thần thú đại đế không có đối đầu chính diện, muốn phát hiện hắn hay sao, hắn tốn một ít thời gian mới đi tới lối ra của vực sâu nguyên thủy lối. Ở chỗ này, thanh loan đại đế vẫn tọa chấn như cũ, đại đế khác đều đang tìm Lăng Hàn, vị này còn ở đây ngăn cửa, không cho người tiến vào sao. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, hắn trực tiếp hiện thân đối mặt với thanh loan đại đế hắn căn bản không có tâm tư chiến đấu với đối phương hắn sử dụng năng lượng hủy diệt đại đạo quang công kích ngay lập tức đối mặt công kích như vậy cho dù là thanh loan đại đế cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh căn bản không dám trọi cứng không chết cũng bị trọng thương hắn không thể không tránh đường để phòng bị phong mang của lăng hàn đi lăng hàn phát ra hiệu lệnh với thạch đầu nhân hiện tại thạch đầu nhân đã hoàn toàn nghe lệnh của hắn đại gia hỏa lập tức thả người rời đi cũng không quay đầu lại thanh loan đại đế không có bận tâm thạch đầu nhân bởi vì thạch đầu nhân căn bản không có ảnh hưởng gì. Lại nói, hắn cũng không cho rằng xem đây là áp chế để Lăng Hàn tử chiến cùng hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không tìm hiểu Lăng Hàn, nhưng đại đế cuối cùng là đại đế, hắn chỉ đạt cấp thứ 6, chiến lược vượt qua cấp thứ 8 như Lăng Hàn, dù trong lòng có, nhưng chỉ cần kéo dài khoảng cách, oanh kích điên cuồng, Lăng Hàn vẫn bị áp lực như núi. Kịch chiến qua đi, Lăng Hàn bị bức lui trở về, thanh loan đại đế cười lạnh, hắn đã phát ra tin tức, Tất cả đại đế sẽ tới đây rất nhanh, đến lúc đó tập thể vây quét, dù Lăng Hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt các đại sát khí, cho dù có khả năng bị trọng thương hoặc chết một đại đế, khẳng định cũng có thể giết kẻ này, thần thú đại đế nha, ý nghĩa tồn tại chính là chặn giết người giống như Lăng Hàn, cho nên, chết thì chết, đáng, lại sáng tạo là được. Lăng Hàn lui lại từng bước, hắn tranh thủ thời gian cho Thạch Đầu Nhân, nhưng hai ngày sau đó, hắn phát hiện lại có thần thú đại đế tiếp cận, hắn bắt đầu phá vây muốn tới thì tới muốn đi thì đi thanh loan đại đế cười lạnh ha ha vậy thì thế nào ngươi còn có thể ngăn trở ta lăng hàn cười to hắn đã dùng tới tử vong hàn thủy lần này thanh loan đại đế cũng không thể không trốn lúc này hắn không dám che chắn đường lui của lăng hàn không đợi nổi đại đế phía sau chạy tới lăng hàn có thể thong dong rời đi cho nên đây là việc không có ý nghĩa hắn nhường lối như thế lăng hàn nhân cơ hội xông ra ngoài hắn phát động phượng rực thiên tường tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung thanh loan đại đế đang đuổi theo nhưng mà khoảng cách với lăng hàn vẫn bị kéo ra không đuổi kịp hắn thở dài sớm biết lăng hàn sẽ chạy đi như vậy hắn sẽ cho tất cả đại đế chặn lại ở chỗ này không được không thể để cho tiểu tử này tiếp tục cường đại lên bằng không sẽ nguy hiểm tới kế hoạch của bọn họ tập hợp tất cả đại đế giết ra khỏi vực sâu nhất định phải đánh giết tiểu tử kia tốc độ của lăng hàn cực nhanh nửa ngày sau hắn đã đuổi kịp thạch đầu nhân đã đi tới nơi này hắn hoàn toàn có thể không nhìn những hạt phát sáng kia trực tiếp đụng vào quy lực tinh thể nổ tung có thể gây tổn thương cho đế cấp hay sao cho dù thạch đầu nhân cũng không sợ nó do những hạt này tạo thành hơn nữa mật độ càng dày đặc phòng ngự cường hoành vô cùng xèo hắn và thạch đầu nhân xông ra khỏi vực sâu nguyên thủy tinh không đen kịt một màu mặc dù nơi này là hư vô nhưng lăng hàn lại có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc đã lâu còn nữa hắn cảm ứng được quy tắc trong nháy mắt hắn có linh cảm tuôn ra như suối cho nên không cần do dự lăng hàn chỉ rời đi một lúc hắn liền khoanh chân ngồi xuống cũng hóa cảm ngộ thành của mình hắn bắt giữ quy tắc trên thực tế quy tắc ẩn vào giữa thiên địa muốn nhìn rõ là chuyện khó khăn nhưng lăng hàn ở trong vực sâu nguyên thủy quá lâu hơn nữa lại đạt tới chiến lược đại đế vừa mới xuất hiện tự nhiên đưa tới thiên địa dị trạng từ đó quy tắc bắt đầu sôi trào kể từ đó hắn muốn bắt giữ quy tắc cũng dễ dàng hơn nhiều trong vô số quy tắc lăng hàn cẩn thận thăm dò nhắm thẳng vào hạch tâm quy tắc cửu tinh tất cả quy tắc đều là quy tắc cửu tinh diễn hóa đây là đầu nguồn có chút cùng loại với bốn yếu tố chỉ là quy tắc cửu tinh chỉ phục vụ thiên địa đại đạo mà bốn yếu tố lại là cơ sở tạo ra thiên địa đại đạo cả hai có bản chất khác nhau từng giờ từng phút lăng hàn rút lấy quy tắc ở trong quá trình này hắn phát hiện thân thể tịch diệt của mình sinh ra ba động nhỏ hắn giật mình quá trình lĩnh ngộ quy tắc cửu tinh chính là quá trình chuẩn đế từng bước đột phá sau khi thân thể hoàn thành thức tỉnh toàn bộ như vậy có thể hoàn chỉnh nắm giữ một quy tắc cửu tinh, khi đó có thể đột phá đại đế. Nhưng bước cuối cùng này phải xem thiên địa có chiếu cố hay không, một thời đại cũng chỉ có thể có một người đắc đạo, những người khác dù làm chuẩn đế, trong điều kiện tiên quyết có đại đế liền vĩnh viễn không cách nào nắm giữ hoàn toàn quy tắc cửu tinh, cũng liền không có khả năng thành đế. Lăng Hàn không ngừng minh ngộ, đáng tiếc, chỉ minh ngộ lần này còn chưa đủ hoàn toàn thức tỉnh thân thể tịch diệt, bước vào làm chuẩn đế lục tinh, hắn không vội, lần này đã nắm giữ quy tắc cửu tinh, cho dù chỉ một tia thì quy tắc của hắn cũng tăng lên ông đúng lúc này một đạo khí tức quét qua mang theo một tia đế uy ngang thạch đầu nhân đang ngồi cách đó không xa đứng lên nó nhìn sang nơi đó lăng hàn phát ra một đạo ý niệm bảo thạch đầu nhân an tâm chớ vội chỉ trong nháy mắt mà thôi liền có một người xuất hiện ở gần lăng hàn trương ngữ con của hải hoàng chuẩn đế ô trương ngữ giật mình không nghĩ tới lại gặp được lăng hàn ở nơi này hơn nữa nhìn đối phương dường như đang bế quan cảm ngộ cơ hội tốt hắn vui mừng nói không chừng chính mình có thể một lần hành động bắt lấy lăng hàn lui một bước mà nói dù chỉ ngăn cản lăng hàn tiếp tục tham ngộ cũng là công lớn lại nói đây chính là biên giới vũ trụ tinh võng thường ra cũng không chạm tới nơi này hắn muốn báo cho người khác cũng không được trương ngữ cười lạnh thật sự không nghĩ tới tìm kiếm người ở khắp nơi nhưng lại gặp được tại nơi này lăng hàn người không nghĩ tới mình đang bế quan cảm ngộ lại đụng phải ta lĩnh ngộ như bọn họ khẳng định sẽ tìm một địa phương tuyệt đối an toàn, tu vi càng cao. Một khi tổ hòa nhập ma, phản vệ sẽ càng khủng bố. Cho nên hắn mở miệng quấy rối tâm của Lang Hàn trước, tâm vừa loạn, khi đó dễ dàng tổ hòa nhập ma. Lang Hàn cười nói, hôm nay ta có thể ăn bạch tuộc nướng. Hắn dừng một chút, lại nói, nguyên hình của ngươi đúng là bạch tuộc chứ? Khốn kiếp, Trương Ngữ lập tức nổi giận, ngươi rõ ràng đang ở thế yếu, vì cái gì còn dám xuất khẩu cuồng ngôn? Quả nhiên, trừ thánh nhân mạnh nhất ra gia hỏa này này còn là tiện thánh ân là thứ hai hắn rất buồn bực rõ ràng hắn muốn loạn đạo tâm của lăng hàn vì cái gì bây giờ lại làm mình nổi giận gia hỏa này thật sự ghê tởm quên đi trương ngữ quyết định không hề tiến hành mở miệng công kích dù sao hắn không am hiểu việc này dù sao lăng hàn còn ở trạng thái lĩnh hội nhưng thuận miệng nói vài câu cũng có lực sát thương hơn hắn hắn lao thẳng về phía lăng hàn ngang thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động đứng ra nghênh kích trương ngữ A, à, tình huống như thế nào? Trương Ngữ sững sờ, không nghĩ tới lại giết ra một thạch đầu nhân. Trước đó hắn cũng nhìn thấy nhưng không có để ở trong lòng, trong mắt chỉ có một mình Lăng Hàn. Đây mới là đại địch, nhưng mà, thạch đầu nhân vừa ra tay thì hắn phát hiện không đúng, ra hỏa này cũng là chuẩn đế, không, nó còn không phải chuẩn đế bình thường, chí ít cũng là bát tinh. Oanh, thạch đầu nhân xuất ra một kích, toàn bộ tinh không run rẩy, chuẩn đế, đây cũng không phải là vực sâu nguyên thủy, kết cấu thiên địa vững chắc nếu không phải nơi này đã là vũ trụ biên giới chỉ sợ sẽ có vô số ngôi sao sụp đổ chuẩn đế bộc phát uy lực kinh thiên trường ngữ đón đỡ một chiêu hắn bị đánh bay ra ngoài thạch đầu nhân gào to nó kích thích xông lên tấn công tiếp ở bên trong vực sâu nguyên thủy có quá nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn nó cho dù là thần thú đại đế hay thiên địa phong bạo tất cả đều có thể làm nó trọng thương hoặc đánh chết nó nhưng còn bây giờ thì sao nó đột nhiên phát hiện giá trị nhân sinh của mình mẹ nó thì ra ta cũng mạnh như vậy ra hỏa này càng đánh càng kích thích, vững vàng chế trụ trường ngữ, trường ngữ tức giận và ngây người, thạch đầu nhân xuất hiện từ đâu ra, hơn nữa còn là chuẩn đế, chuẩn đế khó thành cỡ nào, hắn không phải không biết, nếu không phải có tuyệt địa chi chủ cung cấp bảo vật, hắn hiện tại khả năng vẫn cũng chỉ là thánh nhân tứ tinh ngũ tinh, căn bản không có khả năng trở thành chuẩn đế, từ xưa tới nay có bao nhiêu chuẩn đế, không thể nhiều hơn đại đế bao nhiêu, nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một thạch đầu nhân, hơn nữa còn là chuẩn đế hắn làm sao có thể không sợ dường như chỉ cần dính chút quan hệ tới lang hàn thì mọi chuyện đều biến thành quỷ dị lang hàn không đặt trương ngư trong lòng thời điểm ở thánh nhân hắn đã có thể chấn áp đối phương huống chi hắn hiện tại đã có chiến lược đại đế muốn chấn áp chuẩn đế cũng chỉ bằng một ý niệm mà thôi hắn vẫn lĩnh hội quy tắc cửu tinh mỗi một giây trôi qua thực lực của hắn đang mạnh hơn cơ ừ hội khó được đây chính là lần đầu tiên hắn dung nhập quy tắc sau khi thành tựu chuẩn đế cho nên hắn khó có thể bảo trì trạng thái hiện tại oanh 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 ở thạch đầu nhân điên cuồng oanh tạc trương ngữ không có sức hoàn thủ hắn vô cùng buồn bực không chỉ lang hàn hắn cũng đánh không lại người bên cạnh lăng hàn thật mất thể diện hắn hét lớn một tiếng lấy ra đế binh đây là một cây tam xoa kích trong nháy mắt thức tỉnh đế uy vô tận tràn ngập đáng sợ vô cùng thạch đầu nhân đón đánh nó cũng không quan tâm tới đế binh cho nên nó tiếp tục đánh tới bành nó lập tức bị đế binh đánh trúng cả người bay ra ngoài trên người chóc ra vài khối đá nhỏ cái này trương ngữ nghe rằng đây là phòng ngự gì quá kinh khủng a à, bị đế binh đánh chúng chỉ rơi ra vài khối đá nhỏ người đặt đế binh ở chỗ nào thạch đầu nhân không thèm để ý nó ngóc đầu trở lại ngược lại thân thể của nó chính là hộ giáp cũng không cần sợ bị hủy hoại trương ngữ bất đắc dĩ hắn lại vận dụng đế binh oanh kích đế binh có thể xem là đại đế yếu nhất nhưng mà yếu hơn nữa thì đó cũng là đại đế thạch đầu nhân đánh không lại nó bị đánh lui liên tục đá vụn rơi xuống liên tục nhưng mà với trọng lượng của nó, muốn bị đánh lộ ra hạch tâm, vậy ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Như vậy sao được? Trương Ngữ nói thầm, hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn lĩnh hội, nếu không, một khi Lăng Hàn cũng chiến đấu, như vậy cũng chỉ có đến phiền hắn chạy trốn. Nói đến đế binh, Lăng Hàn cũng có, nhưng nói đến chiến lược bản thân, hắn hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn. Hơn nữa, hiện tại có thêm một thạch đầu nhân, vậy thì càng thêm không địch lại. Hắn lấy đế binh đánh lui thạch đầu nhân, sau đó lao tới tấn công lăng hàn bắt giặc trước bắt vua hơn nữa cũng chỉ có lăng hàn mới là mục tiêu chủ yếu tốc độ của chuẩn đế nhanh cỡ nào không có thạch đầu nhân quấy nhiễu Trường ngữ trong đã xuất hiện trước mặt lăng hàn nhưng vào lúc này đột nhiên lăng hàn mở hai mắt ra vươn người đứng dậy má ơi Trường ngữ ngừng bước và rút lui hung danh của lăng hàn đã xâm nhập tâm linh của hắn cho nên hắn căn bản không dám ngang hàng à ngươi làm gì lăng hàn duỗi lưng một cái sau đó ngồi xuống Ngươi, ngươi định làm gì? Trương ngữ thẹn quá hóa giận. a, à, ngồi mệt mỏi, duỗi người một cái, đổi cái tư thế. Lăng hàn thuận miệng nói, đổi lấy ngươi mỗi tư thế à? Ngươi chỉ ngồi mà thôi, cũng không phải nữ nhân, đổi tư thế cộng lông. Trương ngữ nuốt nước bọt, nhưng xét đến cùng, hắn quá mức kiêng kỵ lăng hàn, cho nên mới bị lăng hàn khẽ động là hù sợ. Oanh, bên người, thạch đầu nhân ngóc đầu trở lại. Cút, trương ngữ tiện tay một kích, đế binh phát uy đánh bay thạch đầu nhân lần nữa. Một phương diện, Điều này nói rõ đế binh cường đại, chuẩn đế cửu tinh cũng không chịu nổi một kích một phương diện khác đã chứng minh phòng ngự của thạch đầu nhân rất dày, cho dù bị đế binh oanh kích cũng không hỏng. Đáng sợ, lần này, trương ngữ kiên định, hắn hét lớn một tiếng, lại tấn công lăng hàn. Hơn nữa, hắn hơi dừng lại chờ đế binh phát uy. Hắn muốn một kích chém giết lăng hàn, hắn giá ngự tam xoa kích đâm về phía lăng hàn, đế uy vô tận tràn ngập, có thể dễ dàng hủy diệt đi một tinh vực, tới gần, tới gần, tới gần, chết đi tam xoa kích đâm xuống trương ngữ cười lạnh trong khoảng cách gần như vậy lăng hàn căn bản không có khả năng trốn tránh cho nên người trẻ tuổi làm tuyệt địa chi chủ đều kiên kỵ sẽ phải chết đúng lúc này chỉ thấy lăng hàn đưa tay ra ha ha người còn muốn tay không tiếp đế binh người cho rằng chính mình là ai đại đế sao khôi hài trương ngữ cười lạnh đây là không biết lượng sức hay cảm thấy bản thân quá mạnh người đi chết trời ơi trương ngữ nhìn thẳng hắn há to miệng không nói thành lời mẹ nó hắn nhìn thấy cái gì đế binh hải thần kích thế mà bị lăng hàn cầm đây là ảo giác sao đúng 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 chắc chắn là thế lăng hàn dùng ảo thuật mê hoặc hắn trước khi chết cho nên chỉ cần qua một lúc gia hỏa này chết và ảo thuật mất đi a à, tại sao lại như vậy khoái miệng trương ngữ co giật khí tức chuẩn đế bàng bạc đột nhiên hắn lấy lại tinh thần đây không phải ảo giác căn bản chính là ác mộng ngươi ngươi tại sao có thể như vậy giọng nói của hắn run rẩy có thể không dọa người sao? Tay không tiếp đế binh, cũng chỉ có đại đế mới có thể làm được." Lăng Hàn cười nói. "Mọi thứ đều có khả năng." Đây là câu trả lời sao? Con người của Trương Ngữ đảo một vòng, hắn quả quyết bỏ đế binh, xoay người chạy, không có việc gì, không có biện pháp thao túng, không ai có thể khống chế đế binh, mà chỉ cần triệu hoán một cái, đế binh sẽ tự động trở về, nhưng mà, thân hình của hắn vừa động thì dừng bước. "Lăng Hàn, T, tại sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Trương ngữ cự tuyệt tin tưởng. Đây chắc chắn là ảo giác, ta khẳng định còn ở trong ảo giác, có thể làm chuẩn đế hoài nghi nhân sinh như thế, chỉ riêng thành tích này cũng đủ làm Lăng Hàn kiêu ngạo. Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thật ngươi đã biết rõ đáp án, chỉ không tin tưởng mà thôi. Trương ngữ chấn định lại, dù sao cũng là chuẩn đế, con của đại đế, trải qua vô số thời kỳ, sao có thể không có chút định lực. Ngươi trở thành đại đế, hắn cắn răng, trong lòng đầy hâm mộ và ghen ghét, Lăng Hàn cười một tiếng, giữa thiên địa có tân đế ra đời trong vũ trụ sẽ có dị tượng xuất hiện người cảm thấy có khả năng sao trương ngữ cũng biết rõ điểm ấy cho nên mới không nguyện ý tin tưởng đúng vậy trong vũ trụ cũng không có dị tượng xuất hiện mà hắn là chuẩn đế cũng có thể biết rõ thiên địa đại đạo vẫn chưa chứng nhận như vậy lăng hàn tuyệt đối không có thành đế cũng không thành đế tại sao người châu bò như thế ta mới vừa mới bước vào chuẩn đế lăng hàn cười nói hảo tâm giải khai đáp án cho trương ngữ trương ngữ sợ hãi không nhỏ hắn biết rõ lang hàn yêu nghiệt thời điểm ở thánh nhân đã nắm giữ chiến lược ngang hàng chuẩn đế nhưng mà chuẩn đế trung quy chỉ là chuẩn đế không thể so sánh với đại đế chân chính cho nên hắn cũng tin tưởng vững chắc cho dù lang hàn thành tựu chuẩn đế hắn cũng có thể quét ngang cấp bậc chuẩn đế nhưng hắn cũng kém đại đế rất nhiều nhưng bây giờ hắn biết mình sai tên yêu nghiệt này dù bước vào chuẩn đế cũng có thể tiếp tục yêu nghiệt chuẩn đế lại nắm giữ chiến lược đại đế tay không đón đỡ đế binh đã là chứng minh tốt nhất Trời, đối thủ như vậy đã làm hắn tuyệt vọng. Tốt, ngươi có gì ngôn nào không? Lăng Hàn rất quan tâm hỏi. Trương Ngữ cắn răng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Song phương lập trường bất đồng, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Ngươi đừng đắc ý, dù ngươi nắm giữ chiến lược đại đế, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của các vị đại đế. Ta ở âm phủ chờ ngươi. Lăng Hàn thở dài. Đáng tiếc đại đế sau khi chết không vào âm phủ. Nếu không, ta cũng có thể đưa các người đoàn viên. Hắn phát động lực lượng, oanh, xung kích đáng sợ đánh chết trương ngữ ngay lập tức hả lăng hàn phát hiện trương ngữ sau khi chết thiên địa đại đạo cũng không dao động theo lý thuyết chuẩn đế cũng nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh cho nên chuẩn đế hóa đạo cũng tạo thành thiên địa quy tắc nhiễu loạn trừ phi bọn họ cũng giống những chuẩn đế trong vực sâu nguyên thủy cũng không có nắm giữ quy tắc cửu tinh khác biệt ở chỗ đế tử sa đọa còn có đế nguyên nhưng đám gia hỏa bên trong vực sâu nguyên thủy lại yếu tới mức không có gì lăng hàn tiện tay ném thi thể trương ngữ sang một bên bị lực lượng của hắn công kích chuẩn đế cũng không thể giữ lại được thi thể hoàn chỉnh khi hắn ném đi cũng lập tức biến thành hạt ánh sáng phiêu tán trong tinh không thạch đầu nhân hiếu kỳ nó đuổi theo những hạt này lăng hàn cũng không để ý hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tứ nguyên tinh a à, không ở gần đây lăng hàn kinh ngạc thần thức của hắn hiện tại cường đại cỡ nào một ý niệm cũng có thể bao phủ rất xa nhưng mà khắp nơi không có bóng dáng tứ nguyên tinh chẳng lẽ đám người trương ngữ khẳng định không có tới chơi mà là đi tìm vị trí của đám người nữ hoàng cho nên đám người đinh thụ cũng thu tướng nguyên tinh và chạy đi nơi khác hắn nhíu mày muốn định vị tinh cầu dễ dàng nhưng mà muốn tìm người chỉ định trong vũ trụ to lớn việc này quá khó khăn hắn cũng không thể nào làm được hơn nữa bá chủ nguyên thế giới không thể bị thôi diễn cho nên độ khó cũng gia tăng cho nên sau khi chờ thật lâu chờ tới khi tướng nguyên tinh bị thả ra khỏi cơ thể lăng hàn có thể lập tức cảm ứng được bởi vì trên tứ nguyên tinh có ấn ký hắn lưu lại lăng hàn ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ quy tắc ở trong đầu của hắn có một sợi dây nhỏ như cọng tóc đây chính là quy tắc cửu tinh mặc dù rất mỏng manh nhưng bởi vì có nó tồn tại chiến lược của lăng hàn hiện tại đã tăng mạnh cấp thứ bảy hiện tại chuẩn đế nắm lấy đế binh đánh hắn hắn cũng có thể chấn áp dễ dàng bởi vì hắn đã vượt qua cấp thứ tám nắm giữ thực lực nghiền ép đế binh nói cách khác hiện tại cho dù đối mặt với tuyệt địa chi chủ lăng hàn cũng không lâm vào hạ phong thậm chí hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang cho dù là từ địa chi chủ cũng không dám đón đỡ đương nhiên nếu từ địa chi chủ khôi phục tới trạng thái tốt nhất lăng hàn vẫn không địch nổi nhưng mà thứ nhất những đại đế sa đọa vốn không có bao nhiêu lần thức tỉnh chiến lực thứ hai bọn họ mỗi khi thức tỉnh một lần đều cần thôn vệ đại lượng sinh mệnh tinh khí nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đã bị âm phủ hóa làm sao có sinh mệnh tinh khí để thôn phệ lăng hàn ước gì bọn họ thức tỉnh như thế sau vài lần như vậy tuyệt địa chi chủ sẽ bị mài chết ba năm sau bỗng nhiên hắn đứng lên tứ nguyên tinh xuất hiện lăng hàn nhấc lấy thạch đầu nhân dưới chân hắn xuất hiện con đường màu vàng thẳng tắp xèo hắn cất bước tiến lên lăng hàn đã xuất hiện trên không tứ nguyên tinh oanh. oanh 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 ba đạo khí tức vô cùng cường hoành đánh tới chỉ thấy đa gia phật tiền dưỡng họ ba vị chuẩn đế đã giết tới thạch đầu nhân vừa thấy thế đã gào to ha ha, ha. lại có thể đánh nhau soát Lăng Hàn thấy thế vội vàng vươn tay nắm lấy thạch đầu nhân, cũng ném nó vào trong tinh không. Đây chính là tứ nguyên tinh, nếu như bị gia hỏa này ra tay đánh nhau, toàn bộ tinh cầu sẽ sụp đổ. Lăng Hàn, ba người đa gia Phật hô lớn, mới chưa qua một ít năm, Lăng Hàn đã trở lại rồi. Lăng Hàn cười một tiếng. Ta trở về, trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy đám người hầu ca, nếu Hoàng đã lao tới, bọn họ cực kỳ kích động. Vừa rồi là, tiền dưỡng họ hỏi thạch đầu nhân cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh a à, ta mang về từ vực sâu nguyên thủy lăng hàn nói sau đó vẫy tay thạch đầu nhân đã xuất hiện trên tinh không tứ nguyên tinh không dám cho nó tiến vào tứ nguyên tinh bởi vì gia hỏa này quá nặng ở trong vực sâu nguyên thủy cũng không quan trọng ngược lại kết cấu thiên điện nơi đó vững chắc nhưng mà nơi này không giống toàn bộ tinh cầu cũng không thể chứa nổi trọng lượng của nó như vậy cho đại gia hỏa này đứng trên tứ nguyên tinh tứ nguyên tinh có bị nó đè nát hay không Chuẩn đế, Hạ Hậu Bình hỏi, mặc dù hắn đã có đáp án. Ưm, Lăng Hàn gật đầu, T, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến lại lừa gạt trở về một vị chuẩn đế. Người thì sao? Tất cả mọi người càng quan tâm thực lực của Lăng Hàn, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt mọi người hưng phấn, Lăng Hàn cuối cùng thành chuẩn đế, ý nghĩa bọn họ có tư cách đại chiến chính diện với tuyệt địa chi chủ. Người có thể ngang hàng đại đế không? Đa gia Phật nói hắn cũng có phần khẩn trương dù sao kỳ vọng càng lớn cũng sợ hãi thất vọng càng lớn lăng hàn cười cười chúng ta đi về trước từ từ nói tình huống hơi phức tạp hắn bảo thạch đầu nhân lưu lại trong tinh không tuyệt đối không thể xuống sau đó mọi người đi lên tứ nguyên tinh hắn bắt đầu nói những việc mấy năm qua mọi người nghe tất cả đều khẩn trương thì ra lăng hàn trải qua nhiều nguy hiểm như thế sau khi lăng hàn nói hắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng hầu ca vô cùng kích động hắn không ngừng lộn nhào hầu ca vẫn suy đoán lão tổ tông không chết nhưng trung quy chỉ là suy đoán bây giờ được lăng hàn chính miệng chứng thực hắn cũng có thể an tâm lại nói đến lão thần thú thời kỳ hồng hoang tất cả mọi người kinh ngạc suy đoán liên tục lão thần thú này là tồn tại gì vì cái gì xưa nay thần thú đều hóa đạo hắn vẫn sống người nói ở bên trong vực sâu nguyên thủy chúng ta còn có cơ hội thành đế đa gia phật và hai chuẩn đế đều kích động bọn họ đã tranh đế vị một lần theo lý mà nói bọn họ có sống thêm đời thứ hai cũng mất đi tư cách tranh đoạt thế nhưng mà có ai không muốn thành đế cho nên biết được ở vực sâu nguyên thủy có cơ hội thành đế những chuẩn đế này rất kích động lăng hàn gật đầu nhưng phải đi tới hòn đảo hạch tâm kia trên đường đi nguy hiểm trùng điệp hắn nắm giữ chiến lược đế cấp cũng suýt vẫn lạc đáng giá thử một lần ba vị chuẩn đế đều nói bọn họ thà rằng chết trên đường trùng kích đế vị cũng không muốn sống tầm thường vô vị đồng dạng đám người đinh thụ vô cùng mừng rỡ bởi vì so với lăng hàn bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua đời này thành tựu tối cao cũng chỉ là chuẩn đế nhưng mà bọn họ hiện tại đều có cơ hội thành đế hơn nữa không là đại đế bình thường thậm chí có thể bước vào cấp thứ tư cấp thứ ba thậm chí cao hơn lăng hàn quyết định chờ giải quyết xong vấn đề tuyệt địa hắn sẽ mang theo chuẩn đế bên người giết vào vực sâu nguyên thủy xung kích đế vị đương nhiên không thành chuẩn đế cũng không cần đi mạo hiểm dù sao muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện trong vực sâu nguyên thủy quá khó khăn động một chút sẽ làm cho đại đế vẫn lạc tiểu hàn tử kế tiếp có nên đi tuyệt địa trang bức hay không đại hắc cẩu hưng phấn chân chính bởi vì chương ngữ đã chết cho nên tuyệt địa bên kia cũng không biết rõ lăng hàn đã bước vào chuẩn đế cũng nắm giữ chiến lược đại đế cho nên đây là cơ hội trang bức tốt nhất lăng hàn sạm mặt lại người ấy không biết nói câu nào tốt hơn sao đường đường đại đế là bá chủ một thời đại chẳng lẽ còn phải trang bước Diệu võ dương oai Quả nhiên đại hắc cầu đổi một từ Người là chó cậy thế chủ Lăng hàn nhổ nước bọt nói Đây là châm chọc Nhưng mà đại hắc cầu hoàn toàn không ngại Nó không phải là con chó sao Lăng hàn thở dài Nói Chẳng phải đám gia hỏa kia tìm ta hay sao Tốt Chúng ta sẽ đưa lên tận cửa Những năm qua Đám đế tử xa đọa trương ngữ liên tục tìm kiếm tứ nguyên tinh Dù không tìm được lăng hàn Cũng muốn dùng đám người nữ hoàng uy hiếp lăng hàn Còn tốt Có đám người đinh thụ ở đây có thể mang theo tinh cầu chạy trốn, lại có ba vị đa gia Phật bảo vộ tự vệ hay vẫn không khó, dù sao cũng là chuẩn đế, một lòng muốn chạy, cho dù là đại đế cũng phải bố trí thủ đoạn mới bắt được. Lần này đi tuyệt địa chính là trang bức, cho nên đám người nữ hoàng, chỉ mộng hàm cũng lười đi, như đại hắc cầu và tiểu thanh long sẽ đi, Hầu ca không tham gia náo nhiệt, hắn muốn bế quan tu luyện, mau chóng tu đến thánh nhân cửu tinh, đột phá chuẩn đế, khi đó có thể đi vực sâu nguyên thủy gặp lão tổ tông, thế là lăng hàn liền mang theo đại hắc cầu cùng tiểu thanh long lại thêm thạch đầu nhân một nhóm bốn người tiến vào vũ trụ bị âm phủ hóa hiện tại hắn có chiến lược đại đế kim quang đại đạo trải rộng ra lại thêm phượng rực thiên tường hắn mất gần nửa ngày đã đi tới hạch tâm vũ trụ nơi này khắp nơi là tinh cầu tịch diệt nơi này âm u đầy tử khí lăng hàn gật đầu đối ứng với yếu tố tử vong nhưng mà đây chỉ là chi nhánh của yếu tố tử vong không có khả năng dựa và thứ này nắm giữ yếu tố tử vong nói cứng đây là yếu tố tử vong diễn hóa gọi là quy tắc tử vong thì đúng hơn dương gian đối ứng chính là quy tắc sinh mệnh muốn định vị một tinh cầu đầy tử khí tại nơi này quá khó khăn nếu tìm tinh cầu sinh mệnh lại dễ dàng thường ra hậu duệ của tứ phương đại đế nắm giữ tinh võng là thế lực giàu nhất trong vũ trụ không có thứ hai lăng hàn chọn mục tiêu thứ nhất chính là thường ra nguyên nhân là vì tinh võng hắn muốn thu phục tinh võng trước ba người xuất hiện tinh cầu màu vàng cũng chỉ có tinh cầu này tỏa ra khí tức sinh mệnh tinh cầu chung quanh đều âm u tử khí chúng ta đi đại hắc cầu kích thích nói nó đang chờ đợi trang bước bọn họ cất bước thạch đầu nhân cũng nghĩ theo sau lại bị lăng hàn ngăn lại đại thạch người chờ ở đây nếu thạch đầu nhân cũng đáp xuống tinh cầu thường ra sẽ vỡ nát và biến mất ân kỳ thật thạch đầu nhân có công dụng lớn nhất không phải đập người hay sao hưu hưu hiu. Hư hư. ba người phá vỡ phòng ngự bên ngoài tinh cầu cũng đáp xuống đất nơi này cảnh tượng ca múa thái bình không có bị âm phủ ảnh hưởng ánh mắt lăng hàn bắn ra hàn quang mãnh liệt nghĩ đến toàn bộ người chết oan trong tinh không hắn có xúc động đánh vỡ bầu trời để khí tức âm phủ tràn vào từ đó biến nơi này thành tử tinh đi cùng cầu ra đại hắc cầu vẩy xong trào nó đi ở trước nhất cũng giải thích rõ câu chó gậy thế chủ ếch câu thành ngữ này được miêu tả rất chính xác lại nhìn đồ lót sắt lấp lánh chỉ có hai từ bị ổi để hình dung làm cho lăng hàn cùng tiểu thanh long không đành lòng nhìn quá cay mắt ba người tiến lên ngay ngang nhắm thẳng vào tổ địa thường gia, tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ một lúc đã tới nơi, đó là vì đại hắc cầu cố ý đi chậm rãi, làm nền cho nó trong bức, ban đầu, tổ địa của đế tộc đều có đế trận bảo vệ, nhưng bây giờ, đế trận của thường gia cũng không vận chuyển, bình thường không ai dám xông loạn vào đế tộc, huống chi là hiện tại tinh không chẳng có người sống, lại nói, đại đế thường gia còn sống, còn cần đế trận sao? Nhưng không có đế trận bảo vệ, cũng không đại biểu ai cũng có thể vào tổ địa. Nơi này có người thủ vệ. Người bình thường ra vào cũng bị thẩm tra nghiêm khắc nhưng mà tục nhân hạch tâm thường ra ra và tự nhiên, cũng không ai hỏi tới. Đại hắc cầu làm bộ đi tới, một con chó xuất hiện ở đây đã vô cùng cổ quái, dù sao yêu thú tu đến tiên đồ sẽ biến thành hình người. Khi đó càng phù hợp thiên địa đại đạo, nhưng con chó này còn mặc đồ lót sắt lấp lánh, nó rêu rao như thế làm người ta phải ghé mắt nhìn. Trong thời gian ngắn, mọi người bị đại hắc cầu hấp dẫn ánh mắt, đối mặt những ánh mắt quái dị này, đại hắc cầu chẳng những không có nửa điểm khó chịu, nó hưng phấn nói mở to đôi mắt ngu xuẩn của các người chiêm ngưỡng thần linh của các ngươi đi ha ha một con chó hoang cũng dám khẩu suất cuồng ngôn bắt lại ban đêm ăn thịt chó một người lập tức cười nói đi tới hắn bắt lấy đại hắc cầu đại hắc cầu nổi giận ngươi không thấy ta trang bức hay sao dám tháo đài của cầu ra ăn thịt chó cái đầu của ngươi nó đá một cước xèo người kia bị đá bay lên bầu trời như vì sao cái này lớn mật dám hành hung người xung quanh đều nổi giận đây là tù địa thường gia người nơi này cơ bản đều là người thường gia, chút ít cũng là tôi tớ hoặc hậu đại của tôi tớ, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn nhất trí. Cẩn thận, yêu cầu này có thực lực bất phàm, có lão già trầm giọng nói. T, ngài không nắm chắc bắt lấy hay sao? Người xung quanh nghe được, ai nấy cũng hít khí lạnh, lão già này tên là Thường Kiếm Vân, chính là Hóa Linh chân quân, là tu vi cao nhất trong bọn họ. Bởi vậy, Thường Kiếm Vân cũng nói đại hắc cầu thực lực không yếu, tự nhiên cũng là mọi người chấn kinh. Ta tới thử một lần, một nam tử mặc trang phục đen đi tới, thường Nhược Hà, chân ngã cảnh, thường kiếm vân gật đầu. Nhược Hà, ngươi đi thử thực lực của nó, không thể chủ quan. Tôn mệnh, thường Nhược Hà gật đầu, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu. Oanh, hắn không chút do dự phóng thích toàn bộ thực lực của mình. Đại hắc cầu giả ra dáng vẻ như lâm đại địch, sau đó nói: "Lại xuất động cường giả chân ngã cảnh tới đối phó cầu ra, các ngươi thật thận trọng, biết rõ gia lợi hại." Nhìn thấy đại hắc cầu như thế, người thường nhược hà thở ra xem ra đối phương cũng chỉ là chân ngã cảnh cho nên mới cẩn thận khẩn trương như thế đến hắn hét lớn một tiếng sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu sợ ngươi sao đại hắc cầu cũng gào lên nó lao về phía thường nhược hà bành 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 một người một chó đánh với nhau cảnh tượng vô cùng kịch liệt hừ không biết con chó hoang tới từ đâu chỉ là chân ngã cảnh cũng dám làm càn nhìn thấy cảnh này mọi người cũng yên tâm thì ra đại hắc cầu cũng chỉ như thế đúng là suýt nữa bị nó dọa chết tiện cầu nhanh chóng từ bỏ chống lại có thể tha mạng chó của ngươi thường nhược hà cũng yên tâm hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo phốc đúng là mạng chó ha ha rất hình tượng tất cả mọi người cười lớn cho dù là thường nhược hà cũng bật cười không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu lại quá chuẩn đại hắc cầu kêu to tức chết cầu ra xem ra cầu ra nhất định phải nổi giận hừ người nổi giận thì thế nào thường nhược hà từ tốn nói xem bá thế kỳ công của cầu gia tam sinh tam thế vô địch thần trảo đại hắc cầu giả vờ giả vịt sau đó đá ra một cước bành một cước đá thường nhược hà bay lên trời như ngôi sao nhỏ đại hắc cầu đặt mông ngồi xuống và thở hổn hển lại ép bổn tọa dùng tới kỳ công làm hại cầu gia nguyên khí đại thương ít đi vài chục năm thọ nguyên đám người thường ra nhìn nhau bọn họ cảm thấy khó hiểu trên lý trí bọn họ sẽ không tin đại hắc cầu kỳ công gì có thể có lực bộc phát lớn như thế nhưng mà đại hắc cầu diễn kỹ quá chân thật bọn họ lại muốn tin tưởng thường kiếm vân không thể không đứng ra trong những người ở đây hắn có tu vi cao nhất hắn không xuất thủ chẳng lẽ còn bắt người khác làm pháo hôi lại nói đây chính là tổ địa thường gia một tiện cầu cũng dám giữ võ dương oai chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới chấn áp cho nên hắn chỉ cần chống đỡ tràng diện kéo dài một ít thời gian là đủ ngươi là ai thường kiếm vân quát đại hắc cầu ngươi không nhận biết cầu ra đại hắc cầu chỉ chỉ chính mình gia chính là tổ vương mạnh nhất vạn cổ hắc đế thường kiếm vân tức giận lời này rõ ràng đang đùa bỡn chính mình có người trang bức như vậy sao đại đế ta nhổ vào thì ra là trang bức cầu hắn khinh thường nói trang trang bức cầu đại hắc cầu che ngực nó bất hạnh chúng chiêu thân là giống chó chẳng lẽ lại là cái tội hay sao nhân loại ngu xuẩn lại sáng tạo ra từ ngữ ác độc như vậy cầu ra sẽ làm ác mà người trả giá đại hắc cầu dương nanh múa vuốt trang bức cầu nạp mạng đi thường kiếm vân lập tức xiết ra ngoài đại hắc cầu lúc này có tâm tình chập trờn nó xuất thủ 10 phần chắc chín oanh hắn xuất ra một trường thực lực hóa linh chân quân bộc phát quy tắc ẩn hiện thật là lợi hại cầu ra lại phát kỳ chiêu đại hắc cầu gào lên xem thập thiên thập kiếp bá thiên cước của cầu ra bành đại hắc cầu đá một chiêu liêu âm thối đá thẳng vào hạ bộ của thường kiếm vân âm thanh kia vang lên mỗi người đều cảm thấy đau bi sắc mặt thường kiếm vân biến thành trắng bệch hai tay của hắn che lấy hạ bộ hai cái đùi kẹp chặt lại sau khi hắn run run mấy lần liền nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi lạnh hắn chỉ có thể rên hừ hừ không phải không đau mà là đau đến mức không thể kêu đau tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đại hắc cầu t sa hỏa này đúng là quá đen mọi người nhìn thấy một mặt thiếu đạo đức của đại hắc cầu cũng bởi vì thế mà không quan tâm tới việc nó một cốc phế hóa linh chân quân thiếu đạo đức cầu tất cả mọi người quát lớn con chó này quá độc ác thế mà đá trứng của người ta hơn nữa còn đá nát đại hắc cầu cười lớn nó chuyên môn làm chuyện buồn nôn như vậy hừ ai dám làm càn ở đây một giọng nói vang lên chỉ thấy một người thanh niên đạp không đi tới hắn có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi không ngờ đã là giáo chủ hắn đứng đó và tỏa ra khí thế như biển cả mọi người vội vàng hành lễ bái kiến kỳ thiếu người này tên là mã kiến kỳ cũng không phải là người nhà họ thường mà là hậu đại của tôi tới thường ra nhưng vì cái gì hắn nắm giữ địa vị như thế bởi vì lão tổ tông của mã kiến kỳ rất phi phàm mặc dù là xuất thân tôi tớ nhưng thiên phú võ đạo kinh người hắn đã đột phá trở thành thánh nhân thánh nhân đấy ở trong đế tộc nào cũng nhận được lễ ngộ cao nhất cho nên lão tổ tông mã gia này cũng từ nô bộc biến thành khách khanh của thường gia mà mã gia nhất hệ cũng từ tôi tớ biến thành gia tướng địa vị cao thăng mặc dù địa vị của mã kiến kỳ không thể so sánh với đế tử nhưng so với người thường gia bình thường lại cao hơn không chỉ một chút hiện tại mã kiến kỳ đến hắn là giáo chủ chẳng lẽ còn không thể giải quyết tiện cầu hay sao mã kiến kỳ vô cùng ngạo mạn hắn hừ một tiếng sau đó nhìn về phía đại hắc cầu thản nhiên nói quỳ xuống dương thông đầu miệng của ngươi thật tiện đại hắc cầu móc lỗ mũi tất cả mọi người đều khịt mũi cái miệng của ngươi tiện bao nhiêu hiện tại còn nói người khác tiện vốn muốn thu ngươi làm yêu sùng nhưng ngươi đang tự tìm cái chết mã kiến kỳ nói hắn từ trước đến nay không phải người có tính tình tốt hắn khác với đế tử đế tử dự bị của đế tộc mặc dù trong thực chất rất cao ngạo coi thường người trong thiên hạ nhưng mà thời điểm liên hệ với người khác đều ân cần và hài hòa đây là hàm dưỡng nhưng mà mã kiến kỳ không có hàm dưỡng như thế bởi vì hắn cảm thấy dối trá hắn đã cao quý như vậy tại sao phải ấm áp như gió xuân với người đê tiện chết đi mã kiến kỳ xuất thủ tấn công đại hắc cầu qua giáo chủ đã tới cầu gia nhất định phải lấy ra tuyệt chiều áp đáy hòm đại hắc cầu quát lớn xem thương sinh phong hoa cước của cầu gia bành nó lại đá một cước sắc mặt mã kiến kỳ biến thành màu trắng bệch hắn vô lực té lan trên đất thân thể cong như con tôm luộc trứng đã bể nát vô cùng đau đớn mã tất cả mọi người cảm thấy khóe miệng co giật đại hắc cầu này có bao nhiêu tuyệt chiêu nếu người tới là tôn giả chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng thiên sinh thập thế chảo hay sao rất rõ ràng tu vi của tiện cầu này mạnh hơn giáo chủ nếu không nó làm sao có thể dễ dàng đá nát trắng của giáo chủ Trang bức cầu. Đúng là trang bức cầu. Rất biết trang bức. Nhưng mà, ít nhất cũng có thực lực tôn giả, cần trang bức trước mặt những tiểu nhân vật chúng ta hay không. Phẩm cách trang bức quá thấp, mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng khám phá ra diện mạo thật của Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu nghe thấy nhưng không quan tâm, nó chỉ hưởng thụ quá trình trang bức, chính mình sảng khoái là được rồi, mặc kệ người ta nói. Ai? Cần gì chứ? Nó vỗ đầu của mã kiến kỳ. Cổ gia nói với ngươi, gia chính là đại đế mạnh nhất vạn cổ ngươi còn dám xuất thủ với gia chẳng phải ngươi đang tự tìm đau khổ hay sao mã kiến kỳ hiện tại đau đớn tới mức không nói thành lời chán đổ mồ hôi lạnh như mưa căn bản vô lực nói chuyện chỉ có thể nghe đại hắc cẩu lải nhải liên miên người quá ức hiếp người không thấy trắng của người ta bể nát rồi sao hơn nữa còn bị ngươi đá nát tại sao còn mở miệng đả kích lại nói bên trong tổ địa thường ra cũng có động tĩnh hư 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 lần này có mấy bóng người bay ra lúc nhìn thấy đại hắc cầu những người này hít khí lạnh tiện thánh khốn kiếp đại hắc cầu khó chịu cái gì tiện thánh các người có biết nói chuyện hay không cửu gia chính là tiện thánh đệ nhất vạn cổ phốc người thường ra suýt phun máu té xỉu bọn họ vốn cho rằng đại hắc cầu sẽ bất mãn hai chữ tiện thánh nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại ngại hai chữ tiện thánh còn chưa đủ tiện t tiện đến mức này có thể nói xưa nay chưa từng có nhưng mà con chó này là thánh nhân trời ạ tại sao có thánh nhân đê tiện như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiện cầu như thế cũng có thể tu thành thánh nhân thiên địa không có mắt đại hắc cầu cao ngạo bảy người đi tới có một tên là thánh nhân cho nên mới nhận ra nó nhưng mà tên thánh nhân này chỉ là tam tinh đại hắc cầu thì sao ngụ tinh chênh lệch quá xa nó tự nhiên không có đặt người này vào mắt lão tiểu tử xưng tên ra đại hắc cầu nói ta phong hảo thất nguyên thánh nhân thường ra nói đi gọi lão bất tử đại đế của các ngươi ra đây cầu gia có lời muốn nói với hắn đại hắc cầu bắt đầu trang bức đại đế bá chủ một thời đại đó là uy thế cỡ nào đối với đế tộc mà nói đại đế chính là kiêu ngạo vô thượng của bọn họ cũng khắc sâu vào xương vào máu không cho phép có chút khinh nhờn đối với thường gia mà nói tứ phương đại đế vẫn chưa hóa đạo tuyên cổ trường tồn tự nhiên càng là bọn họ xem như thần minh thần minh không cho phép khinh nhờn trong thời gian ngắn tất cả mọi người giận dữ đằng đằng sát khí muốn liều mạng với đại hắc cầu thất nguyên thánh nhân không tiếp tục nói với đại hắc cầu hắn tìm kiếm khắp nơi theo tư liệu hắn biết mặc dù đại hắc cầu miệng tiện nhưng tham sống sợ chết cho nên nó tuyệt không có khả năng đi chịu chết quả nhiên ánh mắt của hắn nhìn chung quanh hắn cũng định vị được lăng hàn trước đó lăng hàn vẫn thu liễm khí tức hắn vô cùng bình thường cho nên dù là thất nguyên thánh nhân cũng không thể lướt mắt phát hiện ngay được lăng hàn hắn kêu lên trong giọng nói mang theo run rẩy thánh nhân mạnh nhất lịch sử, không giống với đại hắc cầu nổi danh nhờ vào đê tiện, lăng hàn có danh hào mạnh nhất là dựa vào thực lực, có một không hai cổ kim. Đương nhiên, trong lời đồn, lăng hàn ngang hàng với chuẩn đế, điểm ấy thất nguyên thánh nhân không tin tưởng. Ha ha, làm sao có thể, hắn cũng là thánh nhân, chẳng lẽ không biết thánh nhân kém xa chuẩn đế đến mức nào hay sao, nếu đúng là như vậy, chỉ có thể nói là do thổi phồng. Thì ra là thánh nhân mạnh nhất lịch sử giá lâm, tha thứ thường ra ta không có từ xa tiếp đón thất nguyên thánh nhân không kiêu ngạo không tự ti nói nhưng hắn đã phát ra tin tức cho người bên trong lăng hàn là thánh nhân mạnh nhất lịch sử điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ cho nên không có thánh nhân nào trong tộc có thể là đối thủ của lăng hàn nhưng mà thường thính kiếm con của đại đế đường đường chuẩn đế chẳng lẽ còn không thể chấn áp nổi một tên thánh nhân sao lăng hàn cũng không nói lời nào thất nguyên thánh nhân lộ ra vẻ mặt giận dữ lăng hàn mặc dù ngươi là thánh nhân mạnh nhất lịch sử nhưng không cảm thấy quá phách lối sao lăng hàn phất phất tay người còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta Đại hắc cẩu tiếp lời lão tiểu tử người không có tư cách nói chuyện cùng với tiểu hàn tử cút xuống đi đột nhiên nó giận dữ và nói với lăng hàn tiểu hàn tử ý của ngươi là cẩu ra không bằng ngươi sao lăng hàn giang tay ra đây chính là tự ngươi nói không có quan hệ gì với ta móa cẩu ra cắn chết ngươi đại hắc cẩu đánh tới nhìn một người một chó ta một quyền ngươi một chào người thường gia đều ngây người các ngươi là đến đùa dỡn sao nhưng đây chính là thường gia các ngươi đủ chưa sau đó thất nguyên thánh nhân cắn răng nói hắn cảm thấy đây là nhục nhã lớn nhất của thường gia lão tiểu tử người muốn ăn đòn sao đại hắc cầu tung người một cái nó đã tới trước mặt thất nguyên thánh nhân và đánh ra một chảo thất nguyên thánh nhân chỉ kiêng kỵ lăng hàn cho nên hắn cũng không sợ tiện thánh lúc này hắn xuất trưởng đánh tới xem ra cho người biết cái gì gọi là biết điều đại hắc cẩu đá một cước liêu âm thối đá vào giữa hai chân thất nguyên thánh nhân nhưng mà dù sao thất nguyên thánh nhân cũng là thánh nhân cho dù đại hắc cẩu mạnh hơn hắn hai tiểu cảnh giới cũng không có khả năng yếu đến mức bị nó đá trúng lão thánh nhân vội vàng dùng hai tay phòng bị bành một chiêu liêu âm thối đá hắn bay ra xa ầm thất nguyên thánh nhân bị đá bay ra ngoài tất cả mọi người há hốc mồm đây chính là thất nguyên thánh nhân là tồn tại gần như vô địch trong suy nghĩ của bọn họ nhưng còn bây giờ thì sao một cước đá bay ra xa bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé chỉ trong nháy mắt mà thôi thất nguyên thánh nhân đã đạp không bay trở về nhưng hai cánh tay của hắn đã biến hình thánh nhân khó giết nhưng thánh nhân cấp thấp không có khả năng ngạnh kháng thánh nhân cao dài. đại hắc cầu chiến lược mạnh hơn thánh nhân cùng giai một bậc huống chi còn mạnh hơn hai tiểu cảnh giới thất nguyên thánh nhân còn ngạnh kháng với nó đây chính là hành động tìm chết không có bị đánh chết hai tay bị phế bỏ đây đã là vận khí cực lớn sắc mặt lão thánh nhân cực kỳ khó coi thế mà hắn bị tiện cầu đánh bị thương thật là mất mặt nhưng càng quan trọng hơn là tiện cầu này còn đá vào trứng của hắn đây mới là việc hắn không nhịn được nếu không phải hắn phòng bị kịp thời có lẽ hắn chính là thánh nhân đầu tiên trong lịch sử bị đá nát trứng hắn có thể nhịn việc này hay sao làm sao có thể không giận tiện cầu hắn quát lớn dáng vẻ đang đằng sát khí đại hắc cầu duỗi một chân ra và nói sai 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 là tiện thánh đệ nhất vạn cổ tuyệt đối không nên bỏ qua hai chữ vạn cổ mẹ nó thất nguyên thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng hắn lại lao tới chém giết với đại hắc cầu lúc này hắn biết mình thực lực không bằng đại hắc cầu hắn không dám công kích cận thân mà là kéo dài khoảng cách phát động oanh tạc đại hắc cầu hoàn toàn không có để ý hắn chỉ tùy ý du đầu với đối phương lão tiểu tử thực lực ngươi không được tuổi rất cao chẳng lẽ ngươi tu luyện trên thân heo hay sao ai 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 ngươi phẫn nộ làm gì chẳng lẽ cảm thấy cậu ra nói không đúng sao đại hắc cẩu vừa đánh vừa lải nhải không ngừng thất nguyên thánh nhân ngay từ đầu còn đấu võ mồm với đại hắc cẩu về sau hắn quyết định từ bỏ chiến đấu đã mệt mỏi còn bảo hắn vắt hết óc để tìm từ mắng chửi thậm chí xuất thủ cũng chậm hơn trước không có cách đại hắc cẩu có năng lực mắng chiến quá tốt căn bản không cần trải qua suy nghĩ nhưng hắn thì khác phải nghiêm túc đáp lại nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân không có khả năng mắng chửi quá nhiều chiến được một lúc thường ra lại có cường giả xuất hiện lần này châu bò hơn thường vũ thánh nhân cửu tinh không tính vực sâu nguyên thủy thánh nhân trong đại thế giới đều rất ít mà thánh nhân cửu tinh lại hiếm như lông phượng và sừng lân không tính ẩn thế không xuất hiện có lẽ số lượng chỉ đạt hai bàn tay cho nên thường vũ là thánh nhân cửu tinh rất châu bò dừng tay hắn quát lớn thất nguyên thánh nhân vội vàng lui trở lại ở trước mặt thánh nhân cửu tinh hắn chính là một tên tiểu bối đại hắc cầu lời biếng nói không có gọi lão bất tử của các ngươi ra đại đế người không ra người quỷ không ra quỷ kia không chịu xuất hiện sao lớn mật thường vũ hừ một tiếng hắn xuất trưởng tấn công đại hắc cầu nhưng mà bàn tay hắn vừa nâng lên lăng hàn cũng xuất thủ hắn vung tay hóa giải công kích của thường vũ lăng hàn thường vũ nhìn sang hắn cao mày nói rất sớm đã nghe nói qua danh xưng thánh nhân mạnh nhất lịch sử bản thánh thật sự đầy hoài nghi hắn thân là thánh nhân cửu tinh hắn cực kỳ có quyền lên tiếng trong thánh nhân cảnh cho nên hắn xuất phát từ bản thân cho rằng thực lực lang hàn khẳng định bị thổi phồng lên mạnh nhất lịch sử ha ha thật sự cho rằng có thể tùy tiện đeo trên người sao đại hắc cẩu ho khan một tiếng tiểu hàn tử đổi cho ngươi trang bức cho mời bước vương lóe sáng đăng tràng đột nhiên tiểu thanh long lên tiếng hai tên âm hiểm lang hàn thở dài không thèm để ý hai người này hắn nói với thưởng vũ đi thử một chút, ta sẽ hành hạ ngươi hoài nghi nhân sinh. Sách, nói đầy bá khí, đại hắc cầu bình luận. Nhưng mà, bước vị càng đậm, tiểu thanh long cũng nói, thường vụ biến sắc, nhưng hắn là thánh nhân cửu tinh, lúc tuyệt địa chi chủ, con của đại đế còn chưa xuất thế, hắn là đại biểu cho quyền uy mạnh nhất. Hiện tại, hắn bị một đám tiểu tử yếu hơn trào phúng, hắn có thể không giận hay sao, đạt tới hắn cấp độ như hắn, động một tí giết người, vạn vật thương sinh với hắn như sâu kiến căn bản sẽ không để ở trong lòng tự tìm cái chết hắn xuất thủ lần nữa tấn công đại hắc cầu cùng tiểu thanh long lăng hàn lắc đầu hắn xuất ra một trường người có thể ngăn cản ta hay sao thường vũ cười lạnh thực lực thánh nhân cửu tinh bộc phát một cách hoàn toàn bành lăng hàn xuất ra một trường thường vũ bị đánh lan trên mặt đất cái gì trong thời gian ngắn người nhà họ thường kinh ngạc đến ngây người trong suy nghĩ của bọn họ mặc dù đại đế vô địch đế từ yêu nghiệt nhưng trên thực tế bọn họ cực kỳ quen thuộc với lão tổ tông này mấy chục vạn năm qua vị lão tổ tông này vẫn tọa chấn thường giao vững như bàn thạch cho nên nhìn thấy thường vũ bị một bàn tay đánh bay quả thật làm bọn họ hoài nghi nhân sinh làm sao có thể sau đó bọn họ nhìn về phía lăng hàn bức vương đây chính là bức vương trước đó tiện cầu mạnh mẽ xông tới và hấp dẫn đủ cừu hận sau đó dẫn tới thường vũ xuất thủ vốn cho rằng có thể quét ngang tất cả kết quả thì sao một bàn tay đánh hắn ngã xuống quả nhiên bức vương Sáo lộ quá sâu Đúng lúc này chỉ thấy một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh Đúng Đại hắc cầu Bành Chỉ thấy đại hắc cầu lao tới trước mặt thường vũ Nó xuất cước đá vào giữa hai chân thường vũ Ban đầu thường vũ đã hôn mê Nhưng chúng một cước này Hắn cũng từ hôn mê tỉnh lại Trực tiếp ngồi nửa người Tóc trắng phơ như sắp nổ tung Mẹ nó Quả nhiên là tiện thánh Người thường gia giận dữ Quá ghê tờm Mấy người ngoài chạy tới tổ địa thường gia diễu võ dương oai thậm chí còn đè đánh lão tổ tông của bọn họ đáng thương lão tổ tông hắn bị đá tỉnh lại khẳng định trứng đã bể nát tiện cầu quá đen nhưng vấn đề là lão tổ tông cũng bị đánh bại bọn họ có thể làm gì nhị tổ bọn họ đều kêu lên nhị tổ thường thính kiếm chuẩn đế oanh một đạo khí thế đáng sợ quét qua quả nhiên thường thính kiếm xuất hiện hắn không thể không ra trừ hắn ra còn có ai có thể ngang hàng lăng hàn lăng hàn người thật to gan lớn mật thường thính kiếm từ tốn nói hắn tràn đầy tự tin. Đây chính là tổ địa thường gia, tứ phương đại đế đang nằm khôi phục tại nơi này, cho nên, mặc kệ lăng hàn người nắm giữ chiến lược chuẩn đế thì như thế nào, tất nhiên cũng tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn chỉ có con đường chết. Ha ha, lá gan của ta luôn rất lớn, lăng hàn không khách khí thừa nhận. Nhưng mà, lần này ngươi tự tìm đường chết, thường thính kiếm lập tức bổi thêm một câu. Ô, lăng hàn lắc đầu, sau đó nhìn sang đại hắc cầu. Lúc này, ta nên trả lời thế nào mới có thể trang bức t đại hắc cầu hít khí lạnh lộ ra thần thái chấn kinh đường đường bước vương thế mà còn thỉnh giáo trang bức với cầu ra như vậy mới trang bức mạnh hơn tiểu thanh long cũng gật đầu ai hai người này thường thính kiếm giận dữ hắn quát lăng hàn người đã quên mất đây chính là tổ địa thường gia ta mà phụ thân ta còn sống à người nhận quỷ thành phụ thân sao lăng hàn kỳ quái nói người không biết lão tử của ngươi đã sớm chết từ lâu rồi sao hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ nửa đêm đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp thường thính kiếm không thể kìm được hắn thét dài một tiếng và xông lên chém giết với lăng hàn đại đế không cho phép kẻ khác khinh nhờn hắn giết tới gần một trưởng như thiên đao lăng hàn bật cười một tiếng ngươi thật sự có dã tâm rất lớn khai chiến ở đây không sợ đánh nát tinh cầu hay sao thường thính kiếm vừa mới ra tay đã thu trở lại nhưng mà Cưỡng ép thu chiêu trong trạng thái này sẽ tạo thành đả kích không nhỏ lên người hắn. Ngực của hắn phập phồng, kém chút đã phun máu tươi ra ngoài. Hèn hạ, vô sỉ. Rất bị ổi, đám người thường ra giận điên người, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, Thường Thính kiếm cưỡng ép thu hồi công kích đã nhận bao nhiêu đả kích, quả nhiên tiện thánh, cả hai đều là thế, Thường Thính kiếm áp chế xúc động xuất thủ, hắn điềm nhiên nói, lên trời cao đánh một trận. Vì cái gì ta phải nghe ngươi?" Lăng Hàn cười nói, nói giỡn ta đến đập phá quán lên trời ta đập thế nào cái này đạo lý thật tốt giống như hắn đi tới tứ nguyên tinh khai chiến với lăng hàn hắn cố kỵ cái gì hay sao hắn sẽ không tại sao bây giờ giống hắn cầu lăng hàn như thế nhưng mà chuẩn đế quá mạnh cho dù đại đế xuất thủ cũng không có khả năng đánh bại hắn trong một chiêu như vậy chỉ cần có chút chấn động cũng dễ dàng phá hủy một tinh cầu cái này ngươi cũng biết điểm ấy cho nên mới dám tới đây từ đó tứ phương đại đế sợ ném chuột vỡ bình sao Lăng Hàn, ta cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới lại là kẻ hèn hạ như thế. Hừ, cái gì thánh nhân mạnh nhất lịch sử có tiếng không có miếng, thường thính kiếm dùng phép khích tướng." Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. "Ngươi nói không sai một chút nào, ta cũng không phải thánh nhân mạnh nhất lịch sử." "Ồ, tất cả mọi người im lặng, ngươi đều không biết xấu hổ như vậy, đúng là tiện vô địch." Nhưng Lăng Hàn nói tiếp. "Ta chính là đại đế mạnh nhất lịch sử." Khốn kiếp, mọi người cảm thấy khóe miệng co giật hắn và đại hắc cầu đều là một khuôn khắc gia hay sao đều không biết xấu hổ tới cực hạn ngươi xem mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn không phải là thánh nhân mạnh nhất lịch sử kết quả người ta ra mặt dày đến mức tự xưng đại đế mạnh nhất lịch sử đối mặt loại người này mở miệng công kích có thể hữu hiệu không chính mình có muốn bị tức chết hay không thường thính kiếm cũng không cách nào mặc dù tu vi của hắn có tiến bộ nhưng hoàn toàn không còn nắm chắc chiến thắng lăng hàn một khi khai chiến hai người có khả năng rằng co với nhau kể từ đó tinh cầu này còn tồn tại hay sao cho dù được đại đế gia cố quá như vậy chỉ có thể gánh vác thánh nhân oanh kích chuẩn đế là khái niệm khác nhau trong thời gian ngắn thường thính kiếm không biết nên đánh trả như thế nào nhưng chẳng lẽ nhìn ra hỏa phách lối này càn rỡ hay sao đế tộc còn mặt mũi nào sống nữa hắn là chuẩn đế biết giấu mặt vào đâu tứ vương đại đế không cần mặt mũi hay sao tốt rồi người muốn chiến như vậy vậy thì đến đánh đi lang hàn thả người bay vào trong tinh không mặc dù Thường thính kiếm không biết lăng hàn tại sao muốn nhượng bộ, nhưng mà, đây là việc hắn cầu mà không được, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn vội vàng bay lên không trung Xem ngươi còn biết xấu hổ, ta tận lực lưu ngươi toàn thây hắn từ tốn nói. Chỉ bằng ngươi, lăng hàn cười nói, câu nói nói để khinh miệt, nhưng mà thường thính kiếm lại vô lực phản bác, hắn thật sự không có khả năng chiến thắng lăng hàn, huống chi là đánh chết. Ngươi chưa có quên, nơi này còn có một đại đế, thường thính kiếm cao ngạo nói. Ách không đánh dấu ngoặc kép hay sao lăng hàn nghi hoặc khốn kiếp thường thính kiếm hết lớn một tiếng hắn xông lên chém giết lăng hàn hắn không thể chịu đựng nổi lăng hàn ô nhục phụ thân của mình oanh 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 chuẩn đế phát uy khủng bố vô biên lực lượng đáng sợ sôi trào tinh cầu gần đó đều sụp đổ may mắn bọn họ cách tinh cầu của thường gia đủ xa nếu không cho dù khai chiến trong tinh không kết quả vẫn không thay đổi nhà thực lực tiến bộ không nhỏ lăng hàn tiện tay ngăn cản hắn vừa đánh vừa phê bình mặc dù đây là một câu tán thưởng nhưng lại làm cho thường thính kiếm tức giận đây là khẩu khí gì ngươi cho rằng ngươi là chồng bối của ta sao ngươi cho rằng ta hoang phế suốt nhiều năm qua hay sao thường thính kiếm cười lạnh hắn xuất thủ càng nhanh hắn đã bước vào chuẩn đế tam tinh thức tỉnh thân thể ba lần hắn cũng tiến bộ trong việc nắm giữ quy tắc cửu tinh một mảng lớn chiến lược kinh người hắn cường thấy tiến mạnh đè đánh lang hàn nhị tổ uy vũ nhị tổ bá khí bên dưới người thường ra thông qua tinh võng nhìn thấy rõ ràng người nào cũng kích động hưng phấn kêu to lên chiến lược cấp chuẩn đế cả đời có thể nhìn thấy mấy lần huống chi nhị tổ của bọn họ còn chiếm căn cứ thượng phong tuyệt đối cho nên bọn họ càng lúc càng kích động nhị tổ vô địch nhị tổ bệnh trĩ ngay lúc này một giọng nói ung dung vang lên rõ ràng âm thanh không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng giống như có thể xuyên não mẹ nó là ai đang quấy rối mọi người quay đầu nhìn sang chỉ thấy đại hắc cầu xuất hiện sau lưng của bọn họ một cái móng vuốt đang gãi quần lót sắt gần nhất hơi táo bón tại sao bệnh trĩ lại phát tác đúng lúc như vậy tiện tiện cầu hiện tại thường thính kiếm đang áp chế lang hàn uy vũ bá khí mười phần người người phấn chấn Nhưng một con tiện cầu lại nói năng lỗ mãng hoàn toàn phá hủy bầu không khí ai có thể nhẫn nhưng mà tiện cầu này chính là thánh nhân trời xanh không có mắt đại đa số người đều bực bội nhưng không dám nói cho dù là thất nguyên thánh nhân cũng còn sợ hãi Tiện cầu này chuyên môn đá hạ bộ của người khác, người xem. Lão tổ tông hiện tại đang che bụng dưới, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhẫn nhịn đã, chỉ cần tiêu diệt Lang Hàn, như vậy bọn họ có thể tùy ý thu thập tiện cầu. Lão hắc, nếu như ánh mắt có thể giết người, người đã sớm chết mấy trăm lần. Tiểu Thanh Long nói lời châm chọc. Phi, đại hắc cầu phì một tiếng. Bọn họ đang sùng bái bổn tọa, là con nít không hiểu chuyện. Thấy đại hắc cầu không biết xấu hổ như vậy, người thường ra suýt nữa muốn liều mạng, quá ghê tởm trong tinh không thường thính kiếm đang kịch chiến với lăng hàn đương nhiên cái gọi là kịch chiến là mọi người đang nhìn hắn hiện tại rất sảng khoái chính mình có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối đè đánh lăng hàn hắn càng tự tin là con của đại đế vô địch dù sao lăng hàn chỉ là phàm nhân đã nhiều năm như vậy hắn đi càng xa trên con đường chuẩn đế đã tu ra một tia quy tắc cửu tinh rốt cục chính thức có được quy thế của chuẩn đế đã không phải chỉ là người mới đột phá chuẩn đế năm đó cho nên lăng hàn không phải là đối thủ của hắn Lăng Hàn, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, hắn từ tốn nói. Đáng tiếc là, ngươi đến nhầm địa phương, đây chính là thường gia, hắn nói lời này thông qua tinh võng, được mỗi một tên tộc nhân thường gia nghe được, tất cả đều hưng phấn kích động không nhỏ. Thường gia, vô địch, bọn họ có đại đế tọa chấn, dưới có chuẩn đế, chỉ cần thiên địa cho phép, lúc nào cũng có thể xuất hiện đại đế thứ hai, một nhà có hai đại đế, từ xưa đến nay chưa từng có, bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo, vì là người thường gia, cương mặt của bọn họ đều ửng hồng, có cảm giác kích động khó nói thành lời. và lúc này bọn họ nguyện ý xông pha khói lửa vì gia tộc, có chết cũng không hối hận. a, à, các ngươi xem, đó là cái gì? đột nhiên có người kinh hô. bọn họ thông qua tinh võng nhìn thấy một chấm đen đang nhanh chóng tiếp cận lăng hàn cùng thường thính kiếm. thất nguyên thánh nhân vội vàng tiến hành thao túng, cũng điều chỉnh góc độ của thiên nhãn trên tinh võng, cũng nhìn thẳng vào chấm đen nhỏ kia. chỉ trong nháy mắt chấm đen nhỏ đã phóng đại và biến thành thạch đầu nhân to lớn tất cả mọi người kinh ngạc tại sao lại giết ra một tên thạch đầu nhân ngao 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 thạch đầu nhân đã giết tới nó phát ra thần thức chấn động nó hưng phấn lao tới tấn công nó là cảm ứng được nơi này có chiến đấu chấn động mới chạy tới lúc nhìn thấy lăng hàn đang kịch chiến với người khác thì nó không nhịn được nó cũng sẽ không để ý thực lực của đối thủ nếu như lăng hàn đều không địch lại vậy nó đi lên làm gì đối với tên to con này chiến đấu là không cần lý do oanh nó xuất ra một quyền một quyền đánh thẳng vào thường thính kiếm mẹ nó trong nháy mắt lông tơ của thường thính kiếm dựng đứng khốn kiếp đây là quái vật gì thế này tại sao lại có chiến lược đáng sợ như thế hắn vội vàng thả người né tránh uy lực một kích này đạt tới cấp bậc chuẩn đế bát tinh nếu hắn dám đón đỡ chết khẳng định không chết nhưng có lẽ sẽ bị thương thậm chí trọng thương ngao thạch đầu nhân hương phấn xông thẳng về phía thường thính kiếm lần này thường thính kiếm buồn bực mẹ nó ngươi không thấy lang hàn càng gần ngươi hay sao vì cái gì ngươi không đánh gần lại đuổi theo đánh xa lại nói ngươi xuất hiện từ nơi nào chuẩn đế cũng không phải củ cải trắng tùy tiện có thể xách ra một cái hắn vẫn cảm thấy không hiểu hắn lại cảm thấy khiếp sợ lang hàn cũng sững sờ cười nói đại thạch ngươi làm như vậy ta làm sao trong bước được thạch đầu nhân lập tức dừng tay sau đó dùng tay sờ đầu tỏ vẻ ngây ngốc nhưng trọng lượng của nó thật đáng sợ cho dù chỉ ma sát với nhau cũng sinh ra sóng xung kích kinh người, cũng làm không gian chung quanh bị nhiễu loạn. Trời ơi, thường thính kiếm lập tức há to mồm, cái gì, thạch đầu nhân này là chuẩn đế, thế mà lại cùng một bọn với Lăng Hàn. Hơn nữa, còn rất nghe lời Lăng Hàn, mẹ nó, mẹ nó, hắn làm sao tin tưởng, một thánh nhân lại có thể thu phục sinh linh chuẩn đế. Trong lúc thời gian ngắn, đầu óc của hắn hỗn loạn, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, cười nói, tốt rồi, nếu ngươi đã đến, cứ tiếp tục đánh đi, thạch đầu nhân gào lên, nó lại xông thẳng về phía thường thính kiếm việc này càng làm thường thính kiếm im lặng ngươi là chó sao tại sao nghe lời như vậy đường đường chuẩn đế thế mà còn phải nghe lệnh của người khác ngươi không có chút xíu tự tôn hay sao thế nhưng mà hắn không còn thời gian suy nghĩ vấn đề này thạch đầu nhân giết tới chiều chiều bá đọa mạnh mẽ thực lực chuẩn đế cửu tinh hiền lộ hết thường thính kiếm ngăn cản cũng khó khăn hắn nào dám phân tâm lăng hàn nhìn một lúc cũng cảm thấy nhàm chán hắn hiện tại đã có chiến lược đại đế chuẩn đế cấp chiến đấu trong mắt hắn không khác gì trò đùa nhưng mà người thường ra ở xa xa lại khiếp sợ vừa rồi nhị tổ của bọn họ còn uy phong bát diện đè ép lăng hàn nhưng còn bây giờ thì sao hắn bị tảng đá đánh không có lực hoàn thủ chật vật như thế cái này cái này cái này lăng hàn có giúp đỡ mạnh như thế sao giới thiệu một chút nó là đại thạch là tối tớ của tiểu hàn tử nhà ta đại hắc cầu am hiểu nhất chính là công kích tinh thần cũng trang bức thay lăng hàn cái cái gì trong thường gia mặc dù thánh nhân ít đến thương cảm nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhận định sự thật thạch đầu nhân chính là chuẩn đế không thấy nhị tổ đều bị đè đánh sao nhưng đường thường chuẩn đế mang theo một chữ đế tại sao lại biến thành tôi tớ của người khác nói gì nghe nấy đi theo làm tùy tùng bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được nhưng mà sự thật bày ra ở trước mắt bọn họ không tin cũng phải tin tưởng trời ạ à, có người có thể thu phục chuẩn đế cho dù là đại đế cũng có thể làm được hay sao nhưng hết lần này tới lần khác lăng hàn cũng chỉ là thánh nhân chẳng lẽ đây là thiên mệnh sở quy sao trong lúc thời gian ngắn người thường ra nổi điên không có cách nhị tổ đang bị người ta đánh mà lăng hàn yêu nghiệt vượt qua đại đế ghê tởm thường thính kiếm hét lớn một tiếng cuối cùng hắn lấy ra át chủ bài đế binh hằng long chùy ông hắn thức tỉnh đế binh hằng long chùy tỏa ra hào quang vô tận đế uy tràn ngập đây chính là chiến lược cấp đại đế bành chỉ một kích thạch đầu nhân bị nện bay ra ngoài nhưng thể phách của nó quá mạnh mẽ, cho dù bị đế binh đánh chính diện cũng chỉ rơi vào cục đá nhỏ. Lần này, cho dù là thường thính kiếm cũng sợ ngây người. Ngươi, ngươi là thân thể gì? Quá biến thái. Bành, 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 thạch đầu nhân bị oanh kích liên tục, hắn bị thường thính kiếm đánh lui trở về nhiều lần. Truyền đế muốn ngạnh kháng chính diện với đế binh, phải làm như thế nào mới có khả năng vượt qua? Nếu không phải thạch đầu nhân thể phách cường hoành đến không tưởng tượng nổi, nó đã sớm bị đánh thành cạn bã nhưng thể phách của thạch đầu nhân còn mạnh hơn cả khô lâu thánh binh đế binh cũng chỉ có thể ngăn cản muốn oanh sát độ khó quá cao thường thính kiếm im lặng hắn cũng là chuẩn đế trong tay cầm đế binh thế mà không làm gì được một tên chuẩn đế khác phải biết thạch đầu nhân đối kháng chính diện với hắn cũng không phải đánh du kích cho nên thường thính kiếm cảm thấy lòng tin bị đà kích lớn trên đời này thì ra vẫn còn tồn tại biến thái như vậy dù sao hắn cũng là con ruột của đại đế tâm tính đương nhiên hơn người sau khi chán trường một lúc sẽ tỉnh táo lại giết không được thạch đầu nhân nhưng lăng hàn thì sao lăng hàn cũng có thể phách biến thái như vậy sao dù lăng hàn cũng có đế binh nhưng hắn chỉ là thánh nhân làm sao có thể làm cho đế binh bảo trì trạng thái thức tỉnh liên tục được cho dù là như thế đế binh đấu đế binh hắn vẫn có thể áp chế lăng hàn chỉ cần bắt lấy lăng hàn tất cả đều không thành vấn đề giết hắn đã quyết định chú ý lập tức không còn do dự hắn lập tức lao về phía lăng hàn đế binh mở đường hắn không đô địch nổi nhị tổ bên dưới người thường gia nhìn thấy ai cũng hưng phấn chỉ cần giết lăng hàn thạch đầu nhân mạnh hơn cũng là tồn tại vô chủ còn không bị thường gia gặm chết sao lại nói nếu thật chọc giận thường gia bọn họ còn có một đại đế đấy tiêu diệt lăng hàn giết đại hắc cẩu và tiểu thanh long nhìn nhau cả hai đều cười cợt các người tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ oanh thường thính kiếm đã cầm chùy lao về phía lăng hàn Chuẩn đế cộng thêm đế binh uy lực sẽ khủng bố cỡ nào bành chỉ thấy lăng hàn vung tay lên thường thính kiếm và đế binh bị đánh bay ra ngoài trời ơi trong thời gian ngắn người thường ra cảm thấy đầu óc mơ hồ cái gì tình huống như thế nào hả không đúng đây chính là nhị tổ trước đó còn đè đánh lăng hàn không có lực hoàn thủ tại sao chỉ trong nháy mắt hắn và đế binh bị đánh bay ra xa đây là nằm mơ hay mắt của bọn họ xảy ra vấn đề đúng chắc chắn là ảo giác nhưng nhìn lại vẫn như thế thường thính kiếm bị đánh bay bành 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 hắn đụng nát một tinh thể nhưng vẫn chưa dừng lại ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn lầm nhưng tinh võng sẽ không đây là tinh võng trực tiếp tại sao có thể bị ảo thuật ảnh hưởng trời ơi người thường ra đều muốn ôm đầu kinh hô cái gì thế này chỉ là thánh nhân lại có thể đánh bay chuẩn đế và đế binh còn có thiên lý còn có vương pháp sao cạc 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 chấn kinh không đại hắc cầu cười quái dị đây chính là tiểu đệ của cầu gia tiểu đệ đã lợi hại như vậy các ngươi có thể tưởng tượng cầu ra lợi hại đến mức nào cơ hội khó được nó là ra hỏa thích trong bức không có ai để ý tới nó người thường ra nhận xung kích quá mạnh làm sao có thể làm sao có thể trong tinh không Lăng hàn không tiếp tục xuất thủ nhưng thạch đầu nhân lại đuổi theo lúc này thường thính kiếm đã nằm ở trạng thái nửa hôn mê đế binh chỉ đạt cấp thứ 8, nhưng Lăng hàn đã có thực lực cấp thứ bảy người dùng chiến lược cấp thứ 8 đấu cấp thứ bảy quá ngây thơ dưới tinh võng quan sát chỉ thấy thạch đầu nhân rơi chân đạp vào hạ bộ của thường thính kiếm cho dù cách xa xôi như thế tất cả mọi người không tự chủ kẹp hai chân lại đây chính là chuẩn đế cú đá này mang theo lực lượng đáng sợ cỡ nào cho dù là mặt trời cũng bị đá nát a à, thường thính kiếm bị đau tỉnh lại chỉ thấy một bàn chân to lớn đá vào hạ bộ của hắn trứng bể nát hắn đường đường chuẩn đế con của đại đế thế mà bị người ta đá bể trứng thường thính kiếm điên rồi hắn cầm hàng long chùy tấn công thạch đầu nhân như điên đại hắc cầu thì thào A à, đại thạch học trộm tuyệt chiêu của ta, nó tràn đầy hâm mộ. Mặc dù mình đã bể trứng của thánh nhân cửu tinh, nó đã sáng tạo ra ghi chéo, nhưng mà thạch đầu nhân đá bế trứng của chuẩn đế ghi chép của nó đã bị phá. Ai nó phải mạnh lên, cũng mặc đồ lót mẫu kim đá bể trứng của đại đế. Tiểu thanh long cảm thấy khóe miệng co giật, người vẫn mặc sắt đồ lót kỳ thật chính là vì phòng ngừa bị người ta đá bể trứng sao? Người có thủ án gì với trứng sao? Cần thiết hay không? Thường thính kiếm vừa tỉnh tới tình huống đã khác biệt dù bị đá bể trứng cũng chỉ bị thương nhẹ dù sao tay cầm đế binh hắn vẫn yếu thế nhưng cũng có thể áp chế thạch đầu nhân hắn cất bước đi tới khoảng cách ngàn dặm trước mặt lăng hàn người người thành tựu đại đế hắn dùng giọng điệu sợ hãi nói ra nếu không tại sao hắn và đế binh bị đánh bay xa như thế đế vô địch cái gì nghe nói như thế người thường ra bên dưới chấn kinh đến rối tinh rối mù chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt trước đó mặc dù nhìn thấy nhị tổ bị đánh bay nhưng bọn họ vẫn không muốn tin đây là sự thật ha ha tại sao có thể chứ giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tân đế thế nhưng mà nhị tổ đã nói như vậy còn có thể giả hay sao lăng hàn lắc đầu nếu như ta thành đế ta một tay cũng có thể đánh lão tử của ngươi thành thịt vụn chuẩn chuẩn đế thường thính kiếm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng hắn cũng không có ý kiến khi lăng hàn khinh thường phụ thân mình hắn rất giật mình lăng hàn cũng như hắn đã là chuẩn đế nhưng tại sao có chuẩn đế châu bò tới mức này một bàn tay đánh bay đế binh đây chính là chiến lược đại đế cùng là chuẩn đế vì cái gì ngươi lại ưu tú như vậy không sai lăng hàn gật đầu nhận được lăng hàn khẳng định đáp án sắc mặt của thường thính kiếm càng khó coi thật lăng hàn chỉ là chuẩn đế trên đời này lại có chuẩn đế cường đại như vậy hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó lăng hàn đã từng nói mình là đại đế mạnh nhất lịch sử nếu như lăng hàn thành đế thật có khả năng đạt được danh hiệu này trong nháy mắt sát khí của hắn rực cháy tuyệt đối không thể để lăng hàn bước ra một bước cuối cùng nếu không có ai là đối thủ của lăng hàn hắn phát ra thần niệm bắt đầu thức tỉnh phụ thân của mình tứ phương đại đế quanh năm ngủ say đây là bảo trì thực lực nếu không mỗi khi hắn hành tàu trên thế gian thực lực của hắn sẽ trôi qua một chút nhưng bây giờ vì đánh giết lăng hàn hắn không thể không thức tỉnh tứ phương đại đế oanh lập tức một luồng khí tức đáng sợ bộc phát đế uy vô tận tỏa ra đại đế xuất thế đại đế đế tổ trong thời gian ngắn người thường ra vô cùng kích động trong nháy mắt đã khôi phục tự tin lăng hàn ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào có thể trở thành đối thủ của đại đế hay sao thường ra bọn họ chính là đế tộc tứ phương đại đế xuất thế nhưng toàn thân của hắn bao phủ trong sương mù màu xám căn bản không thấy rõ dáng dấp lăng hàn cũng không cần thấy rõ hắn biết rõ đối phương là thây khô mặc cho người khi còn sống anh tuấn bất phàm uy vũ hùng tráng chỉ khi nào thành thây khô có ai nhìn nhiều quả nhiên người thành phiền toái lớn nhất của chúng ta tứ phương đại đế nói giọng nói như sấm sét lang hàn đứng chắp tay thản nhiên nói nếu như ta nói cho ngươi biết những đại đế các ngươi chờ đợi ước vạn năm chỉ là công dã tràng là bị người khác đùa giỡn không biết ngươi có tin hay là không ha ha ngươi cho rằng bản đế sẽ tin sao tứ phương đại đế từ tốn nói quả là thế lang hàn liền biết muốn cho những đại đế này tin tưởng để dương gian âm phủ hóa sẽ biến thành hủy diệt đừng nói trường sinh có thể làm tu vi tiến thêm một bước cũng khó khăn chỉ khi nào những đại đế này tin tưởng lại trải qua ước vạn năm mưu đồ còn muốn bọn họ cải biến suy nghĩ còn khó hơn lên trời đại đế không có chủ kiến sao chẳng những có hơn nữa còn vô cùng cố chấp cho nên một khi bọn họ nhận định có chín chân long cũng kéo không quay đầu lại lăng hàn cười nói ta chỉ thuận miệng nói cũng không bảo các ngươi tin tưởng ha ha ta còn thực sự có chút mâu thuẫn một phương diện ta rất muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của các ngươi nhưng một phương diện khác ta lại không thể nhìn các ngươi hủy thế giới này chỉ bằng ngươi tứ phương đại đế nói mặc dù ngữ khí bình thường nhưng mang theo sen thường chỉ bằng ngươi đủ tư cách sao nhưng hắn là đại đế mà bọn họ có tới 12 vị đại đế lăng hàn gật đầu chỉ bằng ta câu nói này hắn nói năng khí phách hảo khí ngập trời mặc dù người thường ra khó chịu lăng hàn nhưng đối mặt với lời này bọn họ cũng phải bội phục đáng tiếc chú định là địch ngươi chỉ có chết nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì ta tiễn ngươi lên đường. Tứ phương đại đế xuất thủ, chỉ thấy trong sương mù xám xuất hiện một bàn tay bắt lấy lăng hàn. Cút, lăng hàn quát một tiếng, bành, bàn tay vỡ nát. Cái gì? Người thường ra khiếp sợ, có mấy người tay chân lạnh buốt, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Đại đế xuất thủ, thế mà cũng vô công. Cái này, người mới là chuẩn đế, thật sự nghịch thiên hay sao? Tứ phương đại đế cũng không nghĩ tới, người có thể thành đại đế, có người nào không phải thiên tài tuyệt tình nhưng hắn thời điểm chuẩn đế cũng có chiến lực như vậy, cho nên hắn cũng phải chấn kinh, cũng không dám tin. Quy lực của chuẩn đế có thể cường đại đến thế, nếu Lăng Hàn trở thành đại đế, cho dù là 12 đế bọn họ tiến thêm một bước, thu được vĩnh sinh chân chính, bọn họ dùng toàn lực cũng có thể ngăn cản tên biến thái này. Lúc này, tứ phương đại đế không đưa ra phán đoán, dù sao, cấp thứ tư mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có khái niệm, tứ phương đại đế xuất thủ lần nữa, người có thể thành đại đế đều có ngạo khí vô song. Oanh, oanh oanh từng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống nhưng lăng hàn chỉ chắp tay sau lưng hắn hoàn toàn không có để trong lòng chỉ cần mở miệng quát lên một tiếng một bàn tay sẽ tự động vỡ nát nhìn đến đây mọi người không thể không thừa nhận lăng hàn thật sự nắm giữ chiến lược chuẩn đế yên tâm đế tổ còn không có toàn lực ứng phó có người trấn an nói đúng đây không phải thực lực chân chính của đế tổ tất cả mọi người đều gật đầu lăng hàn thét dài một tiếng phát động phản kích tứ phương người chỉ có chút thực lực này lăng hàn cười nói cường thế đánh tới một quyền mang theo 99 đạo quy tắc bát tinh sau đó bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp ban đầu quy tắc bát tinh không thể ngang hàng với đại đế nhưng bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp sẽ có hiệu quả khác nhau bành lăng hàn đấu với tứ phương đại đế không phân cao thấp đối kháng chính diện chuẩn đế hoàn toàn không thua đại đế trời ạ à, tất cả mọi người ôm đầu dù biết rõ đây cũng không phải là trạng thái mạnh nhất của tứ phương đại đế nhưng bọn họ cũng phải khiếp sợ oanh 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 hai chiến lược đại đế liều mạng căn bản không cần đế thuật bởi vì bọn họ chính là đế mỗi một chiêu mỗi một thức đều tỏa ra uy năng đại đế chiến đấu như thế dù là chuẩn đế cũng không có tư cách tiếp cận thiên nhãn phải nhìn từ thật xa sợ bị chiến đấu lan đến gần bằng không nó cũng bị đánh nổ mọi người tự nhiên nhìn không rõ ràng thậm chí không thể nhìn thấy bóng người chỉ có thể thông qua từng tinh cầu nổ tung mà phán đoán chiến đấu người đúng là bất phàm tứ phương đại đế nói từ đáy lòng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi này thật sự là yêu nghiệt chỉ là chuẩn đế đã có thể ngang hàng đại đế mặc dù hắn không phải trạng thái mạnh nhất lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn thăng cấp chiến lực lên lần nữa năng lượng hủy diệt đại đạo quang oanh hai tấm át chủ bài đồng thời dùng ra đại đế cũng không dám đón đỡ bởi vì sẽ bị trọng thương thậm chí bị oanh sát tứ phương đại đế lui lăng hàn từng bước ép sát phượng dực thiên tường lướt qua tốc độ của hắn còn nhanh hơn đại đế một tia dù chỉ một tia cũng đầy đủ mang ý nghĩa tứ phương đại đế không có khả năng chạy trốn được cái cái gì bởi vì bắt đầu truy đuổi lẫn nhau thiên nhẫn không thể nhìn rõ ràng mặc dù tốc độ của đại đế nhanh nhưng thường gia bố trí thiên nhãn khắp vũ trụ luôn có thể thỉnh thoảng bắt được hình ảnh lúc hình ảnh truyền về thường gia mỗi một người thường gia đều ảm đạm đế tổ thế mà không địch lại lang hàn trời ạ à! trên thực tế tứ phương đại đế chỉ tạm tránh mũi nhọn cũng không có thua nhưng mà đường đường đại đế bị một tên chuẩn đế ép chạy Việc này có khiếp sợ toàn bộ vũ trụ hay không? Oanh, 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 Lăng Hàn vận dụng năng lượng hủy diệt trong một quyền của hắn, sóng xung kích khắc ám có thể hủy diệt cực mạnh, Tứ phương đại đế chỉ có thể tránh né. Tứ phương đại đế cố thoát khỏi Lăng Hàn, kéo dài khoảng cách và phát động oanh kích, nhưng mà, chiến lược của hắn hiện tại tương đương với Lăng Hàn, lại thêm kiên kỵ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn làm sao có thể trở thành đối thủ của Lăng Hàn? Hắn chật vật không chịu nổi, mệt mỏi trốn tránh đây chính là một đại đế tứ phương đại đế đã nổi giận đế uy không thể khinh nhờn oanh sương mù quấn quanh hắn biến mất hiện ra một bộ thân thể khô héo trong nháy mắt tiếp theo cỗ thân thể này như được rót nước vào thân thể trở nên đầy đặn một nam tử trung niên hào hoa phong nhã xuất hiện trước mặt lăng hàn có một cảm giác bá khí không cách nào hình dung giống như chỉ cần hắn nhíu mày cũng có thể làm toàn bộ tinh không sụp đổ đây mới thật sự là tứ phương đại đế oanh tứ phương đại đế đánh ra một quyền giống như toàn bộ tinh cầu trong tinh không tập trung vào một quyền này kinh khủng đến mức không cách nào hình dung cấp thứ năm trừ đại đế trong vực sâu nguyên thủy không nói chiến lược cấp thứ năm chính là lực lượng mạnh nhất ở bên ngoài đại đế cũng chỉ có thể tu đến quy tắc cửu tinh viên mãn đây là thiên địa hạn chế muốn đột phá cấp thứ tư như vậy chỉ có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy nắm giữ một loại như sinh mệnh tử vong sáng tạo hủy diệt trong bốn yếu tố nhưng mà Hiện tại đại đế trong vực sâu nguyên thủy đã qua thọ nguyên cực hạn từ lâu, toàn bộ nhờ yếu tố sinh mệnh nơi đó mới lấy tiếp tục sống sót, căn bản không có khả năng rời khỏi vực sâu nguyên thủy, cho nên nói, chiến lược mạnh nhất bên ngoài chính là cấp thứ năm. Oanh, một quyền này đánh tới, bá khí vô song, Lang Hàn không chút do so dự, hắn xoay người rời đi. xèo hắn lập tức quay về tổ tinh thường ra, cũng mang theo đại hắc cầu, Tiểu Thanh Long và Thạch Đầu Nhân trong tinh không, sau đó dưới chân tỏa ra kim quang đại đạo và rời đi ta không đánh tứ phương đại đế giận dữ hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong người lại chạy như vậy sao được trong nháy mắt hắn hiểu ra sách lược của lăng hàn đối phương cố ý ép hắn dùng trạng thái mạnh nhất sau đó hắn không thể làm làm gì phải biết dương gian hiện tại đã gần như bị âm phủ hóa hắn không thể hấp thu sinh mệnh tinh khí một khi thoát ra khỏi trạng thái này chiến lược của hắn sẽ rơi xuống đến mức nào cho dù hắn có thể hao tổn một lần liên tục mấy lần tiến vào trạng thái mạnh nhất hắn vẫn ăn không tiêu một khi số lần biến thân tiêu hao sạch sẽ như vậy hắn tính là cái gì tứ phương đại đế nổi giận gầm lên một tiếng hắn nhanh chóng đuổi theo lăng hàn hắn đã trả cái giá lớn như vậy hắn nhất định phải chém giết lăng hàn mới được nhưng mà mặc dù hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất tốc độ có tăng lên nhưng chỉ một tia mà thôi so ra còn kém lăng hàn không biết bao nhiêu lần hắn đuổi không kịp lăng hàn lăng hàn cũng không thể bỏ rơi hắn hai chiến lược đại đế xuyên thẳng qua tinh không vũ trụ lớn như thế trong mắt bọn họ lại biến thành nhỏ bé đến đầu biên giới bên kia chỉ mất thời gian nửa giờ trong truy kích như thế tứ phương đại đế cũng thông báo các đại đế khác tiến hành hợp kích cũng khó có khả năng căn bản không thể xác định được vị trí cứ như vậy tứ phương đại đế truy kích ba ngày hắn không thể không từ bỏ hắn sắp đạt tới cực hạn hắn không thể tiếp tục bảo trì trạng thái như thế lang hàn cũng không có truy kích hắn tìm tinh cầu ngồi xuống khôi phục dù sao hắn bị một đại đế truy sát trong quá trình này cũng có giao thủ vài lần hắn nhận lấy xung kích cực lớn sau khi nghỉ ngơi thật tốt lăng hàn lại đi tới tổ tinh thường gia lần nữa a à, hắn phát hiện nơi này biến thành tử tinh khắp nơi đều là thây khô tất cả đều bị hấp thu sinh mệnh tinh khí nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy thi thể đám người thường thính kiếm thường vũ hắn hiểu ra sau khi tứ phương đại đế trở về vì bảo trì sức sống hắn không thể không thôn vệ sinh mệnh trên tinh cầu này đương nhiên tộc nhân trọng yếu của thường gia đều may mắn thoát khỏi sau khi khôi phục một chút tứ phương đại đế đã mang theo tộc nhân rời đi dứt khoát từ bỏ tổ tinh này không có cách hắn sợ lăng hàn ngóc đầu trở lại chỉ cần bị lăng hàn ép tiến vào trạng thái mạnh nhất vài lần chờ đợi hắn chính là tử vong người có thể thành đại đế đương nhiên quả quyết lăng hàn cảm thấy thất vọng hắn thật sự muốn mài chết tứ phương đại đế nhưng người ta không ngốc tiểu hàn tử ngươi làm cho một đại đế chạy trốn phần chiến tích này quả thật vang động vạn cổ trói lọi muôn đời cho nên sau này đừng có cao có bằng không cầu ra sẽ cảm thấy người trang bức quá độ đại hắc cầu nói ách tốt lăng hàn khôi phục tinh thần chúng ta đi xét nhà nghe nói như thế đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đều hưng phấn thường ra nắm giữ tinh võng tích lũy ước vạn năm sẽ được bao nhiêu tài phú giàu nhất vũ trụ trừ thường ra ra không còn ai khác ba người kích thích phấn khởi dò xét khắp nơi bởi vì thời gian quá ngắn thường ra cũng không mang đi bao nhiêu thứ vẫn lưu lại tài sản khổng lồ cho đám người lăng hàn tiên dược bảo liệu nhiều vô số kể điều này cũng làm đại hắc cầu cảm thán nếu có thể đến sớm một chút không cho thường gia mang đi một chút đồ đặc nào khi đó sẽ nhiều đến bao nhiêu lăng hàn cũng lời xem xét từ từ trực tiếp thu tổ tinh thường gia vào trong cơ thể sau đó quay về tướng nguyên tinh đương nhiên hắn cũng không thả tướng nguyên tinh gần tổ tinh thường gia mà là cách một vị trí khá xa tránh hai tinh cầu va chạm tạo thành thương vong lớn nếu hoàng gia đón sau khi biết được chiến tích của lăng hàn tất cả đều kích thích đại đế đấy vô địch một thời đại hiện tại thế nào lại bị lăng hàn ép không thể không mang người nhà đi ngay cả tổ địa cũng bỏ lại đương nhiên đó là bởi vì tứ phương đại đế cũng không phải là đại đế bình thường nếu không hắn dựa vào thực lực cấp thứ năm lăng hàn cũng không có tư cách ngang hàng lăng hàn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp rất đơn giản tìm tổ tinh của một đại đế sa đọa buộc hắn hiện thân đánh một trận chiến làm cho đối phương tiến vào trạng thái mạnh nhất ba phen mấy bận sẽ làm tên đại đế không chết cũng tàn còn thế nào nguy hại thiên hạ hay sao không có cách ta hiện tại chỉ là chuẩn đế ngũ tinh chỉ có thể như thế lang hàn thở dài mọi người khinh thường hắn trong bước quá độ nhưng mà khi lang hàn xuất kích hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hắn phát hiện các đế tộc đã từ bỏ tổ tinh còn tổ địa đế tộc xa đọa bị phát hiện tất cả đều làm tráng sĩ chặt tay từ bỏ nơi này lần này lang hàn cũng không có cách nào hắn nghĩ tìm một tinh cầu sinh mệnh trong vũ trụ đơn giản dù sao hiện tại dương gian âm phủ hóa tinh cầu có sinh mệnh chẳng khác gì mặt trời trói mắt nhưng mà nếu muốn tìm một nơi đặc biệt cho sinh linh ở lại, Lăng Hàn không tìm được, đại đế dù sao cũng là đại đế, bọn họ đã tìm ra đối sách, ta không để ý tới ngươi, trực tiếp chờ Dương Gian sụp đổ, bọn họ sẽ cướp một đường cơ duyên thành đại đế, chẳng những thu được vĩnh sinh, thực lực sẽ tăng thêm một bước, đến lúc đó, Lăng Hàn tính là cái gì? Người có thể thành đại đế, chẳng lẽ không có chút nhẫn nại hay sao? Đã như vậy, Lăng Hàn dứt khoát từ bỏ dự định tìm tổ tinh của Tuyệt Địa chi chủ, đại đế một lòng ẩn nấp, hắn có thể tìm được hay sao? hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi bắt đầu góp chút sức mọn thức tỉnh dương gian hắn đến nơi nào âm hồn nơi đó giải tán dễ dàng thức tỉnh tinh cầu mặt trời lại bốc cháy nhưng muốn tinh cầu khôi phục sinh cơ đây không phải chuyện một sớm một chiều dù sao hủy diệt dễ dàng kiến thiết khó có biện pháp bao quát đám người đinh thụ bọn họ cũng kéo nguyên thế giới ra khỏi cơ thể trong đó có bao nhiêu sinh mệnh chỉ cần những sinh mệnh này tu hành tới thông mạch cảnh hoàn toàn có thể đi tới những tinh cầu này sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên, nhân khẩu hoàn toàn không thiếu. Trong tình huống thiên hạ Thái Bình, đoán chừng mấy vạn năm sau sẽ khôi phục sinh cơ trên tinh cầu. Mấu chốt là, bọn họ có nhiều thời gian như vậy hay sao? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.